Trên Vân Dương Tông, thanh âm vui mừng từ sáng sớm đã vang vọng. Mà theo mặt trời từ phía đông xuất hiện, sự náo nhiệt càng thêm lớn, không ít đệ tử lúc này cũng đã bắt đầu chạy tới chủ phong Vân Dương Tông. Thời gian chậm rãi qua đi, trong bầu không khí náo nhiệt lúc này có một đầu yêu thú phi hành hạ xuống. Không ít trưởng lão hộ pháp có mặt trên chủ phong, trên Vân Dương chủ phong vô cùng náo nhiệt. Khi đám người Lục Lâm Thiên chạy tới, toàn bộ Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên tận trời. Khó có được ngày vui như vậy, cho nên ngày hôm nay có không ít quy củ trong Vân Dương Tông đều được miễn. Điều này khiến cho không ít đệ tử vui mừng không thôi. Trên sân rộng, lúc này đã được trang trí một màu hồng. Lục Lâm Thiên đi tới thì chúng trưởng lão và hộ pháp đang nói chuyện với nhau, cả đám khi nói chuyện đều nở nụ cười vui mừng. Mà ngay cả Vân Khiếu Thiên khi nói chuyện với chúng trưởng lão hộ pháp cũng vô cùng vui vẻ. Lục Lâm Thiên đi tới bên người Vân Khiếu Thiên rồi hành lễ. Vân Khiếu Thiên truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du rồi nói. Tiểu tử đáng chết này, 1361 người của Triệu gia không ngờ cũng hạ thủ được. Có biết là gây ra đại họa như thế nào rồi không? Lục Lâm Thiên ngẩn ra, ánh mắt thu liễm lại. Xem ra Vân Dương Tông đã thu được tin tức. Hắn mới cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới Vân Dương Tông ngày thứ tư. Tin tức từ Thành Hạo Dương có lẽ đã truyền tới Vân Dương Tông vào ngày hôm qua a. Nhạc phụ, tất cả do mình con gánh, không phải là con hạ thủ được hay không, mà là trừ cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Khi trước Triệu gia cũng không phải muốn diệt Lục gia hay sao? Đây chỉ là báo ứng mà thôi. Lục Lâm Thiên truyền âm trả lời. Con gánh, con đảm đương nổi sao? Thành Hạo Dương trung quy vẫn là địa bàn của Vân Dương Tông. Con xuất lĩnh phi linh môn tiến vào Thành Hạo Dương như chỗ không người mà diệt Triệu gia, quan hệ trong đó con có nghĩ tới không? Nếu như có người truy cứu, ta cũng không thể bảo vệ con. Hôn lễ xong con nên lập tức rời đi, ta có thể bảo vệ phụ mẫu con an toàn. Vân Khiếu Thiên truyền âm nói. Mau nhìn, Vũ trưởng lão tới rồi. Tạ trưởng lão cũng tới. Trước không trung, hai đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi tới. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão ngày hôm nay mặc một kiện lễ phục màu hồng, khuôn mặt mỉm cười, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Phía sau còn có Mã Phương, Quách Đông Dương cùng chúng đệ tử, cả đám cũng vô cùng vui mừng. Trên tòa kỵ của Tạ trưởng lão lúc này có không ít thân ảnh, đều là đệ tử đắc ý của Tạ trưởng lão. Lục Vô Song lúc này cũng đứng phía sau Tạ trưởng lão, còn có Thiết trưởng Cuồng Ngưu và không ít sư huynh đệ khác. Cả đám đều mặc lễ phục. Ha ha, tân nương tử tới rồi. Nhìn thấy Tạ trưởng lão xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung nhìn lại. Hôm nay Tạ trưởng lão dường như trang điểm một phen, thoạt nhìn so với bình thường còn trẻ hơn chục tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp bất phàm, trên người mặc một bộ y phục màu hồng, được mấy nữ tử đệ dìu xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh này không ít trưởng lão im lặng, ai có thể nghĩ tới Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão lại thành hôn. Khi mọi người nhận được tin tức này hầu như khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, điều này khiến cho chúng trưởng lão đối với Vũ trưởng lão bội phục không ngớt. Nhớ tới năm đó bọn họ đều là người theo đuổi Tạ trưởng lão, cuối cùng không nghĩ tới đóa hoa này lại rơi vào trong tay Vũ trưởng lão. Vũ Ngọc Tiền cũng lập tức xuống tòa kỵ, hai nhân vật chính của hôm nay đi xuất hiện khiến cho trên sân rộng càng thêm ồn ào. Các đệ tử, hộ pháp trưởng lão đều chúc mừng hai người. Chúc tụng ầm ĩ. Khó tránh khỏi việc có không ít trưởng lão trêu chọc khiến cho hai người Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão cúi đầu ngượng ngùng. Chúng trưởng lão đều nhân cơ hội ngày hôm nay báo thù hai người một phen. Lúc Lục Lâm Thiên tiến tới chúc sư phụ mình, nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn thấy sư phụ sau này có người bầu bạn, người làm đệ tử như hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Sư huynh, giờ lành đã tới, nhanh hành lễ đi. Vân Khiếu Thiên đi tới bên người Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão. Ngày hôm nay người chủ hôn đương nhiên chính là Vân Khiếu Thiên. Mọi người lên tiếng phụ họa, dưới bầu không khí náo nhiệt này, Lục Vô Song đứng ở phía sau lưng Tạ trưởng lão. Mà Lục Lâm Thiên cũng được sắp xếp đứng ở phía sau Vũ trưởng lão. Hai người chậm rãi đi lên hỷ đài đã được dựng sẵn ở trên sân rộng. Lúc này náo nhiệt tới cực hạn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Vân Hồng Lăng cũng hiếu kỳ và vui vẻ đứng một bên theo dõi. Trên hỷ đài, Vân Khiếu Thiên thu hồi sự lo lắng trong lòng. Nhìn hai người Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão rồi lập tức chúc mừng, sau khi bỏ đi một ít lễ nghi phiền phức, cuối cùng Vân Khiếu Thiên nói.
Hiện tại ta tuyên bố, trưởng lão Vũ Ngọc Tiền và tạ trưởng lão chính thức thành hôn. Vân Dương Tông chúng ta ăn mừng 3 ngày. Vân Khiếu Thiên nói xong, trên sân rộng vang lên tiếng gầm rú. Vô số tiếng chúc mừng hướng về phía Vũ trưởng lão và tạ trưởng lão trên khán đài. Giờ phút này, bầu không khí trong Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt, sự vui mừng đã đạt tới đỉnh điểm. Siêu! Mà ngay khi sự vui mừng đạt tới đỉnh điểm thì một thanh âm xé gió đột nhiên vang vọng trên sân rộng. Một thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt đánh tới một thân ảnh màu trắng phía ngoài, mục tiêu chính là La Lan Thị. Lan muội, cẩn thận! Tiếng xé gió đột nhiên vang lên khiến cho Lục Trung chú ý. Dường như hắn đã sớm dự liệu được cái gì đó, thân thể chớp động, tay áo vung lên. Kinh khí kinh khủng trong người bạo phát ra, cuối cùng đánh về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Cút ngay cho ta! Trong lúc nguy cấp, bóng đen này đánh ra một đạo trưởng ấn, năng lượng bàng bạc trong giây lát hội tụ lại. Phanh phanh! Khục khục! Thân thể Lục Trung bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào mặt đất cách đó mấy chục thước. Chỗ giao thủ cũng có không ít đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Mẫu thân, giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh hãi, thân thể giống như thiểm điện lao về phía trước. Đồng thời, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng, Tiểu Long cũng lao về phía La Lan Thị. Khặc khặc, ai dám tới gần một bước ta sẽ giết tiện tỳ này. Tiếng hét phẫn nộ mang theo sự âm lệ vang lên. Lúc này phía sau La Lan Thị có một thân ảnh xuất hiện, năm ngón tay trong nháy mắt chụp vào cổ La Lan Thị. Người này mặc một bộ tử bào, thân hình cao lớn, tuổi chừng lục tuần. Khóe miệng mang theo hàn ý đậm đặc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người Lục Lâm Thiên đang lao tới. Người này chính là Triệu Vô Cực. Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Lục Lâm Thiên dùng mình, cũng tự trách không ngớt. Rõ ràng hắn đã lo lắng Triệu Vô Cực tùy thời sẽ xuất hiện, thế nhưng lại sơ ý không bảo vệ mẫu thân. Mọi người trên sân rộng lúc này cũng phục hồi tinh thần, nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt mọi người không khỏi biến hóa. Triệu Vô Cực, người muốn làm gì? Vũ Ngọc Tiền quát lớn. Khặc khặc, ta muốn làm gì sao? Tiểu súc sinh Lục Lâm Thiên này thủ đoạn độc ác không ngờ lại giết 1361 người của Triệu gia ta. Các ngươi nói xem ta muốn làm gì? Triệu Vô Cực lạnh lẽo nói, tiếng cười thê lương quanh quẩn trong không trung. Cảnh tượng này so với sự vui mừng trước đó hoàn toàn không hợp. Cái gì, Lục Lâm Thiên diệt Triệu gia? Tất cả các trưởng lão có mặt lúc này đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tin tức này đương nhiên khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Vũ Ngọc Tiền và tạ trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Triệu Vô Cực, lão cẩu nhà ngươi có gì thì tới tìm ta, thả mẫu thân ta ra. Triệu gia các ngươi là do ta diệt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn vào Triệu Vô Cực. Nhìn thấy mẫu thân bị Triệu Vô Cực bắt, hắn không dám nhúc nhích thế nhưng trong lòng lại giống như nhỏ máu. Tiểu súc sinh, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Cực, ta thề nhất định phải đem xương cốt ngươi băm thành vạn đoạn thì mới giải mối hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực tức giận nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn. Vậy ngươi cứ tính lên đầu ta là được rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu súc sinh, ta biết thực lực của ngươi hiện tại không kém. Triệu Vô Cực cả giận nói, toàn thân run rẩy, lạnh nhạt nói. Ngươi giết 1361 người của Triệu gia ta, ta cũng muốn đem Lục gia các ngươi diệt sát. Trước tiên bắt đầu từ tiện tỳ này. Nếu như không phải tiện tỳ này sinh ra tạp chủng ngươi, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Nói xong, Triệu Vô Cực gia tăng lực đạo, vẻ mặt La Lan Thị đỏ bừng. Hô hấp có chút khó khăn. Mau thả mẫu thân ta ra, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lẽo nhìn về phía trước, sát khí tràn ra, thế nhưng nàng cũng không dám vọng động. Mau thả mẫu thân ta ra, ta rất tức giận. Trong ánh mắt của Dương Quá lúc này cũng hiện lên sự giận dữ. Triệu Vô Cực, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau thả mẫu thân ta ra. Vân Hồng Lăng phẫn nộ quát lớn. Hừ, các ngươi không tha cho ta thì sao? 1361 người của Triệu gia ta đã không còn nữa. Hôm nay ta cũng không định sống, chỉ cần cố gắng giết nhiều người Lục gia là được rồi. Ta muốn Lục gia phải trả giá đắt. Triệu Vô Cực dữ tợn nói. Thả nàng ra, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Trong đám người, Lục Trung miệng đầy máu lảo đảo tiến về phía trước,
ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực rồi nói. Hay cho một lục chung, ngươi cũng khó thoát khỏi liên can, ta muốn ngươi phải xuống dưới bồi thiếp Tuệ Nhi, các ngươi đều phải chết. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói, bản thân hắn dường như đã gần mất đi lý trí. Triệu Vô Cực, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong mắt Lục Lâm Thiên có một ánh mắt kỳ dị đột nhiên bắn ra. Hư linh huyễn ấn được thi triển. Hư, linh hồn công kích sao? Vô dụng thôi, ta đã sớm biết ngươi là linh vũ song tu rồi. Triệu Vô Cực nhìn như mất đi lý trí thế nhưng lại giống như tỉnh táo, trong nháy mắt trốn phía sau La Lan Thị rồi nói. Tiện tì này chỉ là vũ sĩ mà thôi, nếu như ai đó thi triển công kích linh hồn mà nói, sợ rằng nàng ta cũng không sống được. Nếu như ai dám lộn xộn, trước tiên ta sẽ giết chết tiện tì này. Triệu Vô Cực, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh thì tới đây, con của ngươi, nữ nhi, tôn tử của ngươi đều là ta giết. Ngươi tới mà giết ta này. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, thu hồi hư linh huyễn ấn rồi lạnh nhạt nói với Triệu Vô Cực. Tạp trùng, ngươi muốn dụ ta qua đó sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị khí sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Triệu Vô Cực lạnh lẽo cười nhạt, muốn chơi với ta sao, vậy thì ta sẽ chơi với ngươi. Ánh mắt Triệu Vô Cực trầm xuống, đột nhiên gia tăng lực đạo cánh tay, ngón tay lại bóp mạnh lên cổ La Lan Thị khiến cho hô hấp La Lan Thị dường như bị đình trệ, vẻ mặt đỏ lên, tứ chi giãy giụa. Mẫu thân! Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, vẻ mặt hoảng hốt. Triệu Vô Cực, mau buông tay. Lục Lâm Thiên lớn tiếng nói, ánh mắt như ứa ra máu. Nhìn mẫu thân như vậy khiến cho trong lòng hắn đau như cắt. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi đau lòng sao? Hóa ra ngươi vô cùng quan tâm tới tiện tì này a. Nhìn dáng vẻ của Lục Lâm Thiên, Triệu Vô Cực cười lạnh, tay không thả lỏng một chút nào, lớn tiếng nói. Lục Lâm Thiên, tiểu xúc sinh nhà ngươi nếu như không muốn tiện tì này chết, vậy thì tự đoạn một cánh tay của mình đi. Lục Lâm Thiên nhìn mẫu thân, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay. Lâm Thiên, không được. Lục Trung tức thì nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Triệu Vô Cực, lão tử không để yên cho ngươi. Vũ Ngọc Tiền giận dữ nói. Triệu Vô Cực cũng không để ý tới Vũ Ngọc Tiền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười lạnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi còn do dự gì nữa? Nếu như ngươi do dự lần nữa thì tiện tì này sẽ chết. Triệu Vô Cực, ngươi đừng quá phận, mau thả người trong tay ngươi ra. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên cả giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vân Khiếu Thiên, ngươi không uy hiếp được ta đâu. Tông chủ Vân Dương Tông sao? Khặc khặc, dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không muốn sống nữa, dù sao Triệu gia ta cũng không còn. Nhìn Vân Khiếu Thiên. Trong mắt Triệu Vô Cực vốn còn có chút e ngại, lúc này đã hoàn toàn bị sự giận dữ lấn áp. Triệu Vô Cực, đừng tưởng rằng người Triệu gia mấy năm nay ngươi âm thầm an bài vào trong Vân Dương Tông ta không biết. Ngươi không đem người trong tay ngươi thả ra, vậy thì ta sẽ đem người của ngươi đánh chết toàn bộ. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, sát ý bắt đầu tràn ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Khặc khặc, Vân Khiếu Thiên, ngươi cho rằng ta ngốc như vậy sao? Đó chỉ là những hành động khiến cho các ngươi lơ là cảnh giác mà thôi. Những người đó căn bản là người hầu của đệ tử Triệu gia chúng ta. Những người Triệu gia chân chính đã sớm rời khỏi địa bàn của Vân Dương Tông rồi. Ngươi làm gì được ta? Ta đã sớm tính tới chuyện ngày hôm nay, coi như hôm nay ta chết đi, một ngày nào đó người Triệu gia cũng sẽ tới báo thù cho ta. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Nghe Triệu Vô Cực nói, ánh mắt mọi người đều trầm xuống. Tâm cơ của Triệu Vô Cực này quả thực quá nặng, không ngờ đã có sự chuẩn bị như vậy rồi. Tiểu xúc sinh, ngươi nhanh đoạn một tay của mình, bằng không tiện tì này sẽ chết. Nhìn biểu tình trên mặt mọi người, Triệu Vô Cực lại càng điên cuồng, ánh mắt nhìn vào Lục Lâm Thiên. La Lan Thị lúc này không ngừng giãy giụa, không thể hít thở khiến cho mặt mũi nàng bắt đầu dữ tợn. Lục Lâm Thiên không có chút do dự nào, huyết lục trong tay vung lên. Lâm Thiên, không được. Mọi người lớn tiếng nói. Khặc khặc, nhanh đoạn một tay của ngươi, nhanh, bằng không tiện tì này sẽ chết. Triệu Vô Cực lớn tiếng nói. Siêu. Lục Lâm Thiên không còn lựa chọn nào khác, cánh tay chém xuống. Một đao chém xuống, máu tươi trên tay trái bắn ra. Lâm Thiên. Mọi người sợ ngây người, nhìn Lục Lâm Thiên, Vũ Ngọc Tiền,
Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, tất cả mọi người đều biết sắc, không nói ra lời. La Lan Thị bị bóp cổ, nhìn thấy cảnh tượng này chân tay cũng không dãy giụa nữa. Hai mắt mang theo sự kinh hãi, khó chịu, đủ mọi cảm xúc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. A, à, Lục Lâm Thiên cắn răng chịu đau đớn, có bất diệt huyền thể, thế nhưng hắn muốn chặt cánh tay của mình cũng vô cùng đau đớn. Chân khí vận chuyển, máu tươi trên cánh tay lập tức ngừng chảy, sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch. Tự đoạn cánh tay trái, Lục Thiếu Du không thể không nghe theo. Mẫu thân nằm trong tay đối phương, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lâm Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhìn La Lan Thị, hai người không nói được lời nào. Trên sân rộng, lúc này cũng có chừng vạn người. Nhìn thấy một màn như vậy mọi người kinh hãi, có ít người thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi còn vui vẻ như vậy, không ngờ lại đột nhiên xảy ra một màn như thế. Khặc khặc, tiểu súc sinh, người cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha! Triệu Vô Cực cười lạnh, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, tiếng cười càng thêm âm trầm. Tiểu súc sinh, nhanh, đem một chân ngươi chặt đi. Nhanh! Lão cẩu, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Hàn ý trên người Lục Tâm Đồng tràn ra, tóc trên đầu bay lượn, khí thức lạnh lẽo sắc bén khuếch tán ra chung quanh giống như là một ác ma vậy. Triệu Vô Cực, đủ rồi. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực, cả không gian run rẩy. Các ngươi đều lui về phía sau, nếu như dám tiến lên một bước, tiện tỳ này sẽ chết. Triệu Vô Cực giơ tay lên, bàn tay lại bóp mạnh một cái, La Lan Thị lập tức giãy giụa. Tiểu súc sinh, nhanh đoạn một chân của ngươi, bằng không ta sẽ bóp chết tiện tỳ này. Triệu Vô Cực điên cuồng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bàn tay lại bóp mạnh hơn một chút, trên cổ La Lan Thị lập tức xuất hiện vết máu, có cảm giác dường như nàng sắp không chịu được nữa. Người mau buông tay, ta tự đoạn một chân của mình. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, huyết lục lại lần nữa vung lên. Lâm Thiên, không được. Mọi người nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn mọi người rồi không chút do dự giơ huyết lục lên rồi chém xuống. Một cái chân trái mang theo máu tươi rơi xuống đất, Lục Lâm Thiên đau đớn lảo đảo té xuống mặt đất, sự đau đớn này khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du lần nữa trắng bệch. Khặc khặc, tiểu súc sinh, ngươi xong rồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu thì sao? Đời ngươi xong rồi, ngươi đã là một nửa phế nhân rồi. Ha ha! Triệu Vô Cực nhìn Lục Lâm Thiên tự đoạn một chân, ánh mắt càng thêm đỏ rực, thanh âm ngày càng lạnh lẽo. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng phức tạp, cũng không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Tự đoạn đi một tay một chân, hậu quả không cần nói cũng biết. Nếu như muốn khôi phục, trừ phi là có vũ đế, linh đế trong truyền thuyết hỗ trợ. Còn không nhất định thành công, điều này đã định trước sau này Lục Lâm Thiên sẽ là một người tàn tật. Khặc khặc, tiểu súc sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hôm nay ta phải dằn vặt ngươi mới giải mối hận trong lòng ta. Tâm tình Triệu Vô Cực cực tốt, nhìn bộ dáng hiện tại của Lục Lâm Thiên, nụ cười âm lệ vang vọng. Siêu! Trong chớp mắt, Triệu Vô Cực vừa mới nói xong, một đạo quang mang đột nhiên phá không xuất hiện. Trực tiếp đánh về phía tay phải Triệu Vô Cực. Tốc độ này quá nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Quang mang chợt lóe, ngay khi Triệu Vô Cực phát hiện ra đã không kịp chạy trốn nữa. A! À, chỉ trong chớp mắt Triệu Vô Cực kêu thảm một tiếng. Trên cánh tay truyền đến sự đau đớn, cánh tay của Vũ Vương nhất trọng như hắn đã huyết nhục mơ hồ, xương trắng hiện ra. Trong sự đau đớn này, Triệu Vô Cực đột nhiên thả La Lan Thị trong tay ra. Muốn chết! Buông La Lan Thị ra, Triệu Vô Cực đột nhiên có phản ứng, không để ý tới sự đau đớn trong tay đột nhiên đánh ra một đạo chảo ấn về phía La Lan Thị. Cút ngay cho ta! Một thanh âm non nớt vang lên, quang mang thu liếm lại. Một con rắn màu vàng xuất hiện trong ánh mắt mọi người rồi lập tức hóa thành hình người. Chính là Tiểu Long, lúc này nắm tay nhỏ như ngọc của nó đang đánh ra một đạo quyền ấn. Phanh phanh! Một quyền một chảo đụng chạm, kinh khí kinh khủng quét ngang bốn phía. Tiếp theo thân ảnh Tiểu Long mang theo La Lan Thị rời khỏi tại chỗ. Khục khục! Thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau một bước, trước người đã mất đi thân ảnh của Tiểu Long và La Lan Thị. Tất cả biến cổ này đám người Lục Tâm Đồng,
Dương Quá đều nhìn thấy. Hai người không chút do dự, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Trong tay Lục Tâm Đồng có một đạo quang trụ bằng khói độc trực tiếp xuyên qua không gian, năm ngón tay Dương Quá nắm chặt, bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, tức thì đánh về phía Triệu Vô Cực. Trong chớp mắt, không gian run lên, khí thế và sự tức giận trên người Lục Tâm Đồng, Dương Quá bạo phát. Dưới cỗ khí thế kinh người này, toàn bộ không gian run rẩy. Khí thế Vũ Vương tứ trọng của Dương Quá toàn bộ đều xuất ra. Khí thế Linh Vương nhị trọng của Lục Tâm Đồng cũng không ẩn giấu chút nào. Hai người đồng thời xuất thủ khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt gấp khúc. Thực lực của một người nào trong hai người đều mạnh hơn so với Triệu Vô Cực, nhìn công kích của hai người, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Trên Vân Dương Tông không tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Triệu Vô Cực. Một đạo năng lượng bàng bạc hội tụ, ngay khi công kích của Dương Quá và Lục Tâm Đồng đánh tới, không gian run lên. Một cỗ năng lượng bàng bạc dùng một tốc độ kinh người hội tụ. Trong nháy mắt có một vòng quang cháo bao phủ không trung. Một cỗ uy áp linh hồn kinh khủng lan tràn ra. Người này sau đó dẫn theo Triệu Vô Cực lùi về phía sau. Linh Vương cao trọng. Lục Lâm Thiên nằm trên mặt đất sắc mặt trầm xuống. Khí tức người vừa mới xuất hiện rất mạnh. Sợ rằng tu vi phải từ Linh Vương bát trọng trở lên, còn có thể là Linh Vương cửu trọng. Phanh phanh. Công kích của Dương Quá và Lục Tâm Đồng đánh vào trên quang cháo, thanh âm trầm thấp vang lên. Công kích kinh khủng không ngờ trực tiếp tạo thành một cái khe trên quang cháo, kinh khí đều bị nuốt vào bên trong. Khục khục. Trong nháy mắt này hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lui về phía sau mấy bước. Lão đại, huynh thế nào rồi? Tiểu Long nhanh chóng đưa La Lan Thị tới bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt nhỏ tuy rằng có lo lắng thế nhưng lại không nhiều bằng mọi người. Ta không sao. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, đứa nhỏ này, sao con lại làm như vậy, sau này con làm sao bây giờ? La Lan Thị từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy nhi tử đã trở thành người tàn phế trên mặt đất, trong lòng vô cùng đau đớn. Mẫu thân, con không sao, người không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên vội vã nhìn về phía mẫu thân, trên cỗ mẫu thân có năm ngón tay, trên đó còn vết máu nhàn nhạt khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng lạnh lẽo. Mông trưởng lão, người nhất định phải giúp Triệu gia báo thù. 1361 nhân mạng của Triệu gia đều bị Lục gia giết chết. Người nhất định phải giúp Triệu gia báo thù. Nhìn người bên cạnh, Triệu Vô Cực thê lương nói. Tất cả tiêu tán, bên người Triệu Vô Cực xuất hiện một đạo thân ảnh, người này mặc một bộ hoàng bào, tuổi chừng thất tuần, ánh mắt có chút âm lệ, toàn thân tỏa ra khí tức bức người. 1361 người a, Lục gia cũng hạ thủ được sao? Lão giả được gọi là Mông trưởng lão này nhìn về Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt bắn ra. Khi trước Triệu gia tiến về Lục gia, lúc đó chẳng phải cũng muốn diệt Lục gia sao? Hiện tại Triệu gia bị diệt chỉ là báo ứng mà thôi. Mà bây giờ Triệu Vô Cực cũng phải chết. Lục Lâm Thiên đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mông trưởng lão. Xem ra người này chính là chỗ dựa của Triệu Vô Cực trên Vân Dương Tông. Một cỗ sát khí trên người Lục Lâm Thiên lặng lẽ khuếch tán về phía Triệu Vô Cực. Cảm nhận cỗ sát khí này, Triệu Vô Cực nhìn không được mà run rẩy. Hừ, trên Vân Dương Tông còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Việc Lục gia khi trước ta đã buông tha cho Lục gia các ngươi một lần. Lần này không ngờ ngươi lại diệt toàn bộ Triệu gia. Nếu đã như vậy thì Lục gia các ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Mông trưởng lão kia nhìn Lục Lâm Thiên rồi lạnh nhạt nói. Mông Kỳ San, ngươi tính là thứ gì? Triệu Vô Cực dám khiến cho đệ tử ta tự đoạn tay chân, Triệu Vô Cực không chết ta cũng không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt Vũ Ngọc Tiền âm trầm nhìn về phía Mông trưởng lão kia. Vũ Ngọc Tiền, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là người của Vân Dương Tông, có người diễu võ Dương Oai trên Vân Dương Tông, tạo thành giết chóc máu tanh trong thành Hạo Dương. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, Vân Dương Tông sau này làm sao dám đặt chân trên đại lục Linh Vũ? Lục Lâm Thiên này bị đoạn một tay một chân thì làm sao? Có so được với 1361 khẩu của Triệu gia sao? Mông trưởng lão nhìn Vũ Ngọc Tiền lạnh nhạt nói. Mông trưởng lão, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi. Có ta ở đây, chuyện Vân Dương Tông còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, một cỗ sát khí mạnh mẽ được thu lại.
Tông chủ, hừ, thân là tông chủ Vân Dương Tông lại không để ý tới bộ mặt của Vân Dương Tông, để ngoại nhân giễu võ dương oai trên Vân Dương Tông. Nếu như trưởng lão Đoàn ra mặt phân xử, sợ rằng chức vị tông chủ này của ngươi cũng khó mà giữ được. Mông trưởng lão nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Nực cười, người ngoài, Lục Lâm Thiên chính là con rể của ta, lại là đệ tử của sư huynh Vũ Ngọc Tiền ta. Sao lại là người ngoài cơ chứ? Lục gia diệt Triệu gia chỉ là ân oán hai nhà mà thôi. Chuyện này không có quan hệ tới mặt mũi của Vân Dương Tông. Triệu Vô Cực thân là trưởng lão Vân Dương Tông, bình thường cậy thế làm càn, dành chỗ tốt vì Triệu gia ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng hôm nay lại là ngày đại hỷ của Vân Dương Tông, không ngờ lại uy hiếp con rể ta tự đoạn một tay một chân, rõ ràng Triệu Vô Cực này không tuân thủ tông quy, hiện tại ta dùng thân phận tông chủ Vân Dương Tông ra lệnh, đem chức vị trưởng lão của Triệu Vô Cực hủy bỏ, trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Tông chủ thật lớn lối. Bỏ chức vị trưởng lão sao? Ngươi đừng quên, muốn tước bỏ chức vị trưởng lão cần phải được trưởng lão Đoàn đồng ý, ngươi không thể tự mình làm chủ. Mông trưởng lão lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn vào Lục Lâm Thiên. Chuyện Triệu gia ta không thể mặc kệ như vậy. Tiểu tử, nợ máu của Triệu gia ngươi phải trả giá đắt. Mông Kỳ San, ngươi dám? Trường bào trên người Vân Khiếu Thiên run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mông trưởng lão kia rồi nói. Ngươi dám tiến lên một bước, coi như ngày hôm nay buông bỏ chức vị tông chủ Vân Dương Tông, ngươi cũng đừng hòng động vào một cọng lông của Lâm Thiên, đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi. Mông trưởng lão, thù của Triệu gia người nhất định phải báo. Triệu Vô Cực nhìn chung quanh rồi thê lương nói. Ai? Lúc này trong không gian vang lên tiếng thở dài, thanh âm quanh quẩn trong không trung, giống như có người thở dài bên tai mọi người. Thế nhưng nghe kỹ thì lại vô cùng xa vời, hư vô mờ mịt. Thanh âm này lập tức vang lên. Chuyện Lục gia và Triệu gia dừng ở đây đi. Triệu gia khi trước muốn diệt Lục gia, kết cục mà Triệu gia gặp phải ngày hôm nay cũng chính là do mình tạo ra, còn muốn truy cứu cái gì nữa. Lục gia diệt Triệu gia, tất cả chuyện này do Triệu Vô Cực có chút quá đáng. Chuyện này coi như hết, sau này ta không hy vọng trên Vân Dương Tông xuất hiện chuyện như vậy nữa. Thanh âm vừa dứt, tiếng thở dài loáng thoáng xuất hiện trong tai mỗi người. Ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Tất cả trưởng lão, bao gồm là Vân Khiếu Thiên, còn có Mông Kỳ San kia quay mặt về phía trước hành lễ. Chúng đệ tử nhìn thấy trưởng lão và tông chủ hành lễ, cả đám lập tức hành lễ. Vân Hồng Lăng cũng cung kính quỳ một gối xuống. Sư phụ! Đệ tử của đệ tử tự đoạn một tay một chân, bút sổ sách này sao có thể bỏ qua như vậy được? Vũ Ngọc Tiền nhìn ngọn núi phía xa rồi nói. Tự đoạn một tay một chân Vân Dương Tông ta sẽ toàn lực chữa trị. Vấn đề không quá lớn, việc này dừng ở đây thôi. Nếu như ai còn dám động tay động chân trên Vân Dương Tông, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trên không trung, thanh âm hư vô mờ mịt kia một lần nữa vang lên. Thanh âm vừa dứt. Một cỗ khí thế khiến cho người ta không thể phản kháng tràn ra. Lúc này ngay cả Mông Kỳ San kia cũng không dám nói thêm gì nữa. Sắc mặt Triệu Vô Cực cực kỳ xấu xí, cũng không dám nói thêm lời nào. Ha ha! Một tiếng cười to vang lên, trong tiếng cười mang theo hàn ý ngập trời. Dừng ở đây, nào dễ dàng như vậy? Triệu Vô Cực lão cẩu kia bóp cổ mẫu thân ta, bút sổ sách này lẽ nào cứ để nó trôi qua như vậy? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm vừa rồi hẳn là của tông chủ Vân Dương Tông đời trước, phụ thân Vân Khiếu Thiên, gia gia Vân Hồng Lăng. Thế nhưng hôm nay hắn nhất định phải giết Triệu Vô Cực lão cẩu, bằng không nếu như gặp lại chuyện như ngày hôm nay thì hối hận cũng không còn kịp. Lục Lâm Thiên, người tự đoạn một tay một chân đã là nửa phế nhân. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cho dù là ai cũng không thể giúp ngươi. Vân Dương Tông ta dùng toàn lực giúp ngươi khôi phục. Việc này coi như xong. Trên Vân Dương Tông không phải ai cũng làm càn được. Phía xa, đạo thanh âm kia lần nữa vang lên. Thật không, đa tạ ý tốt của Vân Dương Tông. Thế nhưng đây là việc nhỏ, không cần Vân Dương Tông ra tay. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, cảm nhận cỗ khí tức mịt mờ kia đang tập trung vào người mình, hắn cười nhạt một tiếng. Dưới ánh mắt của mọi người Lục Lâm Thiên đem chân trái nhặt lên, từ nơi chân bị chặt đứt tức thì có một cỗ quang mang bắn ra. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, trong nháy mắt cái chân bị chặt đứt đã hoàn hảo nằm trên đùi Lục Thiếu Du như ban đầu, không chút tổn hao nào dung hợp với nhau hoàn mỹ. Căn bản còn không có vết tích bị chặt,
ngay cả một chút dấu vết lưu lại cũng không có. Nhìn cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi khó mà tin tưởng được. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của mọi người, Lục Lâm Thiên lần nữa đem cánh tay trái cụt nối lại. Một đạo quang mang lóe lên, cánh tay trái trực tiếp khôi phục như cũ, không chút tổn hao gì. Nhìn cánh tay hoàn hảo của mình, trong lòng Lục Lâm Thiên không có một chút kinh ngạc nào. Đây là uy lực của bất diệt huyền thể, từ trong tin tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Lâm Thiên đã sớm hiểu rõ điểm này. Bằng không vừa rồi sao lại không chút do dự đoạn tay chân của mình cơ chứ? Chỉ cần tay chân hắn còn là có thể nối lại vô cùng hoàn hảo. Cho dù tay chân hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể khôi phục lại như cũ. Thân thể của hắn dưới Tử Kim Huyền Lôi đã được rèn giũa không ngừng, muốn nối lại là chuyện vô cùng dễ dàng không tốn chút sức lực nào. Nghiêm túc mà nói, Lục Lâm Thiên hiểu rõ tác dụng nghịch thiên của bất diệt huyền thể. Chỉ cần hồn anh bất diệt, hắn sẽ không bao giờ chết. Cho dù thân thể hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể phá rồi lập. Bất diệt huyền thể đâu chỉ có lực phòng ngự đơn giản như vậy. Lực phòng ngự cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng vô pháp được coi là bất diệt. Cũng có thể bị người khác phá hủy, mà chỉ có thể phá xong rồi lập mới được tính là bất diệt. Trời ạ! Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh hít sâu một hơi. Cảnh tượng trước mắt bọn họ quá hoang đường, đây còn là người sao? Thân thể bị đoạn trong nháy mắt có thể khôi phục như cũ, sợ rằng điều này bất luận kẻ nào cũng không thể làm được bước này. Vân Khiếu Thiên, Mông Kỳ San, Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông đều kinh ngạc tới mức không thốt lên lời, điều này quả thực đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Triệu Vô Cực vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt gần như trợn ngược, điều này sao có thể, một nửa phế nhân tại sao đột nhiên lại khôi phục được. Điều này căn bản là chuyện không có khả năng, bất luận là ai cũng không thể làm được, thế nhưng tất cả chuyện này lại xuất hiện vô cùng chân thật trước mắt hắn. Tất cả những thứ hắn vừa làm đều là công cốc. Ồ! Trước không trung, đạo khí tức mịt mờ kia đột nhiên ba động, không ngừng đánh giá Lục Lâm Thiên. Ngày hôm nay Triệu Vô Cực ắt phải chết, cho dù là ai ngăn cản cũng phải chết. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Giờ phút này, sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trên Vân Dương Tông còn không tới phiên ngươi kiêu ngạo. Mông Kỳ San vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về Triệu Vô Cực phía sau rồi lập tức nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, đây là Vân Dương Tông. Ngoài Vân Dương Tông ngươi muốn làm gì cũng được. Thế nhưng một khi đã tới Vân Dương Tông, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể làm càn. Đạo khí tức mịt mờ kia lần nữa xuất hiện, thanh âm vang vọng. Ha ha! Lục Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán. Dưới cỗ sát khí này, không trung tĩnh lặng, ngay cả không khí dường như cũng đình trệ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua những người có mặt, cuối cùng nhìn về phía trước. Hàn ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra. Sát khí vô hình mang theo hàn ý khuếch tán ra chung quanh. Có người gây bất lợi với La Lan Thị, đây chính là nghịch lân của Lục Lâm Thiên. Ai động vào nghịch lân của hắn, vậy nhất định phải nhận hậu quả vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên lớn tiếng quát. Lục Lâm Thiên, ta ngày hôm nay thề, ai dám ngăn cản ta hôm nay ta sẽ giết kẻ ấy. Nếu như Vân Dương Tông ngăn cản ta, vậy thì đệ tử Phi Linh Môn ta sẽ không chết không thôi với Vân Dương Tông. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong không trung, rơi vào trong tay mỗi người. Trong không gian giống như đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Người có tu vi thấp lúc này chỉ cảm giác đột nhiên trong lòng có chút lạnh lẽo, giống như là máu đông lại, tất cả mọi người đều bị cỗ sát khí kinh thiên này chấn nhiếp. Sát khí thật là khủng khiếp. Tất cả các trưởng lão, đệ tử, cơ mặt đều co quắp. Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Lúc này ánh mắt Vân Khiếu Thiên cũng cực kỳ ngưng trọng. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ngày hôm nay sợ rằng việc này sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy. Mông Kỳ San, Triệu Vô Cực cảm nhận cỗ sát ý trên người Lục Lâm Thiên, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt. Ánh mắt khẽ biến đổi. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng làm càn. Đây là Vân Dương Tông, Phi Linh Môn các ngươi còn chưa có đủ thực lực chống lại Vân Dương Tông. Trước không trung, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Phi Linh Môn ta có thực lực này hay không thì phải thử qua mới biết được. Cho dù hôm nay Vân Dương Tông giết ta, ta tin rằng Vân Dương Tông cũng phải trả một cái giá lớn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
chủ nhân của cỗ khí tức mịt mờ này chính là tông chủ đời trước của Vân Dương Tông. Kỳ thực trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, từ cỗ khí tức này, sợ rằng người này còn mạnh hơn sát phá quân. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng biết hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Phải đánh chết Triệu Vô Cực, thực lực của phi linh môn hắn có lẽ Vân Dương Tông cũng phải chú ý. Huống chi còn có Vân Khiếu Thiên và sư phụ Vũ Ngọc Tiền còn đó, sợ rằng Vân Dương Tông cũng không đơn giản mà đối phó với hắn. Có tầng quan hệ này, lúc này Lục Thiếu Du mới dám lớn lối ở Vân Dương Tông như vậy. Hôm nay Triệu Vô Cực phải chết, ai dám ngăn cản giết không tha. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng tiến lên, khói độc ngập trời tuôn ra khiến cho mọi người chung quanh phải lùi lại. Thảo nào thiên phú mạnh như vậy, hóa ra là trời sinh độc thể. Phía xa, đạo khí tức mịt mờ kia dường như cực kỳ kinh ngạc, nhịn không được mà lẩm bẩm nói. Ta không thích giết người, thế nhưng Triệu Vô Cực này lại muốn làm hại mẫu thân ta. Hôm nay hắn phải chết, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Quá cũng vô cùng tức giận, khí tức Vũ Vương tứ trọng khuếch tán, gợn sóng trong không gian lắc lư. Lúc này Lục Vô Song cầm vũ linh khí trong tay chậm rãi tiến lên phía trước. Chân khí bùng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực. Trong ánh mắt có một cỗ sát ý khiến cho trái tim mọi người lạnh lẽo. Quả thực khó mà nghĩ tới, một nữ tử thanh nhã mà cao quý như vậy lại có sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo như thế. Vân Hồng Lăng nhìn phụ thân Vân Khiếu Thiên của mình lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vũ linh khí huyền cấp xuất hiện trong tay, thân ảnh nhảy về phía trước. Lão đại, để giúp huynh ngăn mọi người, huynh mau đi đánh chết lão cẩu Triệu gia kia đi. Tiểu Long quát lớn, nói xong quang mang quanh người lan tràn ra bốn phía. Ngao! Tiểu Long nói xong, trong giây lát quang mang chợt lóe, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể nó bạo phát ra. Cỗ khí thế này bạo phát, đồng thời có một đạo quang mang phóng lên cao, khí tức mạnh mẽ ngập trời đánh bay gợn sóng trong không gian. Cỗ khí tức khổng lồ này phóng lên cao mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời trên chủ phong Vân Dương Tông lúc này tràn ngập khí tức cường hãn. Đồng thời bản thể của Tiểu Long cũng hiện lên trong bầu trời. Trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long từng đạo long chảo xuất hiện. Long chảo giống như thạch trụ, bên trên tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này phát ra từ tận trong linh hồn và huyết mạch. Mọi người nhìn vào thân thể Tiểu Long, cảm nhận cỗ uy thế tuyệt đối trên thân thể khổng lồ kia, trong lúc mơ hồ mang theo uy năng khiến cho không gian gấp khúc. Khí thế nhưng vậy chấn động nhân tâm, khiến cho linh hồn rung động. Ngao! Bản thể hiện ra, trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long vang lên một tiếng long ngâm lan tràn ra bốn phía. Thanh âm trầm thấp mang theo sự sắc bén, giống như có thể phá vỡ không gian khiến cho tất cả yêu thú tọa kỵ trong Vân Dương Tông phủ phục trên mặt đất. Yêu thú tọa kỵ của tất cả trưởng lão run lên, bắt đầu nằm rạp xuống. Uy áp thật mạnh, rốt cuộc đây là yêu thú gì? Tất cả trưởng lão nhìn bản thể của Tiểu Long, ánh mắt mang theo sự kinh hãi. Là linh hoàng tộc hay yêu hoàng tộc? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút sợ hãi. Thân phận của Tiểu Long hắn đã sớm biết được một ít. Thế nhưng lúc này hắn mới chính thức nhìn thấy bản thể lúc này của Tiểu Long. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản lão đại của ta, vậy thì ta sẽ không để cho kẻ đó được yên. Tiểu Long rít gào, tiếng gầm quanh quẩn trong không trung. Ai, Huyền Vũ Thân, Thanh Long chi chảo. Trước không trung lại vang lên tiếng thở dài, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lục gia vốn cũng là thế lực ngoại vi của Vân Dương Tông. Chuyện Lục gia và Triệu gia vốn chỉ là chuyện hai nhà. Vân Dương Tông ta không thể giải quyết cho nên các ngươi tự mình giải quyết. Mọi người trong Vân Dương Tông không được nhúng tay vào, người nhúng tay sẽ bị trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Nói xong, đạo thanh âm này biến mất trong không trung. Khí tức mịt mờ kia cũng biến mất không thấy. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, lão tông chủ Vân Dương Tông đột nhiên nhượng bộ khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Không biết là cố kỵ phi linh môn của hắn hay là thân phận của Tiểu Long. Lão tông chủ Vân Dương Tông vừa rồi dường như còn nhận ra thân phận của Tiểu Long, có thể là có chút cố kỵ cho nên mới lui bước. Triệu Vô Cực, để xem ngày hôm nay còn ai có thể cứu được ngươi nữa. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, Vân Dương Tông nhượng bộ, hắn đã không cần cố kỵ gì nữa. Triệu Vô Cực ngày hôm nay sẽ phải chết. Mông trưởng lão, cứu ta. Triệu Vô Cực nhìn cảnh này, vị thái thượng trưởng lão kia đã mở miệng vậy thì không còn cách nào thay đổi được nữa.
Vân Dương Tông đã không thể trở thành bùa hộ mạng của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ dựa vào sự bảo hộ của vị Mông trưởng lão này mà thôi. Bằng không, hắn biết rõ bản thân mình sẽ chết rất thảm. Ánh mắt Mông Kỳ San ngưng trọng nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên, Triệu gia đã được ta bảo hộ, ngươi không có cơ hội đâu. Mông Kỳ San, Thái Thượng trưởng lão đã lên tiếng, đây là chuyện riêng của Lục gia và Triệu gia, trong Vân Dương Tông không có ai được nhúng tay vào. Vũ Ngọc Tiền nhìn về phía Mông Kỳ San rồi nói. Ai nhúng tay sẽ trục xuất khỏi Vân Dương Tông đúng không? Ha ha, hay cho một Vân Dương Tông, không ngờ lại e ngại một phi linh môn nho nhỏ mà không để ý tới sinh tử trưởng lão trong môn. Mông Kỳ San ta hiện tại tuyên bố thoát ly khỏi Vân Dương Tông. Từ nay về sau không có một chút quan hệ nào với Vân Dương Tông. Mông Kỳ San nhìn mọi người chung quanh rồi nở nụ cười nhạt. Nghe Mông Kỳ San nói vậy, tức thì các trưởng lão trong Vân Dương Tông ngạc nhiên, cả đám đều vô cùng ngoài ý muốn. Quan hệ của vị Mông trưởng lão này và Triệu gia mọi người đều biết. Thế nhưng lại vì Triệu gia mà thoát ly khỏi Vân Dương Tông khiến cho mọi người bất ngờ. Quan hệ giữa Mông Kỳ San và Triệu gia còn chưa tới bước này à? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Mông Kỳ San này hẳn là Linh Vương cửu trọng. Có người này bảo vệ Triệu Vô Cực, hắn muốn giết Triệu Vô Cực sẽ cực kỳ khó khăn. Chúng ta đi, sau này không còn một chút quan hệ nào với Vân Dương Tông nữa. Mông Kỳ San quát lên một tiếng, quay đầu nói với Triệu Vô Cực. Ta nói rồi, Triệu Vô Cực ngày hôm nay phải chết. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt nhảy về phía trước. Hôm nay vô luận thế nào hắn cũng phải lưu lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ắt phải chết. Ta biết ngươi là linh vũ song tu, thủ đoạn không ít. Thế nhưng chỉ thế thôi còn chưa đủ. Trước mặt bản vương ngươi không có cơ hội. Hôm nay ta không muốn đối phó với ngươi, ta chỉ muốn dẫn người đi mà thôi. Ngươi ngăn không được ta đâu. Mông Kỳ San nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trầm xuống rồi lạnh nhạt nói. Thật không, để ta nhìn xem ngươi mang người đi như thế nào. Lục Lâm Thiên híp mắt lại. Từ trên người Mông Kỳ San này Lục Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chỉ như vậy cũng không thể để cho hắn mang Triệu Vô Cực đi. Chân khí quanh người Lục Thiếu Du lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện. Huyễn ảnh thanh vũ kéo dài ra, hai cánh rung lên. Uy năng khiến cho không gian trực tiếp gấp khúc, thân thể lao thẳng về phía Triệu Vô Cực, tốc độ nhanh tới cực hạn. Hóa ra thực sự có linh khí phi hành địa cấp, thế nhưng cũng còn chưa đủ. Nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên tạo thành một đạo tàn ảnh, Mông Kỳ San chậm rãi lắc đầu. Đồng thời không gian quanh người từ từ gấp khúc, mà thân hình vô cùng quỷ dị bắt đầu thuấn di. Siêu! Trong nháy mắt này thân thể Mông Kỳ San xuất hiện trong không gian trước người Lục Lâm Thiên, trực tiếp phong tỏa không gian nơi Lục Lâm Thiên đứng. Không gian gấp khúc, thủ ấn nhẹ nhàng được kết, một cỗ linh hồn bàng bạc ngưng tụ, cuối cùng mang theo một cỗ linh hồn lực nguy hiểm từ bốn phương tám hướng vào tới phía Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn lực bàng bạc này khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngưng trọng. Cỗ linh hồn lực này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thứ mà linh vương bình thường có thể chống lại. Linh hồn công kích sao? Trong lúc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, đồng thời bản thân hắn cũng không thèm để ý tới công kích bằng linh hồn đang cuồn cuộn kéo tới. Linh hồn lực mạnh mẽ nặng nề đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ linh hồn lực bàng bạc này thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bị đẩy lùi. Nhị đệ, cẩn thận. Siêu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị công kích, sắc mặt Dương Quá đại biến. Bàn chân điểm mạnh mặt đất một cái, thân thể nhảy lên. Quanh người được thuộc tính phong bao phủ, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra. Không gian tức thì rung động, năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, cuồng phong trong không gian gào thét, giống như phong vân biến sắc. Một đạo quyền ấn mang theo kình khí bức người trong nháy mắt đập về phía Mông Kỳ San. Dưới một quyền này, kình phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian. Tiếng xé gió sắc bén khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Toàn bộ không gian dưới một quyền này run rẩy. Vũ Vương tứ trọng sao? Ngươi còn quá yếu. Sắc mặt Mông Kỳ San trầm xuống. Linh lực bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ trên tay. Linh hỏa tức thì xuất hiện. Cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm mang theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa va chạm vào một chỗ với quyền ấn của Dương Quá. Siêu siêu. Công kích của hai người va chạm cũng không tạo thành thanh âm kinh thiên. Thế nhưng gợn sóng trong không gian lại phát ra âm thanh suy suy không dứt, toàn bộ không gian run rẩy. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt thanh âm bạo liệt trầm thấp vang lên.
thân ảnh Dương Quá bay ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Lực lượng đáng sợ khiến cho mặt đất nứt nẻ, từng cái khe xuất hiện rồi lan tràn về bốn phía giống như mạng nhện. Khục khục, Dương Quá lập tức phun ra một ngụm máu, bằng vào thực lực của hắn hiện tại đối phó với Vũ Vương ngũ trọng, lục trọng cũng không phải là không có thực lực đánh một trận. Thế nhưng trước mặt Linh Vương cửu trọng, hắn không có một chút lực hoàn thủ nào. Ngao, thanh âm giống như long ngâm vang vọng không gian, trên lân phiến màu vàng của tiểu long tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Năm đạo long chảo phía dưới bắn ra khí tức cường hãn. Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh long chảo gấp khúc, có tiếng sấm sét truyền ra. Trong sát na, trong miệng khổng lồ của tiểu long phun ra một ngọn hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm đốt cháy không gian tạo thành âm thanh rung động, đột nhiên bắn về phía Mông Kỳ San. Ánh mắt Mông Kỳ San cả kinh, uy thế của cỗ hỏa diễm màu vàng này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn khiến cho hắn giật mình. Cỗ hỏa diễm này quá mạnh mẽ, ánh mắt hắn trầm xuống. Một vòng quang cháo trong nháy mắt bao phủ, đầu yêu thú quỷ dị này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cỗ uy áp này đã mạnh tới một trình độ nhất định, thế nhưng bộ dáng của yêu thú này hắn cũng không nhận ra. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp yêu thú nào như vậy. Ngao! Bản thể khổng lồ của tiểu long cuồn cuộn, một cái đuôi trong nháy mắt phá không đánh về phía Mông Kỳ San. Nhiệt xúc! Sắc mặt Mông Kỳ San lạnh lẽo, trên bàn tay xuất hiện một đám quang mang, linh lực bạo phát từ trong đó tuôn ra kéo theo năng lượng trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn cực lớn trước người, tức thì đập về phía tiểu long. Một quyền này đánh ra, năng lượng trong thiên địa lắc lư kịch liệt. Quyền ấn trực tiếp xuyên thủng không gian, cuối cùng lặng lẽ không một chút động tĩnh đánh về phía tiểu long. Oanh! Đạo quyền ấn này trong nháy mắt va chạm cùng với đuôi của tiểu long, tốc độ nhanh tới cực hạn. Kinh khí ngập trời nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian chung quanh gấp khúc. Thanh thế kỳ khủng như vậy khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Phanh phanh! Lực lượng khuếch tán trong không gian, bản thể khổng lồ của tiểu long giờ phút này trực tiếp bị đẩy lùi, hung hăng đụng vào một ngọn núi gần đó. Không ít kiến trúc trên ngọn núi trong nháy mắt bị phá hủy, toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Thiên độc hồn quyết! Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay lục tâm đồng được kết. Quanh người khói độc tràn ngập mang theo một cỗ hấp lực mạnh mẽ cùng với uy áp tức linh hồn phủ xuống. Bên trong uy áp linh hồn mang theo khí tức kịch độc, y phục tung bay, khói độc tràn ngập bầu trời giống như mây đen bao phủ. Từng đạo năng lượng đáng sợ tràn ra khiến cho trong không gian xuất hiện liên tiếp những cái khe màu đen. Ngao! Mấy đạo thú ảnh đen kịt từ trên không trung hiện lên. Hắc phụ trên bầu trời run rẩy kịch liệt, năm đạo thú ảnh hội tụ lại với nhau. Trực tiếp tạo thành một đầu thú ảnh dữ tợn. Năng lượng cường hãn tỏa ra uy áp khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Uy áp tới từ linh hồn trong đó khiến cho mọi người cảm thấy đau đớn trong đầu. Độc công sao, có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi cũng quá yếu. Nhìn đầu thú ảnh dữ tợn bắn tới, ánh mắt Mông Kỳ San trầm xuống. Linh hỏa trước người hội tụ tạo thành một đầu hỏa mãng cực lớn, hung hăng va chạm với thiên độc hồn quyết của Lục Tâm Đồng. Hai cỗ năng lượng bàng bạc lập tức va chạm với nhau. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm, thanh âm kinh thiên vang vọng trong thiên địa. Toàn bộ không trung run rẩy, cỗ linh hồn lực ngập trời cùng với khói độc ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Khiến cho những đệ tử thực lực thấp chung quanh sắc mặt trắng bệch. Không ít đệ tử còn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, tay đánh ra một đạo quang cháo bao phủ đỉnh núi. Cỗ dư ba linh hồn lực và khói độc ngập trời lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài. Siêu siêu. Trong bầu trời, dưới hỏa mãng của Mông Kỳ San, thú hồn của Lục Tâm Đồng trực tiếp bị chấn nát. Sau đó hỏa mãng phá không đánh về phía Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, cẩn thận. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Vô Song, Hồng Lăng, thực lực hai con còn chưa đủ. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống. Thực lực hai người này căn bản vô cùng yếu, không thể tham dự vào tranh đấu bực này. Tâm Đồng, Vô Song, Hồng Lăng, ba người lui ra. Trong chớp mắt, một tiếng sấm sét vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Đạo hỏa mãn kia mang theo uy thế mạnh mẽ nhanh chóng đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Phanh phanh, tiếng trầm thấp vang lên, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp từ trên cao bị đánh bay xuống ngọn núi gần đó. Đất đá bắn tứ tung, ngọn núi bị nghiền nát, thân thể Lục Lâm Thiên cũng bị đá vụn vùi lấp. Cha,
người nhanh cứu Lâm Thiên đi. Vân Hồng Lăng lui ra, lập tức đi tới bên người Vân Khiếu Thiên rồi nói. Vân Khiếu Thiên muốn xuất thủ, thế nhưng thân thể lại lùi lại, ánh mắt nhìn về phía trước rồi trầm giọng nói. Gia Gia con đã có lệnh, mọi người trong Vân Dương Tông không thể nhúng tay vào. Yên tâm đi, Lâm Thiên sẽ có chừng mực. Khặc khặc, người còn không chết sao? Triệu Vô Cực cười lạnh, Lục Lâm Thiên bị một đòn mạnh mẽ như vậy hẳn đã chết. Người này không chết thì mối hận trong lòng hắn khó mà biến mất được. Liên tục đánh bay mấy người cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mấy người vây công cũng không thể uy hiếp tới Mông Kỳ San. Thực lực của Linh Vương Cửu Trọng cực kỳ cường hãn tới mức dù cho có mấy cường giả trẻ tuổi vây công cũng không thể động vào người hắn. Ngao! Phía dưới ngọn núi có một tiếng long ngâm lần nữa vang lên. Trong đống đá vụn thân thể tiểu long lại lần nữa ngạo nghễ bay lên trời. Trên thân thể to lớn, đầu, đuôi, long chảo hiện ra, mang theo một cỗ khí tức khiến cho tim đập nhanh xuất hiện, cùng với đó là một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể khổng lồ của nó bạo phát ra. Giờ phút này, trong Vân Dương Quần Sơn, tất cả các yêu thú đều run rẩy trong khí tức cường hãn này. Tất cả tòa kỵ của những trưởng lão chung quanh đều phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thân thể tiểu long cuồn cuộn, trên lưng có một lớp da màu đen, so với lân phiến màu vàng trên người có vẻ cực kỳ không hợp. Thế nhưng khí tức trên lớp da màu đen kia ít nhiều khiến cho mọi người bị áp chế. Khí tức thật mạnh mẽ. Khí tức trên người tiểu long khiến cho mọi người kinh hãi. Ngay cả Vân Khiếu Thiên lúc này sắc mặt cũng đại biến. Ông ông! Trên một ngọn núi khác, một tiếng sấm sét vang lên. Đá vụn bắn ra bốn phía. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, hai cánh sau lưng rung động, thân thể xẹt qua hư không, trực tiếp đứng song song với tiểu long. Lúc này huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng Lục Lâm Thiên mở rộng, thanh linh khải giáp trên người bị tổn hại gần hết, sắc mặt tái nhợt. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, thanh linh khải giáp bị tổn hại kia đang nhanh chóng khôi phục. Lục Lâm Thiên không có việc gì. Không ít đệ tử sợ hãi than. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, Lục Lâm Thiên không ngờ lại không bị tổn hại chút nào. Mà Vân Khiếu Thiên cùng chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông đã sớm biết được lực phòng ngự của Lục Thiếu Du vô cùng cường hãn, thế nhưng lúc này nhìn thấy dáng dấp không chút tổn hao dưới công kích của Linh Vương Cửu Trọng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi. Chỉ là lúc này chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên tự biết, bản thân hắn không phải không chút tổn hao gì. Chân khí trong cơ thể chấn động, cuồn cuộn không ngớt. Một kích này cũng không dễ chịu một chút nào, đan điền của hắn thiếu chút nữa bị đánh nát. Nếu như đan điền bị đánh nát, hậu quả của hắn không cần nói cũng biết. Lão đại, giao cho đệ đối phó. Huynh đi đánh chết lão cẩu Triệu Vô Cực kia đi. Thanh âm tiểu long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh Vương Cửu Trọng, đệ có thể chống lại sao? Lục Lâm Thiên tuy rằng biết phòng ngự của tiểu long biến thái, lại có huyền vũ thần xác. Thế nhưng dù sao tiểu long cũng chỉ là lục giai hậu kỳ, đối mặt với Linh Vương Cửu Trọng mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Lão đại, yên tâm đi. Cho dù hắn có đột phá linh tôn, muốn đối phó với đệ cũng không dễ dàng như vậy. Đệ chỉ ngăn cản hắn mà thôi, huynh đi đánh chết Triệu Vô Cực kia. Tiểu long nói, Mông Kỳ San này nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào ta. Chúng ta liên thủ vây khốn hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh chết Triệu Vô Cực kia. Lục Lâm Thiên nói, ca ca, nhị đệ, Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng bay tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Các người đều lui ra đi, bảo vệ mẫu thân cho tốt, chuyện này cứ giao cho ta và Tiểu Long là được rồi. Lục Lâm Thiên nói với bốn người. Bốn người do dự, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt không để cho người khác cự tuyệt kia của Lục Lâm Thiên, lại nhìn thân ảnh La Lan Thị phía dưới, bốn người lập tức nhảy xuống. Lực phòng ngự thật mạnh mẽ, thế nhưng các ngươi vẫn không thể ngăn cản được ta. Nhìn Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, sắc mặt Mông Kỳ San cực kỳ kinh ngạc. Lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi Vân Dương Tông mà thôi. Vân Dương Tông nói không nhúng tay vào việc này, thế nhưng đương nhiên hắn cũng không ngốc tới mức cho rằng mình có thể giết chết Lục Lâm Thiên. Đám người Vân Khiếu Thiên không nhúng tay vào cho nên hắn phải thừa dịp Vân Dương Tông không nhúng tay mà nhanh chóng rời đi. Ta nói rồi. Ngày hôm nay ngươi không đi được đâu. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hàn ý lạnh thấu xương từ trên người tràn ra. Thủ ấn lặng lẽ được kết. Hai cánh rung lên, thân thể tạo ra từng đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Mông Kỳ San. Mà cùng lúc đó bản thể khổng lồ của Tiểu Long cũng có động tác.
Tốc độ không ngờ hoàn toàn không dưới Lục Lâm Thiên khi thôi động huyễn ảnh thanh vũ. Ngay khi thân thể khổng lồ xẹt qua không gian, con mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra. Ba mắt cùng hiện, một tiếng rít vang vọng trong không trung. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm như hóa thành thực chất lan sang bốn phía. Sau khi con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể nó bạo phát. Trong con mắt thứ ba đột nhiên có một đạo quang trụ xuất hiện, khí tức ngập trời phóng ra bên ngoài. Cỗ khí thế cường hãn như vậy khiến cho ánh mắt mọi người trong Vân Dương Tông vô cùng kinh hãi, tiếng kinh hô vang lên. Đạo quang trụ này trong nháy mắt đánh xuống, một cỗ khí thế áp xuống đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời trên đỉnh núi dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy. Ngay sau đó, đạo quang trụ này trực tiếp bao phủ không gian. Sắc mặt Mông Kỳ San đại biến, cỗ uy năng này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Trong đạo quang trụ này có một cỗ công kích linh hồn kinh khủng trực tiếp bắn tới. Đạo công kích bằng linh hồn này rất là quỷ dị, khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, linh hồn cũng bị run rẩy. Ong ong! Trong chớp mắt này, huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Lâm Thiên chớp động, một tiếng sấm rền vang lên, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện hai cỗ quang mang chói mắt. Hắc mang trên tay trái ngưng tụ thành một đầu thú thể vừa giống rắn vừa giống rùa, thú thể này vô cùng sống động, giống như vật còn sống vậy. Trên tay phải hắn thì một đầu phượng hoàng bằng năng lượng xuất hiện, năng lượng nóng bỏng lan tràn, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đánh văng ra. Năng lượng cường hãn ẩn chứa trong thú thể mang theo uy áp cực lớn. Khí tức bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra bốn phía, chu vi chung quanh, không ngờ yên gấp khúc, gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Tiếp theo, chân khí trong cơ thể hắn tôn ra, trong giây lát hai tay hợp lại, đem hai đầu thú thể va chạm với nhau, không gian run rẩy. Hai đạo năng lượng dễ dàng chồng chất vào nhau, phượng hoàng bảy màu và đầu thú thể như rắn như rùa kia hội tụ. Trong không trung đột nhiên có một cỗ năng lượng kinh khủng quỷ dị bắt đầu hội tụ. Cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không khí gấp khúc. Siêu siêu. Trong đạo quang trụ từ con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra quang mang mạnh mẽ. Mông Kỳ sát thoát khỏi sự bao vây của quy nát trụ, thế nhưng dường như bản thân hắn cũng mất không ít khí lực, sắc mặt tái nhợt. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Ngay khi Mông Kỳ san thoát khỏi quang trụ của Tiểu Long, một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang vọng. Đạo năng lượng trong tay bị đẩy đi, một cỗ năng lượng cường hãn bạo phát. Ô ô, ba tiếng thú minh vang lên, thú ảnh khổng lồ bành trướng tới nghìn thước, hỏa diễm lan tràn ra bốn phía, ba đầu thú ảnh rít gào dữ tợn mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Không gian nhìn không được mà run rẩy, gợn sóng trong không gian nhanh chóng ba động. Tiếp theo, hai đầu thú thể dây dưa với nhau, một cỗ uy áp cùng với năng lượng ba động dị dạng trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ San. Đây là vũ kỹ gì? Mông Kỳ San nhìn vũ kỹ quỷ dị Lục Lâm Thiên thi triển, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Lục Lâm Thiên này chỉ là vũ vương nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích kinh khủng này sợ rằng ngay cả vũ vương lục trọng cũng không dám sơ ý. Sắc mặt Mông Kỳ San trầm xuống, một cỗ hàn ý khuếch tán. Linh lực trong tay phun ra, không gian run rẩy, trong gợn sóng đột nhiên có một chiếc chùy lớn. Chiếc chùy này cực kỳ quỷ dị, phía ngoài có sóng gợn bao phủ. Không gian chung quanh nó bắt đầu xuất hiện từng cái khe lan tràn ra chung quanh. Chiếc chùy được ngưng tụ, Mông Kỳ San bước về phía trước một bước. Chiếc chùy bỗng nhiên đánh ra một đám tàn ảnh. Không linh toái. Tiếng trầm thấp từ trong miệng Mông Kỳ San vang lên. Không gian lúc này đột nhiên ảm đạm, năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang nhỏ hội tụ trên chiếc chùy. Mà theo những lưu quang này hội tụ, năng lượng trên chiếc chùy càng lúc càng kinh khủng. Phá! Mông Kỳ San cười nhạt đánh xuống một chùy, mà một chùy này đánh xuống, không gian trước mặt tức thì sụp đổ. Gợn sóng trong không gian tán loạn, chùy mang giống như đao mang vô cùng sắc bén dùng một khí thế bá đạo trong nháy mắt đập về phía đầu thú ảnh bàng bạc kia. Hai đạo lực lượng mang theo công kích mạnh mẽ, kinh khủng nhanh chóng va chạm trong không trung. Tiếng bạo liệt giống như sấm sét vang lên liên tục trong không gian. Hai đạo công kích va chạm vào một chỗ. Một cỗ quang mang chói mắt bắn ra, lập tức có một đạo năng lượng giống như thực chất ba động, điên cuồng khuếch tán. Không gian chung quanh dưới cỗ năng lượng đáng sợ kia tức thì gấp khúc. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, bảo. Lục Lâm Thiên giơ tay nắm chặt một cái, chân khí toàn thân tập trung lại. Phanh phanh,
Hầu như cùng lúc đó, đầu Phượng Hoàng bằng hỏa diễm nổ tung rồi hóa thành một biển lửa ngập trời. Đầu thú thể vừa giống rùa vừa giống xà kia nổ tung, trực tiếp hóa thành một cơn sóng, giống như biển gầm cuồn cuộn trong không trung. Siêu siêu! Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy này nện xuống. Hai cỗ năng lượng bàng bạc trực tiếp khiến cho không gian nảy lên. Trong không gian xuất hiện một lỗ đen cực lớn. Năng lượng trong không gian nhanh chóng bị lỗ đen thôn phệ. Khi lỗ đen biến mất, tất cả cũng biến mất không thấy gì nữa. Cạch cạch! Thế nhưng lúc này trong bầu trời lại có một đạo chùy ấn cường hãn đánh xuống, không gian gấp khúc, hoàn toàn phong tỏa không gian chung quanh. Lão đại, cẩn thận! Trong chớp mắt này Tiểu Long rít gào, bản thể khổng lồ lao thẳng về phía trước. Phanh phanh! Bản thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt chắn ở phía sau Lục Lâm Thiên, đạo chùy ấn kia lập tức đánh vào trên lớp xác rùa của Tiểu Long. Trên xác rùa, quang mang đại thịnh, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Phù! Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng trốn trong xác rùa. Dưới đạo chùy ấn kinh người này, xác rùa khổng lồ cũng phải lăn vài vòng trên không trung. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên. Khi xác rùa lăn tới vòng thứ tư thì thân thể Tiểu Long ổn định lại. Long chảo, đầu, đuôi từ trong xác rùa vươn ra. Một kích của Linh Vương cửu trọng hoàn toàn không đả động gì được tới nó. Hừ! Lực lượng của ngươi còn chưa đủ phá vỡ thần xác của Long Gia Gia. Tiểu Long rít gào, hai mắt trợn lên, có thần xác do Huyền Vũ Yêu Hoàng cửu giai lưu lại, công kích của Linh Vương cửu trọng nó hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì công kích của Linh Vương cửu trọng hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn thực chất cho nó. Một chút thương thế cũng không có. Tiểu Long, không có việc gì chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên như thiểm điện thối lui, trong nháy mắt xuất hiện bên người Tiểu Long rồi dùng giọng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, lão gia hỏa này còn chưa đả thương được đệ. Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên cũng yên tâm, Tiểu Long vốn có bản thể cực kỳ cường hãn. Hơn nữa lúc này lại có thần xác Huyền Vũ cửu giai, lực phòng ngự mạnh mẽ tới cực hạn. Mà hắn có bất diệt huyền thể, mông kỳ san này sợ rằng cũng không thể làm tổn thương tới mình. Cho dù hắn thi triển công kích linh hồn, thực lực của Linh Vương cửu trọng, linh hồn công kích hắn cũng không cần lo lắng. Thế nhưng muốn đánh chết Triệu Vô Cực dưới sự bảo vệ của hắn thì có chút khó khăn. Triệu Vô Cực phải chết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hôm nay mặc kệ như thế nào, cho dù là vận dụng át chủ bài hắn cũng phải đánh chết Triệu Vô Cực này. Nếu như để cho Triệu Vô Cực chạy trốn, sợ rằng hắn sẽ tìm cách đối phó với Lục Gia và Phi Linh Môn. Tất cả những người liên quan với mình sẽ phiền phức. Chuyện mẫu thân gặp phải hôm nay đã khiến cho Lục Lâm Thiên bị giáo huấn một lần nhớ đời. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không ngừng biến ảo, xem ra hôm nay hắn phải vận dụng một con bài chưa lật. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Triệu Vô Cực đánh chết. Trung ca, Lâm Thiên không có việc gì đó chứ. La Lan Thị lúc này vô cùng khẩn trương, so với lúc mình bị bắt còn khẩn trương hơn nhiều. Đại ca, mông kỳ san kia thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta làm sao bây giờ? Lực phòng ngự của Tiểu Long và Nhị ca mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể làm gì được mông kỳ san kia. Lục Tâm Đồng truyền âm nói với Dương Quá. Lực phòng ngự của Nhị Đệ và Tiểu Long cường hãn, đủ để bảo vệ mình. Thế nhưng muốn phản kích mà nói, quả thực là lực bất tòng tâm. Dương Quá khẽ nói. Muội đi đánh chết Triệu Vô Cực. Lục Tâm Đồng truyền âm nói. Không được, chúng ta đối phó với Triệu Vô Cực thì mông kỳ san kia sẽ nóng nảy, không chừng sẽ hạ thủ với mẫu thân. Dương Quá tuy rằng có chút ngốc, thế nhưng cũng có đôi khi không ngốc một chút nào. Tâm trí còn rất mạnh, lập tức nghĩ ra được vấn đề bên trong. Đám người Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền bên ngoài lúc này ánh mắt không ngừng biến hóa nhìn vào trong sân. Cha, người giúp Lâm Thiên đi, thực lực mông kỳ san mạnh hơn Lâm Thiên rất nhiều. Mông kỳ san này đã xuất thủ, cha cũng ra tay đi. Vân Hồng Lăng nói với Vân Khiếu Thiên. Mông kỳ san đã rời khỏi Vân Dương Tông, lời ra ra con vừa nói hẳn con cũng nghe thấy. Người trong Vân Dương Tông ta không được xuất thủ, yên tâm đi, Lâm Thiên có thể tự bảo vệ mình được. Vân Khiếu Thiên nói, lực phòng ngự thật mạnh mẽ. Ngoài mặt mông kỳ san không chút biểu lộ gì, thế nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lực phòng ngự của một người một thú trước mặt hắn hiện tại vô cùng biến thái. Sợ rằng hắn muốn đánh chết một người một thú này cũng vô cùng khó khăn. Không thể dừng lại nữa, phải mau chóng rời đi. Lục Lâm Thiên nhìn mông kỳ san. Không khó đoán ra dụng ý hiện tại Ikura đối phương.
Đối phương chỉ một lòng muốn rời đi, hắn tuyệt không thể để cho đối phương rời khỏi nơi này. Mông Kỳ San, ngươi không bảo vệ được Triệu lão cẩu này đâu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn trong tay bắt đầu được kết. Siêu siêu. Đồng thời, quanh người Lục Lâm Thiên có một cỗ khí thức quỷ dị lan tràn, cùng với đó là một cỗ sát khí ngập trời. Một cỗ năng lượng bạo ngược trong thiên địa lập tức tụ tập tới. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ không gian xuất hiện một khí thức vô hình. Cỗ khí thức này xuất hiện giống như màn đêm bao phủ bầu trời. Vô số sát khí đột nhiên tuôn ra, toàn bộ không gian tràn ngập sát khí cuồng bạo. Đệ tử Vân Dương Tông trên sân rộng lúc này người thực lực thấp hai mắt đột nhiên đỏ ửng. Trong phiến thiên địa đột nhiên xuất hiện ba động rất nhỏ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nơi phát ra cỗ sát khí ngập trời kia không ngờ lại đến từ trên người Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng dữ tợn khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy sởn tóc gáy. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lúc này, mọi người có cảm giác linh hồn của mình run rẩy. Sát khí thật nặng. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Không gian kịch liệt run rẩy. Dưới cỗ sát khí ngập trời kia không gian vang lên tiếng cạch cạch, giống như tùy thời bị nghiền nát vậy. Siêu siêu. Sát khí cuồng bạo tràn ngập chung quanh. Loại sát khí này dày đặc khiến cho mọi người có cảm giác điên cuồng. Trên sân rộng, vô số ánh mắt của mọi người đều xuất hiện vẻ đỏ rực. Trong lúc bất chi bất giác toàn bộ mọi người đều bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mông Kỳ San bắt đầu ngưng trọng. Sát khí ngập trời như vậy quả thực vô cùng kinh khủng. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có sát khí kinh khủng như vậy. Lúc này không ai biết được, sát khí Lục Lâm Thiên thả ra chính là sát khí của trăm vạn thi cốt trong huyền thiên bí cảnh. Đây chính là sát khí trong thiên sát đại trận. Khi trước không phải Lục Lâm Thiên vô ý đem sát khí trong thiên sát đại trận hút vào thì làm sao có thể đi ra được. Căn bản là không phá nổi thiên sát đại trận. Phanh! Rốt cuộc, từ bên trong cỗ sát khí ngập trời kia vang lên thanh âm bạo liệt, giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời. Trong không gian đột nhiên có một cỗ cuồng phong thổi qua khiến cho mọi người không thể mở mắt ra được. Cỗ cuồng phong này không giống với bình thường, mà là cuồng phong do sát khí biến thành. Sát khí ngập trời từ trong cuồng phong không ngừng tràn ra. Không gian đổ nát, một vòng xoáy xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sát khí kinh khủng giống như một cơn lốc khiến cho mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung. Bên trong cuồng phong mơ hồ truyền ra mùi máu tươi khiến mọi người buồn nôn. Vòng xoáy trong không gian liên tục bành trướng. Vòng xoáy càng lớn không gian run rẩy càng mạnh. Sát khí càng thêm mãnh liệt, mà nơi phát ra hết thảy lại là từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên sát khí ngập trời bao phủ không gian. Dưới cỗ sát khí này, toàn bộ Vân Dương Tông phong vân biến sắc. Lục Lâm Thiên giống như một ma vương đứng đó, hai mắt đỏ rực. Sát khí bao phủ không gian chung quanh, đem toàn bộ đỉnh núi cao nhất của Vân Dương Tông bao phủ, bao gồm tất cả mọi người chung quanh. Phanh phanh. Dưới cỗ sát khí kinh khủng này, đệ tử thực lực thấp của Vân Dương Tông trên sân trong nháy mắt bắt đầu công kích nhau. Sát khí nhập thể, ngay cả linh hồn bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Trong đầu chỉ có giết chóc và cuồng bạo. Tất cả tỉnh lại cho ta. Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm giống như phản âm quanh quẩn trong đầu đám đệ tử. Tức thì vô số đệ tử bị ảnh hưởng lúc này mới thanh tỉnh lại. Sắc mặt cả đám kinh hãi, ánh mắt đỏ rực, hoàn toàn không ngờ tới trong lúc bất chi bất giác bản thân mình đã bị ảnh hưởng. Sát khí thật khủng khiếp. Đám người Dương trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Cỗ sát khí này không ngờ lại có thể ảnh hưởng tới người khác. Quả thực vô cùng dọa người. Ngao! Trong cỗ sát khí ngập trời này, thanh âm giống như long ngâm của tiểu long lần nữa vang lên. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ San. Thân thể to lớn cuồn cuộn trong sát khí ngập trời mang theo tiếng sấm ì ùng khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Đông! Lục Lâm Thiên lúc này giống như một ma vương mang theo sát khí ngập trời. Quanh thân trong lúc vô hình còn có mùi máu tanh, huyễn ảnh thanh vũ dựng lên, thân thể bắn về phía trước. Cỗ sát khí kinh người trên người hắn khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Mà cũng trong nháy mắt này tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Một cỗ khí tức sắc bén trực tiếp đánh tan gợn sóng trong không gian. Một đạo huyết quang xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Huyết quang thu liếm, một thanh huyết đao vô cùng yên tĩnh xuất hiện, chính là huyết lục. Ngao! Một tiếng long ngâm quỷ dị từ trên huyết lục truyền ra.
Lục Lâm Thiên đem huyết lục trong tay bổ ra. Trong bầu trời đột nhiên có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ. Ngay khi một đao được bổ ra, năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa giống như bị dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong huyết lục. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Trên huyết lục, đao mang bỗng nhiên bạo phát. Đao mang huyết sắc phô thiên cái địa vô cùng sắc bén mang theo thanh âm chói tai cắt ngang qua không gian. Cả không gian trực tiếp run rẩy. Trong sát khí ngập trời, đao mang bổ ra 9 đao liên tiếp. 9 đạo đao mang chừng hơn 1000 thước trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt hội tụ lại một cỗ. Một cỗ khí tức khiến tim mọi người đập nhanh từ trên đao mang truyền ra. Nơi đao mang đi qua, sóng gợn trong không gian trực tiếp nát bấy. Siêu siêu. Huyết sắc đao mang mang theo khí thế kinh khủng lập tức chém thẳng về phía Mông Kỳ San. Cùng với cỗ sát khí kinh người giống như hỗ trợ cho đao mang, khiến cho mọi người không nhịn được mà run rẩy. Một người một thú tức thì đánh về phía Mông Kỳ San. Giờ phút này mọi người mới chính thức biết được chỗ kinh khủng của Lục Lâm Thiên. Trong đoàn người, đám người chiến đao khuất đao tuyệt, Phỉ Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam mới biết được, hôm qua trên địa long đỉnh Lục Lâm Thiên giao thủ với bọn họ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu như Lục Lâm Thiên thực sự động thủ thì ba người bọn họ sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi cũng không chỉ có hư danh. Bất quá ngươi đừng vọng tưởng có thể ngăn cản ta. Mông Kỳ San âm trầm nói, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Nói xong, trên khuôn mặt chậm rãi biến đổi thành ngưng trọng. Thủ ấn được kết, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng trong bầu trời. Linh động phá thiên trưởng. Một đạo trưởng ấn từ trong tay Mông Kỳ San được đánh ra. Dưới đạo trưởng ấn này không gian run lên, hầu như trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ khí thức kinh khủng từ nơi trưởng ấn Mông Kỳ San xuất hiện khuếch tán. Sau đó trưởng ấn trực tiếp bành trướng tới 2000 thước rồi đánh về phía Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Liệt thiên cửu kích của Lục Lâm Thiên và bản thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp va chạm với đạo trưởng ấn bàng bạc này. Siêu! Ngoài dự đoán của mọi người, thanh âm bạo liệt không vang lên. Đao mang của Lục Lâm Thiên bổ vào trên trưởng ấn của Mông Kỳ San giống như bổ vào một hắc động không thấy đáy. Dưới một trường kinh khủng này, không gian nảy lên rồi ba động không ngừng. Bản thể Tiểu Long cũng đánh tới, thế nhưng cũng không thể làm lay động mảy may tới trưởng ấn này. Thật mạnh mẽ! Nhìn một màn này, vô số người không khỏi kinh hãi hít sâu một hơi. Ánh mắt khó có thể tin được, một kích mạnh mẽ của Lục Lâm Thiên và yêu thú cực lớn kia Mông Kỳ San có thể chống lại dễ dàng, loại thực lực này quá mạnh mẽ. Tiểu Long, mau lui lại. Lục Lâm Thiên quát lớn, huyễn ảnh thanh vũ rung lên, thân thể nhanh chóng thối lui. Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng nhanh như thiểm điện lui lại. Ta nói rồi, các ngươi còn chưa đủ. Mông Kỳ San cười nhạt một tiếng, bàn tay mạnh mẽ chấn động. Đạo trưởng ấn kia lập tức đánh xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kình phong kinh khủng tràn ra. Siêu siêu. Tốc độ của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đều nhanh dị thường. Thế nhưng đạo trưởng ấn bàng bạc kia cũng nhanh như thiểm điện. Ngay khi Lục Lâm Thiên và Tiểu Long vừa mới thối lui. Đạo trưởng ấn này đã trực tiếp xuất hiện trên không gian nơi Lục Thiếu Du và Tiểu Long đứng. Phanh phanh. Trưởng ấn chụp xuống, không gian lập tức rung động, linh lực phô thiên cái địa tức thì bạo phát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Một người một thú, thân thể giống như diều đứt dây từ trên không trung bị đánh xuống đỉnh núi. Đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị san bằng, đá vụn bắt tứ tung, tức thì đem một người một thú vùi lấp. Ông ông! Ngao! Trong đống đá vụn vang lên tiếng long ngâm cùng với tiếng sấm rền. Một người một thú bị đập vào trong ngọn núi lại lần nữa nhảy ra. Thanh linh khải giáp trên người Lâm Thiên bị nghiền nát, trên người cũng có chút vết thương, thế nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục, thân thể không chút tổn hại lần nữa xuất hiện trên không trung khiến cho mọi người kinh hãi và hưng phấn. Một người một thú này hoàn toàn giống như là đánh không chết. Lực phòng ngự quá biến thái. Khặc khặc, nhìn cảnh tượng này, Triệu Vô Cực ở phía xa nở nụ cười lạnh lẽo. Mà cùng lúc đó Triệu Vô Cực đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Triệu Vô Cực, ta nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Trong chớp mắt này, một thanh âm lạnh lẽo tới tận xương tủy vang lên bên tai Triệu Vô Cực. Đồng thời một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Triệu Vô Cực quay đầu lại,
chỉ thấy một thân ảnh màu xanh mang theo một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn rung động xuất hiện sau lưng hắn. Cỗ sát khí ngập trời kia khiến cho linh hồn hắn run rẩy không ngừng. Mà điều khiến cho Triệu Vô Cực kinh hãi chính là, Lục Lâm Thiên vừa rồi còn cách đó không xa, hiện tại không ngờ lại thần không biết, quỷ không hay xuất hiện bên cạnh hắn. Mông! Triệu Vô Cực kinh hãi, đồng thời mở miệng kêu cứu. Hắn tự biết thực lực của mình tuyệt đối không thể chống lại Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang kinh khủng khuếch tán. Hư linh huyền ấn được thi triển, Triệu Vô Cực lập tức dại ra. Siêu siêu! Trong chớp mắt chân khí quanh người Triệu Vô Cực bị phong tỏa, toàn bộ thân thể bị Lục Lâm Thiên nắm vào trong tay. Ồ! Tâm thần Mông Kỳ San vẫn luôn xem xét chung quanh, bất luận một động tác nào đều không thể tránh khỏi sự quan sát của hắn. Đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh cách đó không xa khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Mà đạo thân ảnh này so với đạo thân ảnh đứng phía trước hắn giống nhau như đúc. Hai Lục Lâm Thiên này chỉ khác nhau là một người mặc thanh linh khải giáp, một người trên người không có thanh linh khải giáp mà thôi. Trên người hai người đều có sát khí ngập trời khiến cho tim người khác đập nhanh. Siêu! Triệu Vô Cực bị Lục Lâm Thiên mặc áo xanh cấm chế, Lục Lâm Thiên này không dừng lại một chút nào, thân thể tạo thành một đạo quang mang trực tiếp thối lui. Chuyện gì xảy ra? Mông Kỳ San kinh hãi, chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Một lát sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao tới Lục Lâm Thiên áo xanh kia. Mông Kỳ San, ta nói rồi, ngươi không bảo vệ được Triệu lão cẩu này đâu. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên mặc thanh linh khải giáp bước lên phía trước một bước. Thân thể lơ lửng trên không trung, chân khí bàng bạc tràn ra. Huyễn ảnh thanh vũ chấn động, thân thể lần thứ hai đánh về phía Mông Kỳ San. Huyết lục trong tay trực tiếp bổ ra một đao. Siêu! Đao mang đánh xuống, Mông Kỳ San cũng không thể không chú ý, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, nhẹ nhàng ngăn cản một đao của Lục Lâm Thiên. Hai cỗ năng lượng tức thì va chạm trên không trung. Siêu! Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên kia cũng đã tới bên người Lục Lâm Thiên mặc thanh linh khải giáp. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có hai Lục Lâm Thiên? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Trời, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai Lục Lâm Thiên giống nhau như đúc đứng cùng một chỗ, tức thì khiến cho toàn trường chấn động không nói lên lời. Cả đám trợn mắt líu lưỡi. Đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Khiếu Thiên cũng chấn động, tâm thần tỏa ra, một lát sau hắn cũng tìm ra được chút manh mối. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên mặc thanh linh khải giáp và Lục Thiếu Du không mặc kia rõ ràng có khác nhau một chút. Lục Thiếu Du thứ hai kia sát khí bức người, thân thể vừa di động thì sát khí ngập trời cũng di động theo. Đây mới chính là ngọn nguồn của cỗ sát khí kinh khủng kia. Phân thân sao? Không có khả năng, Vũ Vương sao có thể có phân thân? Chỉ có Vũ Đế, Linh Đế trong truyền thuyết mới có thể làm được một bước này. Vũ Vương không có khả năng làm được. Vân Khiếu Thiên lẩm bẩm nói. Vẻ mặt chấn động tới cực điểm. Ồ! Trong không trung đột nhiên có tiếng kinh nghi vang lên. Mấy đạo khí tức mờ mịt hơi ba động rồi lập tức biến mất. Tại sao có thể như vậy? La Lan Thị, Lục Trung nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất kinh hãi. Mông Kỳ San nhìn vào tất cả, hai Lục Lâm Thiên giống nhau như đúc, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Siêu siêu! Trước mặt bao người, bản thể Lục Lâm Thiên tiếp nhận Triệu Vô Cực đang còn kinh hãi. Đại hồn anh sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Sát khí ngập trời trong nháy mắt này cũng mang theo thiên địa rung động mà biến mất. Cỗ khí thế bàng bạc kia cũng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Không gian lại khôi phục như thường, áp lực trên người mọi người giảm đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, chỉ có bại lộ đại hồn anh thì hắn mới có thể bắt được Triệu Vô Cực. Mông Kỳ San kia là linh vương cửu trọng, tất cả đều nằm trong tâm thần của hắn. Ai cũng không có biện pháp tiếp cận Triệu Vô Cực. Hắn chỉ có thể đem sát khí ngập trời trên người đại hồn anh phóng ra, đại hồn anh vốn là sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra, lẫn vào trong sát khí hoàn toàn có thể che giấu tâm thầm cảm ứng. Mà bên ngoài hắn và Tiểu Long lại dẫn dắt lực chú ý của Mông Kỳ San, tất cả mọi chuyện đều trơn tru không một kẽ hở. Đại hồn anh xuất hiện bất ngờ, trong nháy mắt cấm chế Triệu Vô Cực lại. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thứ hai hợp nhất với Lục Lâm Thiên thứ nhất, tất cả trưởng lão trong Vân Dương Tông bao gồm cả Vân Khiếu Thiên, Mông Kỳ San lần nữa chấn động. Thủ đoạn bực này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người.
Triệu Vô Cực tuy rằng bị phong tỏa chân khí, thế nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng khiếp sợ, lúc này rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, sắc mặt hắn kinh hãi tới cực hạn. Hàn ý từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mông trưởng lão, cứu ta, ta có thể nói cho ngươi biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Triệu Vô Cực kinh hãi lớn tiếng nói, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mông Kỳ San. Vô Tự Thiên Thư. Bốn chữ này vừa rời khỏi miệng Triệu Vô Cực tức thì khiến cho đại bộ phận người ở đây không chút biến hóa nào. Thậm chí mọi người còn không biết đây là vật gì. Thế nhưng ánh mắt Lục Trung, Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp, đám người Dương trưởng lão bỗng nhiên run lên. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên biến đổi nhìn vào trên người Triệu Vô Cực. Hít! Bốn chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho mấy đạo khí tức mịt mờ trong không trung lần nữa ba động. So với khi nhìn thấy đại hồn anh của Lục Lâm Thiên ba động còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh mắt Mông Kỳ San lúc này cũng biến đổi, nhìn Triệu Vô Cực thân thể lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Mông Kỳ San, ngươi dám tiến lên một bước, Triệu Vô Cực lập tức phải chết. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, ngón tay điểm mấy cái vào trên người Triệu Vô Cực. Năm ngón tay tạo thành ấn chụp vào thiên linh cái của hắn. Uy hiếp của Lục Lâm Thiên đối với Mông Kỳ San không ngờ lại có tác dụng. Thân thể Mông Kỳ San dừng lại. Chẳng lẽ còn có Vô Tự Thiên Thư sao? Mấy chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho Lục Lâm Thiên run lên. Chảo ấn đặt vào trên thiên linh cái của Triệu Vô Cực đã âm thầm bắt đầu thi triển siêu linh thuật. Siêu! Thân thể Mông Kỳ San mạnh mẽ đứng lại, sau khi cắn răng một cái, thân thể chợt lóe đột nhiên lao thẳng về phía người Lục gia trước mặt. Mục tiêu chính là La Lan Thị. Cẩn thận! Dương quá! Lục Tâm Đồng! Lục Vô Song! Vân Hồng Lăng cũng lập tức cảm nhận được sự biến hóa, linh lực, chân khí trên người nhanh chóng hội tụ. Mông Kỳ San, ngươi nên dừng tay được rồi. Vân Khiếu Thiên rốt cuộc cũng có động tác, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra. Chân khí bàng bạc trên người tuôn ra, trong chớp mắt quanh người có một cỗ khí lưu cuồng bạo giống như một cơn lốc bắn ra. Cơn lốc này mang theo một đám đất đá phóng lên cao cùng với khí thế phô thiên cái địa tràn ngập. Gợn sóng trong không gian này lên trực tiếp bao phủ thân thể Mông Kỳ San. Sắc mặt Mông Kỳ San cả kinh, đối thủ là Vân Khiếu Thiên làm sao hắn dám sơ ý, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Linh lực bàng bạc khuếch tán rồi hội tụ lại tạo thành một đầu thú ảnh dự tợn lao thẳng về phía trước. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, vô số quang mang bắn về bốn phía. Phanh! Đầu thú ảnh dự tợn do Mông Kỳ San ngưng tụ ra trực tiếp tán loạn, hóa thành từng mảnh nhỏ trong cuồng phong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cũng hình hăng chút xuống người Mông Kỳ San. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể Mông Kỳ San giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, lảo đảo lui về phía sau. Dưới chân mỗi một bước đều lưu lại một hố sâu trên mặt đất. Sau khi lùi lại hơn 10 bước thì thân thể hắn mới dừng lại được. Mà thân thể Vân Khiếu Thiên cũng run lên rồi lùi lại 3 bước. Mặt đất dưới chân nứt nẻ. Vân Khiếu Thiên, người Vân Dương Tông không được nhúng tay vào. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Mông Kỳ San ổn định thân thể, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Vân Khiếu Thiên. Dưới một chiêu, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Hừ, Vân Dương Tông không nhúng tay vào chuyện của Lục Gia và Triệu Gia. Thế nhưng ngươi là người của Triệu Gia sao? Ngươi đã rời khỏi Vân Dương Tông, cũng không còn là người của Vân Dương Tông nữa. Lại dám làm càn trên Vân Dương Tông, ngươi coi Vân Dương Tông chúng ta ra gì mà dám làm càn như vậy? Không ngờ lại muốn dùng người có tu vi thấp nhất Lục Gia mang ra uy hiếp. Ngươi cho rằng một linh vương cửu trọng như ngươi Vân Dương Tông chúng ta không thiếu không được sao? Không biết trời cao đất rộng, không hài lòng với Vân Dương Tông thì cút. Không ngờ lại đứng trên Vân Dương Tông ta xuất khẩu cuồng ngôn, ngày hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo uy nghiêm tuyệt đối đột nhiên vang lên trong bầu trời. Ngay sau đó trong không gian phía sau Mông Kỳ Sơn, gợn sóng lắc lư kịch liệt. Một thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện ra, mà cùng với thân ảnh màu trắng này xuất hiện, toàn bộ sân rộng đột nhiên có một cơn gió nhẹ. Dưới cơn gió này, mọi người đều có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng thoải mái không nói nên lời. Một màn kỳ dị như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý, trong lòng không khỏi trùng xuống. Lúc tâm thần tỏa ra, Lục Lâm Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Năng lượng thuộc tính phong. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Người này không ngờ trực tiếp biến năng lượng bên trong cơ thể trở thành năng lượng thuộc tính phong. Lấy năng lượng của bản thân dẫn dắt sự biến hóa trong không gian.
Loại thực lực bực này quả thực quá kinh khủng. Thực lực như vậy không biết đã tới vũ tôn mấy trọng. Lão tông chủ, tha mạng cho ta. Ta đi, người tha cho ta một mạng. Nghe thấy thanh âm này, Mông Kỳ San cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trực tiếp cầu xin sự tha thứ. Không tha cho ngươi được. Khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng, ánh mắt trống rỗng kia hiện lên, cái đầu khẽ lắc một cái. Trong nháy mắt năng lượng thuộc tính phong màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, sau đó chậm rãi bao vây thân thể của Mông Kỳ San. Mông Kỳ San lúc này không ngờ hoàn toàn không thể cử động. Thuộc tính áp chế, tuyệt đối là thuộc tính áp chế. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh hãi. Mông Kỳ San lúc này cả người đã bị thuộc tính không gian áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cỗ năng lượng thuộc tính phong này quá mức cường hãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay trong lúc đó, quanh người Mông Kỳ San tức thì bị một mảnh quang mang thuộc tính phong màu trắng bao phủ. Người kia nắm chặt tay một cái, toàn bộ thân thể Mông Kỳ San vang lên tiếng phanh một cái, tức thì háo thành vô số mảnh nhỏ. Cả thân thể trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, ngay cả máu cũng không lưu lại. Linh Vương Cửu Trọng không ngờ lại đơn giản bị đánh chết như vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người líu lưỡi. Loại thực lực này mới thực sự là kinh khủng. Dùng thực lực Linh Vương Cửu Trọng của Mông Kỳ San kia không ngờ hoàn toàn không có lực chống lại. Hồn anh cũng vô pháp chạy ra khỏi cơ thể. Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ kinh hãi. Nếu như đối phương muốn đối phó với hắn mà nói, hắn liệu có sức phản kháng hay không? Nhìn về phía trước, đây là một lão giả mặc trường sam màu trắng, ánh mắt thâm thúy giống như hắc động. Tuổi chừng thất tuần, tóc đen như mực, quanh thân lúc nào cũng như có gió nhẹ thổi qua khiến cho mọi người có cảm giác thoải mái. Dáng dấp kia khiến cho người ta liếc mắt một lần rồi ngay lập tức quên đi. Rõ ràng là xuất hiện trước mặt thế nhưng cũng không khiến cho người ta chú ý, có một loại cảm giác như ẩn như hiện. Ra mắt lão tông chủ. Tất cả các trưởng lão Vân Dương Tông sau khi khiếp sợ qua đi lập tức hành lễ. Mỗi người đều vô cùng cung kính không gì sánh được. Đệ tử ra mắt sư phụ. Ra mắt phụ thân. Vũ Ngọc Tiền, Vân Khiếu Thiên hành lễ. Vẻ mặt vô cùng cung kính. Người vừa mới xuất hiện không phải là ai khác mà chính là tông chủ tiền nhiệm của Vân Dương Tông khi trước Vân Phi Hồng. Ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Chúng đệ tử Vân Dương Tông hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tất cả đứng lên đi. Y phục màu trắng trên người Vân Phi Hồng khẽ tung bay, ánh mắt đảo qua mọi người rồi sau đó nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Ra ra. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng đi tới bên người Vân Phi Hồng. Vẻ mặt vô cùng thân thiết mang theo sự kính nể, bởi vì ra ra nàng trên toàn bộ Vân Dương Tông là người có địa vị cao nhất. Nha đầu này, Vân Phi Hồng vỗ đầu Vân Hồng Lăng sau đó chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, không biết đang quan sát cái gì. Lâm Thiên, còn không mau ra mắt sư tổ. Vũ Ngọc Tiền đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Ra mắt sư tổ. Lục Lâm Thiên khẽ hành lễ. Hắn đã sớm biết được thân phận của người này. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không ngừng suy đoán, rốt cuộc lão tông chủ Vân Dương Tông này sẽ có thái độ như thế nào với hắn. Từ trong đầu Triệu Vô Cực Lục Lâm Thiên đã biết được chuyện Vô Tự Thiên Thư kia. Mông Kỳ San bảo hộ Triệu Vô Cực rời khỏi Vân Dương Tông chính là bởi vì Triệu Vô Cực nói với Mông Kỳ San chuyện Vô Tự Thiên Thư. Mà Triệu Vô Cực chỉ nói cho Mông Kỳ San rằng mình biết nơi hạ lạc của Vô Tự Thiên Thư, cũng không có nói cho Mông Kỳ San biết Lục gia có một phần của Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì lý do như vậy cho nên Mông Kỳ San mới cam lòng rời khỏi Vân Dương Tông. Thế nhưng hắn lại không đoán được, bản thân không những không thu được Vô Tự Thiên Thư mà còn phải bồi cái mạng nhỏ của mình. Nhìn vào vị sư tổ đột nhiên xuất hiện đánh chết Mông Kỳ San này trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ qua vô số khả năng. Thái độ Vân Dương Tông đối với hắn phát sinh biến hóa từ ngăn cản cho đến ngầm đồng ý. Tất cả đối với hắn mà nói, vô cùng tốt. Lục Lâm Thiên suy nghĩ. Trong đầu cũng nghĩ tới một khả năng. Có thể là Vân Dương Tông bận tâm tới cường giả linh tôn trong lời đồn ở Phi Linh Môn. Còn có thân thế của Tiểu Long, hơn nữa hắn vốn lại có chút quan hệ với Vân Dương Tông cho nên Vân Dương Tông mới mắt nhắm mắt mở như vậy. Thế nhưng lúc Lục Lâm Thiên suy nghĩ, trong lòng cũng ngưng trọng. Triệu Vô Cực vừa nói tới Vô Tự Thiên Thư rõ ràng có không ít khí tức mịt mờ ba động. Người bình thường cũng không biết tới Vô Tự Thiên Thư. Thế nhưng cường giả Vân Dương Tông không có khả năng không biết. Có lẽ là bởi vì Vô Tự Thiên Thư. Sắc mặt Lục Lâm Thiên không chút biết đổi thầm nói.
Dù sao đi nữa Vô Tự Thiên Thư cũng đang ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không cần đa lễ. Vân Phi Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút biến ảo rồi nói. Triệu Vô Cực dù sao cũng là người của Vân Dương Tông ta. Giao hắn cho ta. Sư tổ chẳng phải đã nói không nhúng tay vào chuyện của Lục gia và Triệu gia sao? Lẽ nào người muốn lật lọng? Sắc mặt Lục Lâm Thiên không chút biến đổi nói. Sư tổ này mở miệng muốn Triệu Vô Cực, Lục Lâm Thiên đã có thể khẳng định, người này lộ diện sợ rằng hơn phân nửa bởi vì Vô Tự Thiên Thư. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt Vân Phi Hồng có chút tiêu ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì được rồi. Nói xong, thân ảnh Vân Phi Hồng trong nháy mắt nhảy lên cao, giống như là thuấn di rồi biến mất không thấy. Trên ngọn núi cao nhất lúc này một mảnh hỗn loạn, vài ngọn núi cạnh đó cũng hỗn độn, thậm chí còn có vài đỉnh núi bị san bằng. Hôn lễ cuối cùng không ngờ lại biến thành như vậy, cũng coi như là đủ náo nhiệt. Cũng may Vũ Ngọc Tiền trưởng lão và Tạ trưởng lão đã hành lễ xong. Bắt được Triệu Vô Cực, Mông Kỳ San bị đánh chết, Lục Lâm Thiên hỏi thăm thương thế trên người mọi người. Mẫu thân hắn cũng không đáng ngại, chỉ là thương thế phụ thân Lục Trung rất nặng, thương thế của Dương Quá cũng không nhẹ. Thế nhưng so với Lục Trung vẫn tốt hơn một ít, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Mà Lục Lâm Thiên tuy rằng bản thân có chút thương thế nhỏ, cũng không nhẹ thế nhưng chung quy cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều tức vài ngày là ổn. Trên người hoàn toàn không có gì đáng ngại, chân khí trong cơ thể chỉ có chút hỗn loạn mà thôi. Lão đại, xử lý lão cẩu này như thế nào? Tiểu Long Thu nhỏ bản thể trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực. Trong đôi mắt nhỏ tràn ngập hàn ý. Mông Kỳ San đã bị đánh chết, sắc mặt Triệu Vô Cực cực kỳ hoảng hốt, trong mắt hiện lên sự kinh khủng. Hắn thật không ngờ bản thân mình lại có một ngày như vậy. Ca ca, giao cho muội đi, muội sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Lục Tâm Đồng tiến lên phía trước rồi lạnh nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên hàn ý ngập trời. Giữ lại mạng của hắn, cái mạng này đối với ta có chút tác dụng. Lục Lâm Thiên khẽ nói rồi lập tức đem Triệu Vô Cực trong tay giao cho Lục Tâm Đồng. Thủ đoạn dằn vặn của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vô cùng đáng sợ. Lục Lâm Thiên cũng biết thủ đoạn của Lục Tâm Đồng so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ sợ Triệu Vô Cực sợ chết khiếp mà thôi. Ca ca yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Lục Tâm Đồng nói, trong tay đánh ra mấy đạo thủ ấn, đồng thời quanh người có một cỗ khói độc tràn ra. Trên cánh tay lập tức xuất hiện mấy đầu ấu trùng nhỏ như máu, ấu trùng này vừa giống rết lại giống kiến. Mấy đầu ấu trùng này liên tục nhúc nhích trên tay Lục Tâm Đồng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt Lục Tâm Đồng đem mấy đầu ấu trùng này đánh vào trên người Triệu Vô Cực. Nghe Vân Khiếu Thiên phân tích, đại hộ pháp cực kỳ kinh ngạc. Tông chủ quả nhiên chính là cáo già, tâm trí như vậy khiến cho hắn vô cùng bội phục. Tông chủ, vạn nhất Vô Tự Thiên Thư nằm trên người tiểu tử kia thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Vô Tự Thiên Thư quá quan trọng, lẽ nào chúng ta? Đại hộ pháp cũng không nói hết thì Vân Khiếu Thiên đã ngắt lời, Vân Khiếu Thiên nói. Nếu như Vô Tự Thiên Thư thực sự nằm trong tay tiểu tử kia, chung quy so với nằm trên những người khác sẽ tốt hơn. Lão Tông Chủ đã nói qua, chuyện Vô Tự Thiên Thư nhất định phải biết rõ. Chuyện này đối với Vân Dương Tông ta vô cùng quan trọng, không được xảy ra sai lầm. Còn tiểu tử kia, chuyện mà hắn giấu giếm há chỉ có chuyện này. Nếu như ta đoán không sai, bảo vật mà toàn bộ đại lục tìm kiếm khi trước cũng bị tiểu tử này chiếm được. Tông Chủ định nói tới vật gì? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Ha ha, sau này ngươi sẽ biết. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. May mà tiểu tử này là con rể của Vân Dương Tông ta. Bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nhân họa đắc phúc a. Thảo nào Huyền Thiên Bí Cảnh lại xuất hiện lần nữa. Hy vọng chuyện này không bị người khác suy đoán ra quá sớm. Dưới màn đêm, trên trời cao xuất hiện một đám ngôi sao lóe sáng. Một vầng trăng chiếu xuống núi non giống như là một tấm lụa phỏng phủ lên những ngọn núi khổng lồ. Trên một ngọn núi khổng lồ lúc này có một mùi thơm ngát thấm đẫm ruột gan bay lên, khiến cho người ta hít vào có cảm giác thoải mái. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang chớp động, cảm nhận thương thế trên người lúc này đã khôi phục không kém bao nhiêu, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Có bất diệt huyền thể, quả thực vô cùng tiện lợi. Sau khi thở ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên nhìn Triệu Vô Cực máu tươi nhễ nhại rồi lập tức lấy ra Hỏa Long Đỉnh. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì?
nhìn Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ Triệu Vô Cực có cảm thấy linh hồn sâu trong đầu mình có chút run rẩy, lạnh lẽo. Không có gì, ngươi còn nhớ rõ tôn tử Triệu Kình Thiên của ngươi không? Ngay trong Hỏa Long đỉnh này ta đã đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười. Lục Lâm Thiên, tiểu tạp chủng thủ đoạn độc ác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhắc tới tôn tử, cũng chính là hy vọng của Triệu gia khi trước, chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong Triệu gia từ trước tới nay. Vốn Triệu Vô Cực muốn dựa vào hai tôn tử này làm Triệu gia quật khởi. Không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên giết chết, loại hận ý này khiến cho linh hồn của Triệu Vô Cực thiếu chút đóng băng. Ngươi không tha cho ta sao? Ngươi còn tư cách này sao? Ngươi nhớ tôn tử như vậy sao? Yên tâm, ta cũng sẽ đem ngươi từ người sống luyện chế thành khôi lỗi. Lục Lâm Thiên vẫn mỉm cười nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, luyện chế người sống thành khôi lỗi, đương nhiên hắn biết điều này đại biểu cho việc gì, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Không, không được. Ánh mắt Triệu Vô Cực hiện lên sự cầu xin. Ta vốn muốn giết ngươi, thế nhưng giết ngươi lại quá tiện nghi cho ngươi rồi. Đem ngươi luyện chế thành hỏa nhân khôi lỗi, sợ rằng có thể đạt tới thất cấp sơ giai. Ta cũng vô cùng chờ mong a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, nụ cười này khiến cho da đầu Triệu Vô Cực tê dại. Ngươi thả ta ra, ta thề sẽ không đối phó với Lục gia các ngươi nữa. Ta dùng bảo vật để đổi lấy mạng của ta, ngươi giết ta cũng không nhận được, dù sao ta cũng không đặt trong nhẫn chữ vật. Triệu Vô Cực cũng sợ chết, đặc biệt là biết mình bị luyện chế thành khôi lỗi khiến cho hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thứ duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là cầu xin tha thứ, dùng bảo vật đổi lấy mạng mình. Ý ngươi muốn nói chính là một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai và một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai sao? Lại còn một bộ bí pháp tăng cường linh lực nữa đúng không? Ta đã sớm biết rồi, ngươi giấu ở dưới một ngọn núi trong Vân Dương Tông. Còn có đại bộ phận tài phú những năm gần đây của Triệu gia các ngươi đều đặt ở đó. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tất cả chuyện này từ trong linh hồn lực của Triệu Vô Cực hắn đã biết tới. Một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai, còn có một bộ bí pháp tăng cường linh lực. Đây đều là bảo vật tổ tiên Triệu gia lưu lại khi trước. Những năm gần đây cũng chỉ có ba kiện bảo vật này truyền xuống. Mà ba kiện bảo vật này, người trong Triệu gia tu vi quá thấp cho nên không có ai tu luyện. Mấy thứ này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi vui vẻ. Một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai. Một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai, còn có một bộ bí pháp. Giá trị quả thực không nhỏ, cũng coi như thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Ngươi làm sao mà biết được? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Điều này sao có thể? Hắn đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, sao lại có người thứ hai có thể biết được? Hắn chưa từng nói cho bất kỳ một ai chuyện này. Ta quên nói cho ngươi một chuyện, những đệ tử chi thứ trong Triệu gia mà ngươi an bài. Có lẽ ngay cả ánh mặt trời sáng mai cũng khó mà nhìn thấy. Còn 131 đệ tử trực hệ Triệu gia mà ngươi di chuyển hiện tại đang được sắp xếp ở trên trấn Hoa Môn của Phi Linh Môn đúng không? Ha ha, thủ đoạn không tồi, không ngờ ngay cả ta cũng không biết đệ tử Triệu gia các ngươi lại nằm ngay dưới mí mắt ta. Chỉ là ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta nghĩ bọn họ cũng không sống được mấy tháng nữa đâu. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Từ trong linh hồn Triệu Vô Cực hắn cũng biết được, 130 người Triệu gia đã được Triệu Vô Cực sắp xếp tới cổ vực, lại còn ở ngay trên trấn Hoa Môn của Phi Linh Môn. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên rất bất ngờ. May mà hiện tại hắn đã biết, bằng không, có dư nghiệt Triệu gia ở cạnh người, thực sự là một chuyện khiến cho hắn không thể an tâm nổi. Triệu Vô Cực khiếp sợ, vẻ mặt kinh hãi tới tột cùng. Khuôn mặt hắn lúc này chuyển thành dữ tợn, hắn thực sự không ngờ. Tất cả mọi sắp xếp của hắn hoàn toàn đều bị Lục Lâm Thiên biết được, ngay cả huyết mạch của Triệu gia cũng không thể lưu lại được nữa. Lục Lâm Thiên, ta sai rồi. Ta không nên đối phó với Lục gia các ngươi. Ta cầu ngươi, van ngươi thả người Triệu gia chúng ta đi. Cầu ngươi. Triệu Vô Cực sợ hãi đến tột cùng, bắt đầu cần khẩn. Thật không, chỉ tiếc là ta tuyệt đối không tin lời nói của ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Nếu như không phải hắn có bất diệt huyền thể thì hiện tại hắn đã là một nửa phế nhân rồi. Nói xong, Lục Lâm Thiên không để ý tới Triệu Vô Cực nữa, để mặc Triệu Vô Cực không ngừng cầu xin tha thứ. Thủ ấn trong tay biến ảo,
khoanh chân ngồi xuống trước Hỏa Long đỉnh. Sau đó lại móc ra không ít tài liệu trên người, những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần. Lúc này Lục Lâm Thiên định đem Triệu Vô Cực từ người sống luyện chế thành khôi lỗi. Không những có thể hả mối giận trong lòng, mà cũng có thêm một tay chân. Triệu Vô Cực không ngờ đã đột phá tới Vũ Vương nhất trọng. Sau khi luyện chế thành khôi lỗi, cấp bậc có lẽ sẽ tương đương với thất cấp sơ giai. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, muốn đối phó với Vũ Vương tam trọng cũng không có vấn đề. Thực lực so với khôi tứ còn mạnh hơn một chút. Mà thực lực hiện tại của hắn, Lục Lâm Thiên cũng có tự tin luyện chế khôi lỗi thất cấp thành công. Vũ linh khí hắn cũng có thể luyện chế ra, khôi lỗi thất cấp có lẽ cũng không lớn. Khôi lỗi thất cấp sơ giai, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ chờ mong. Nếu như luyện chế ra thì sẽ tương đương với một Vũ Vương tam trọng. Đây đã được coi là một cường giả chính thức. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên đem linh lực rót vào trong Hỏa Long đỉnh. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu gào thét, Lục Lâm Thiên đem không ít tài liệu ném vào chôn Hỏa Long đỉnh. Dưới sự bao phủ của hỏa diễm, tài liệu bắt đầu bị luyện hóa. Loại luyện hóa này không cần kỹ thuật nhiều lắm, Lục Thiếu Du cũng quen tay, dễ dàng luyện hóa tài liệu. Thế nhưng loại luyện hóa máy móc này đối với linh hồn lực có không ít chỗ tốt, có thể rèn luyện sự nắm giữ năng lượng của linh hồn lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trải qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Từng đám sương mù trên núi lập tức bay lên. Trong buổi sáng yên bình này, tại một ngọn núi nọ tràn ra một cỗ khí tức máu tanh. Trong Vân Dương Tông vô hình chung có một cỗ áp lực tràn ngập. Không ít người hiểu rõ, đệ tử của Triệu Vô Cực sợ rằng sau lần này tiền đồ sẽ triệt để bị hủy. Người có quan hệ với Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không tránh thoát. Thời gian một ngày một đêm này, Lục Lâm Thiên trong sơn động đem tất cả tài liệu luyện hóa xong. Trong Hỏa Long đỉnh lúc này có một đoàn dung dịch tinh thuần đang cuồn cuộn. Nhìn đoàn dung dịch trong Hỏa Long đỉnh, Lục Lâm Thiên mỉm cười, thủ ấn thu lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực trên mặt đất rồi nói. Triệu lão cẩu, hiện tại tới phiên ngươi. Lục Lâm Thiên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Cực biết cho dù mình cầu khẩn như thế nào cũng đã không được nữa. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong Hỏa Long đỉnh, toàn thân hắn run lên. Trong miệng phun ra từ ngữ thâm độc, thế nhưng cũng không thể nào che giấu sự sợ hãi trong mắt hắn. Ngươi định không buông tha ta thế nào? Đừng quên, hiện tại là ta không buông tha cho ngươi a. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, nụ cười mang theo tiểu ý khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác rợn tóc gáy. Lục Lâm Thiên nói xong, thủ ấn lập tức biến đổi, một đạo quang mang bao phủ thân thể Triệu Vô Cực bị cấm chế đem hắn quăng vào trong Hỏa Long đỉnh. Siêu siêu, thân thể máu me nhễ nhại của Triệu Vô Cực vừa mới tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, y phục trên người lập tức hóa thành tro tàn. Da rẻ dưới hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu phát ra thanh âm xèo xòe. Từng tia huyết tương bắn ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng tiêu tán trong Hỏa Long đỉnh. A! Cùng lúc đó, dưới nhiệt độ nóng bỏng này, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Triệu Vô Cực vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này vô cùng thê lương, nghe giống như quỷ khóc ma gào. Tiếng kêu thảm thiết này vừa vang lên, cái miệng vừa mới mở ra của Triệu Vô Cực lập tức bị hỏa diễm ảo tới. Tức thì, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Trong hỏa diễm, toàn thân Triệu Vô Cực co quắp, đây quả thực là sống không bằng chết. Linh hỏa không chỉ đốt cháy hắn từ bên ngoài, đồng thời cũng đốt ở bên trong cơ thể. Lúc này Triệu Vô Cực đã vô cùng hối hận vì sao lại trêu chọc vào đối thủ như vậy. Hắn cũng hối hận vì sao bản thân mình không nhân cơ hội lúc đối phương yếu nhược, không ngại trả giá đắt đánh chết. Trong sự hối hận này mang theo oán hận vô cùng lớn. Toàn thân Triệu Vô Cực bị cấm chế, ngay cả năng lực tự sát cũng không có, bản thân chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn này. Cảm nhận da thịt, xương cốt bị thiêu đốt, máu tươi không ngừng chảy ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trong linh hỏa nóng bỏng, tóc, da của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị hòa tan. Máu tươi trong hỏa diễm không ngừng vang lên thanh âm xèo xèo. Lục Lâm Thiên vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa. Luyện hóa thân thể Vũ Vương nhất trọng của Triệu Vô Cực là một việc vô cùng tốn sức. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có đem tạp chất trong cơ thể bài trừ ra thì mới có thể đạt được yêu cầu luyện hóa khôi lỗi. Theo sự luyện hóa không ngừng của Lục Lâm Thiên, thân thể Triệu Vô Cực bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Từng tia máu từ trong cơ thể tràn ra, thân thể Triệu Vô Cực trong hỏa diễm thống khổ co quắp,
thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn và kinh khủng. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên không có một chút chắc ẩn nào. Một người 3-4 lần muốn dồn hắn vào chỗ chết, trên chủ phong lại khiến hắn thiếu chút nữa thành phế nhân, may mà có bất diệt huyền thể, tất cả chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra một lần nữa. Thời gian lần nữa trôi qua, trong lúc luyện chế Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được thân thể Triệu Vô Cực trải qua luyện hóa, tạp chất không ngừng bị bài trừ, thân thể chậm rãi mạnh mẽ. Gân cốt cơ thể dưới hỏa diễm đều co rút lại, giống như là có thêm lực lượng ngưng tụ. Mà hết thảy những chuyện này chỉ xảy ra trong một ngày đêm mà thôi. Sang ngày thứ hai, thân thể Triệu Vô Cực đã cháy thành màu đen. Lúc này trên thân thể đã có một tấm màng nhạt nhạt. Cường độ thân thể đã mạnh hơn trước rất nhiều, gân cốt cơ thể cũng được rèn rũa. Trong cỗ thân thể kia có một lớp thịt nhàn nhạt, Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Triệu Vô Cực đang khẽ nhảy lên. Thế nhưng màu sắc lục phủ ngũ tạng lúc này cũng đã biến thành màu đen, không là màu đỏ giống như trước đó nữa. Đệ nhị bộ, khống hồn. Nhìn thân thể Triệu Vô Cực, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lại biến đổi. Trong nghi tâm tức thì có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong nghi tâm của Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt linh hồn lực tiến vào không gian trong đầu Triệu Vô Cực, cũng nhanh chóng gặp phải công kích của linh hồn Triệu Vô Cực. Thực lực vũ vương nhất trọng của Triệu Vô Cực, thân là vũ giả, bản thân linh hồn lực không thể so sánh được với linh vương nhất trọng. Lúc này linh hồn của hắn đương nhiên không thể mạnh hơn được Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, chỉ là yếu hơn trước mặt Lục Lâm Thiên mà thôi. Trước mặt những người khác, linh hồn lực của vũ vương nhất trọng mạnh yếu ra sao không cần nói, tuyệt đối rất mạnh. Chỉ là linh hồn lực của Lục Lâm Thiên vô cùng cường hãn. Sau khi tiến vào trong đầu Triệu Vô Cực lập tức đánh bay linh hồn lực của Triệu Vô Cực rồi tiến vào chỗ sâu trong đầu hắn. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ. Trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp mà huyền ảo. Thủ ấn biến hóa. Dung dịch trong hỏa long đỉnh sôi trào, trực tiếp tưới lên thân thể của Triệu Vô Cực. Ken két. Cỗ dung dịch nóng bỏng lập tức rót lên trên thân thể Triệu Vô Cực, thanh âm ken két vang lên. Trên thân thể Triệu Vô Cực, từ đầu tới chân bị dung dịch nóng bỏng bao phủ. Gân cốt toàn thân dưới nhiệt độ cao liên tục co rút lại. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nhàn rỗi, thủ ấn không ngừng biến hóa. Từng đạo quang mang quỷ dị được đánh vào trong cơ thể Triệu Vô Cực. Dưới quang mang quỷ dị này, vốn ánh mắt trống rỗng của Triệu Vô Cực lúc này chậm rãi chuyển thành lạnh lùng. Thân thể Triệu Vô Cực dưới dung dịch bắt đầu chuyển thành màu vàng, vô cùng sáng bóng. Thời gian 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời vừa sáng. Trên lưng Kim Sí Yêu Ưng, Vân Khiếu Thiên và Vũ Ngọc Tiền đã đi tới đỉnh viện của Lục Lâm Thiên. Không biết vì sao hôm nay Vân Khiếu Thiên lại cố ý gọi Vũ Ngọc Tiền cùng đi tới đỉnh viện của Lục Thiếu Du. Cha! Sao người lại tới đây? Vân Hồng Lăng. Gần đây vẫn ở trên ngọn núi này, nhìn thấy phụ thân xuất hiện khiến cho nàng có chút ngạc nhiên. Lâm Thiên đâu? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người. Lúc này tất cả mọi người có mặt, thế nhưng cũng không thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Lâm Thiên đã bế quan được 3 ngày rồi. Cha, người tìm chàng có việc gì vậy? Vân Hồng Lăng hiếu kỳ hỏi. Bế quan sao? Vân Khiếu Thiên ngạc nhiên. Vẻ mặt khẽ biến đổi. Tông chủ, người tìm Lâm Thiên có chuyện gì quan trọng sao? Có cần gọi nó xuất quan hay không? La Lan thì tiến lên rồi nói. Không cần, bà thông gia không bị thương chứ? Vân Khiếu Thiên nhìn La Lan thị rồi khẽ hỏi. Ban đêm hắn cũng sắp xếp không ít đệ tử mang đan dược chữa thương tới hỏi thăm. Ta không sao, đa tạ tông chủ quan tâm. La Lan thị nói. Tất cả đều là người một nhà, không cần khách khí. Vân Khiếu Thiên nói, Lục Trung, người không có việc gì đó chứ, thương thế làm sao rồi? Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Trung rồi hỏi, tuy rằng bề ngoài biểu hiện không còn quan hệ với đệ tử đã bị trục xuất sư môn năm đó, thế nhưng trong mắt vẫn cực kỳ thân thiết. Sư phụ, thương thế của con không có gì đáng ngại nữa. Lục Trung nói, đừng nói nữa, ta đã bảo ngươi không được gọi ta là sư phụ mà. Nếu như ngươi gọi ta là sư phụ, vậy thì Lâm Thiên phải tính sao đây? Vũ Ngọc Tiền trừng mắt hỏi. Tụ cho ta. Trong sơn động, lúc này Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn huyền ảo, phức tạp xen lẫn quỷ dị được Lục Lâm Thiên đánh ra. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, luyện chế ra khôi lỗi thất cấp sơ giai, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Siêu siêu.
một cỗ khí tức kinh khủng kéo tới. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không ngừng gào thét khiến cho cả sơn động rung động. Trong nháy mắt quanh người khôi lỗi do Triệu Vô Cực luyện chế ra có một cỗ khí tức kéo lên. Cỗ khí tức này kéo lên vô cùng mạnh mẽ. Trong đôi mắt của khôi lỗi đột nhiên bắn ra tinh quang. Trong thiên địa lúc này cũng có một cỗ năng lượng vô hình hội tụ tới. Năng lượng vô hình trong thiên địa này giống như thủy triều không ngừng rót vào trong cơ thể khôi lỗi tạo ra tiếng siêu siêu không dứt. Siêu siêu. Mà theo năng lượng trong thiên địa rót vào, thân thể khôi lỗi giống như đột phá, tham lam hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Khí thế từ trên khôi lỗi tràn ra cũng từng bước được kéo lên. Thành công rồi, luyện chế khôi lỗi thất cấp đã thành công. Tất cả chuyện này đều được Lục Lâm Thiên thu vào trong mắt. Trong lòng lập tức vui mừng. Lúc này khôi lỗi đã bắt đầu hấp thu năng lượng trong thiên địa, khí tức đang không ngừng kéo lên. Chuyện này cũng chỉ có khôi lỗi do người sống luyện chế ra mới làm được. Ầm ầm. Lúc này năng lượng bàng bạc trong thiên địa bắt đầu khởi động. Những người trên ngọn núi bị kinh động, cả đám cả nhận cỗ khí tức này, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Cỗ khí tức này, có người đột phá sao? Có chút không giống. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, cảm nhận cỗ năng lượng bàng bạc kia. Thân thể lập tức bắn về phía sau núi. Trong sơn động sau núi, cỗ năng lượng bàng bạc kia hội tụ lại cũng không ngắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Một lát sau, từ trên người khôi lỗi Lục Lâm Thiên luyện chế bắn ra quang mang lập lòe. Năng lượng trong thiên địa ngừng lại, mà cỗ khí thế trên người khôi lỗi đang kéo lên cũng ngừng lại. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, cỗ khí thế trên người khôi lỗi so với khi trước đã mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du phỏng đoán. Đầu khôi lỗi thất cấp sơ giai này đã tiếp cận tới thất cấp trung giai. Toàn bộ khôi lỗi sáng bóng, tràn ngập lực lượng cường hãn. Sợ rằng có thể đối phó với Vũ Vương Tam Trọng A. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, ánh mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Từ khí tức có thể thấy được, cỗ khôi lỗi này so với khôi tứ còn mạnh hơn nhiều. Sau này gọi ngươi là khôi ngũ đi. Lục Lâm Thiên nhìn Triệu Vô Cực đã bị luyện chế thành khôi lỗi rồi nói. Vâng. Chủ nhân, lúc này Triệu Vô Cực đã bị luyện chế sống thành khôi lỗi, trong ánh mắt vô thần kia mang theo một đạo tinh quang nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Miệng phát ra thanh âm cung kính, không có chút cảm tình nào. Ồ, có người tới sao? Lục Lâm Thiên đột nhiên nhíu mày, trong tâm thần của hắn đã xuất hiện thân ảnh người khác. Xem ra vừa rồi khôi ngũ hấp thu năng lượng thiên địa tạo thành động tĩnh khiến cho mọi người chú ý. Siêu siêu, Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song. Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vũ Ngọc Tiền Tức thì đi tới trước sơn động Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi. Lão đại đang bế quan, không được quấy rầy. Tiểu Long chờ ở bên ngoài động, trực tiếp ngăn cản đám người Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Vân Khiếu Thiên có chút hồ nghi, thanh thế vừa rồi cũng không nhỏ. Ra mắt nhạc phụ, sư phụ. Lúc này sơn động mở ra, Lục Lâm Thiên chậm rãi đi ra. Phía sau còn có Triệu Vô Cực đã bị luyện chế thành khôi lỗi thất cấp sơ giai. Lâm Thiên, đây là... Vân Khiếu Thiên nhìn khôi lỗi phía sau Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ hắn có thể nhận ra được dáng dấp của Triệu Vô Cực, sắc mặt lập tức đại biến. Nhạc phụ, đây là khôi lỗi do tiểu tế vừa mới luyện chế ra. Vốn đang muốn giao Triệu Vô Cực cho nhạc phụ, thế nhưng tiểu tế trong lúc ngứa tay lại muốn thử luyện chế khôi lỗi. Hiện tại không thể đem Triệu Vô Cực giao cho nhạc phụ nữa rồi. Lục Lâm Thiên nói, Vân Khiếu Thiên sáng sớm đến đây trong lòng Lục Thiếu Du đương nhiên biết là vì chuyện gì. Vô Tự Thiên thư quan trọng như vậy, Vân Dương Tông nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế thu được tin tức. Nhìn khôi ngũ, Vân Khiếu Thiên chuyển qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Không nghĩ tới khôi lỗi thất giai còn cũng có thể luyện chế ra, quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Vân Khiếu Thiên quả thực có chút ngoài ý muốn, theo hắn thấy Lục Lâm Thiên dường như không gì không thông. Trên phương diện khống thú cũng cực kỳ lành nghề, đệ tử Vạn Thú Tông mấy lần đều bại trong tay hắn. Mà trên phương diện khôi lỗi, đệ tử Thần Kim các lần trước cũng thua trong tay Lục Thiếu Du, ngay cả khôi lỗi cũng bị đoạt. Phương diện linh giả của Lục Thiếu Du sợ rằng cũng là Linh Vương Nhất Trọng A. Linh Vương Nhất Trọng có thể luyện chế ra khôi lỗi thất giai sơ cấp. Lại là hỏa nhân khôi lỗi khó luyện chế nhất trong khôi lỗi. Cho dù Linh Vương Tứ Trọng cũng khó mà luyện chế ra được hỏa nhân khôi lỗi từ người sống. Quả thực cũng coi như đại hành gia trong khôi lỗi. Vận khí tiểu tế tốt hơn một chút mà thôi. Không ngờ lại luyện chế thành công.
Lục Lâm Thiên trả lời, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên hẳn là vì Triệu Vô Cực mà tới. Thế nhưng nhìn thấy Triệu Vô Cực bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, sau lúc kinh ngạc cũng không để ý nhiều. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Khôi lỗi thất giai a. Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung nhìn Khôi Ngũ ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Khôi lỗi thất giai đã bằng cường giả Vũ Vương, Linh Vương rồi. Lâm Thiên, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, Lục Vô Song nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Tiêu hao quá nhiều, điều tức một hồi là được, không có trở ngại quá lớn. Lục Lâm Thiên trả lời. Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thiên, chúng ta nói chuyện riêng một lát. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên khẽ nói, thanh âm mang theo uy thế không thể cự tuyệt. Trong thính phóng, một lát sau có bốn người ngồi xuống. Ngoại trừ Lục Lâm Thiên và Vân Khiếu Thiên ra còn có Vũ Ngọc Tiền và Lục Trung. Lục Lâm Thiên rất nghi hoặc, cũng không biết Vân Khiếu Thiên muốn nói với hắn chuyện gì. Lại mang theo sư phụ cùng với phụ thân, lại còn cố ý bố trí cấm chế. Chuyện này dường như không quá bình thường chút nào. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tiểu tử, con ẩn giấu đủ sâu a. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Phổ Tự Thiên Thư nằm trong tay con đúng không? Nhạc phụ, Phổ Tự Thiên Thư gì vậy? Sắc mặt Lục Lâm Thiên không có chút biến hóa, thế nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng kinh hãi, giống như sóng lớn cuộn trào, khiếp sợ tới cực điểm. Sắc mặt Lục Trung cũng hơi biến đổi, trong mắt có chút ba động rồi biến mất. Ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Triệu gia đối phó với Lục gia, Linh Vũ giới và Độc Cô gia cũng xuất hiện. Người đem mẫu thân và phụ thân người sắp xếp ở Vân Dương Tông, thứ nhất là để Linh Vũ giới và Độc Cô gia, Triệu gia cho rằng Vô Tự Thiên Thư nằm trên người phụ thân ngươi. Tất cả vô cùng an toàn, thế nhưng kỳ thực Vô Tự Thiên Thư lại ở trên người ngươi. Ta không biết Triệu Vô Cực có biết Lục gia có Vô Tự Thiên Thư hay không. Vốn ta cũng không dám khẳng định cho nên mới cố ý hỏi Triệu Vô Cực từ trong tay con. Bằng vào tính cách của con, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mà dùng công phu sư tử ngoạn. Thế nhưng lần này, con lại vòng vo như vậy, sợ rằng Triệu Vô Cực sẽ nói Vô Tự Thiên Thư đang nằm trên người con, đúng không? Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên cực kỳ đắc ý nói. Có thể khiến cho tiểu tử này hiện hình, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cáo giả a, mình tính sai rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên lớn tiếng mắng một câu, vị nhạc phụ này quả thực là cáo giả, trong lúc vô hình hắn đã chứng minh suy đoán trong lòng Vân Khiếu Thiên. Mà suy đoán này cũng hoàn toàn chính xác, loại mưu trí như vậy, không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Nhìn Lục Lâm Thiên không nói gì, Vân Khiếu Thiên càng thêm đắc ý, sắc mặt vui vẻ mang theo chút tiêu ý. Lục Lâm Thiên nhìn Vân Khiếu Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc, tuyệt đối được coi là ảnh đế kiếp trước, nói. Nhạc phụ, Vô Tự Thiên Thư trong lời người là thứ gì? Chẳng lẽ là vũ kỹ sao? Cáo giả, chết không đối chứng. Ngươi nói ta có, ta cũng có thể nói thành không. Coi như là Triệu Vô Cực còn sống ta cũng có thể nói là không có. Để xem ngươi có làm khó dễ được ta hay không. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Vô Tự Thiên Thư này cho dù đánh chết hắn cũng không thể nói ra. Lục Lâm Thiên, tiểu tử con còn giả ngu sao? Vân Khiếu Thiên đang đắc ý nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn toàn không thừa nhận, tức thì trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lâm Thiên, con nói sai rồi, Vô Tự Thiên Thư không phải là vũ kỹ. Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Trung, hẳn ngươi cũng biết chứ? Vân Khiếu Thiên cười cười, thầm nghĩ moi tin tức từ trong miệng Lục Trung là tốt nhất. Ta đoán Vô Tự Thiên Thư hẳn là linh kỹ, không có khả năng là vũ kỹ. Lục Trung nhìn Vân Khiếu Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Cha, người nói sao rồi? Hẳn là vũ kỹ, có thể là vũ kỹ địa cấp nha. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Trung. Sai, tuyệt đối là linh kỹ, có thể là linh kỹ địa cấp. Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tuyệt đối là vũ kỹ. Tuyệt đối là linh kỹ. Sư phụ, người nói xem, rốt cuộc là linh kỹ hay vũ kỹ? Phụ tử tranh luận đỏ mặt tía tai giống như là cãi nhau vậy. Một lát sau Lục Lâm Thiên quay sang hỏi Vũ Ngọc Tiền. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Trung tranh luận tới đỏ mặt tía tai, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hỏi mình, Vũ Ngọc Tiền sửng sốt nói.
Ta đoán. Nói nửa ngày cũng không ra câu. Vũ Ngọc Tiền cũng không biết được vô tự thiên thư này rốt cuộc là thứ gì, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Sư đệ, đệ mau nói xem vô tự thiên thư rốt cuộc là vũ kỹ hay linh kỹ. Vân Khiếu Thiên vô cùng phiền muộn cùng bất đắc dĩ và tức giận. Tới lúc này hai phụ tử nhà này không ngờ lại kẻ tung người hứng, vô cùng ăn ý. Lục Lâm Thiên, hiện tại ta lấy thân phận nhạc phụ nói với con. Vô tự thiên thư quá quan trọng, cho dù không ai biết vô tự thiên thư nằm trên người con thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ hoài nghi. Đến lúc đó tất cả những thế lực trên đại lục sẽ không bỏ qua cho con. Con hiểu ý tứ của ta chứ? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Nhạc phụ, tự dưng người nói tới vô tự thiên thư này, tiểu tế quả thực không hiểu. Vô tự thiên thư này rốt cuộc là cái gì, lại còn quan trọng như vậy? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Vân huynh, không phải huynh đang nói giỡn đó chứ? Vô tự thiên thư này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là liên quan tới bảo tàng? Lục Trung lúc này cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Khiếu Thiên rồi hỏi. Vân Khiếu Thiên nhìn đôi phụ tử này, quả thực là hết chỗ nói. Hai phụ tử nhà này cùng ra trận hay sao, không ngờ lại phối hợp ăn ý như vậy. Nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên mở miệng mang theo uy thế không thể kháng cự nói. Lâm Thiên, vô tự thiên thư cực kỳ quan trọng, so với trong tưởng tượng của còn lớn hơn nhiều. Vô tự thiên thư giao cho Vân Dương Tông, Vân Dương Tông ta có thể đáp ứng bất luận điều kiện gì của con. Cho dù là dùng công phu sư tử ngoạm cũng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nhìn Vân Khiếu Thiên rồi lắc đầu nói. Nhạc phụ, tiểu tế thực sự không có vô tự thiên thư gì đó. Nếu như không tin, vậy thì nhạc phụ dùng siêu linh thuật đi. Tiểu tế tuyệt đối không phản kháng. Lục Lâm Thiên ủy khuất nói, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Nhạc phụ, tầm quan trọng của vô tự thiên thư sao ta lại không biết cơ chứ? Cho dù thế nào cũng không thể giao cho Vân Dương Tông. Nhìn Lục Lâm Thiên móc ra nhẫn chữ vật chứng minh sự thuần khiết, Vân Khiếu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Quả thực không giống với tính cách thường ngày. Lẽ nào hắn đã đoán sai? Vô tự thiên thư thực sự không có quan hệ với Lục gia. Thế nhưng điều này quả thực không có khả năng, bảo vật có thể kinh động cả Độc Cô gia, sợ rằng cũng không có mấy thứ. Lâm Thiên, con thực sự không có vô tự thiên thư sao? Phải biết, con dùng vô tự thiên thư đổi lấy bất luận điều kiện gì của Vân Dương Tông cũng được. So với thứ hư vô mờ mịt mà con tự mình tìm kiếm còn an toàn hơn nhiều. Vân Khiếu Thiên chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi cắn răng nói. Dù con muốn thần khí Vân Dương Tông ta cũng có thể cho con. Không có, tiểu tế ngay cả vô tự thiên thư là vật gì cũng không biết. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Vân Khiếu Thiên rồi lắc đầu nói. Ánh mắt cực kỳ kiên nghị, trong lòng lại nổi lên sóng gió. Vân Dương Tông không ngờ nguyện ý đem một kiện thần khí trao đổi với vô tự thiên thư, đủ để chứng minh bên trong Vân Dương Tông có thần khí. Điều này quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của vô tự thiên thư. Nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhìn Lục Trung, Vân Khiếu Thiên thở dài một hơi rồi nói. Không có việc gì, ta còn bận việc khác cho nên đi trước một bước. Thu hồi cấm chế, Vân Khiếu Thiên bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước rồi quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lâm Thiên, việc vô tự thiên thư không thể nói với bất luận kẻ nào, đừng để dẫn tới họa sát thân. Tiểu tế đã hiểu. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên rời đi. Vẻ mặt vẫn mang theo vẻ hồ nghi. Vũ Ngọc Tiền sau khi nói với hai người Lục Thiếu Du vài câu cũng rời đi. Sau khi Vũ Ngọc Tiền và Vân Khiếu Thiên rời khỏi. Hai người Lục Trung, Lục Lâm Thiên nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng. Tuy rằng không nói thế nhưng trong lòng cũng biết đối phương nghĩ gì. Lâm Thiên, cha thiếp tìm chàng có chuyện gì vậy? Không ngờ lại thần bí như vậy. Vân Hồng Lăng đi vào trong phòng rồi nói. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lục Lâm Thiên trả lời ứng phó một câu. Việc này dù sao càng ít người biết càng tốt. Vốn Lục Lâm Thiên còn muốn đi tới nơi Triệu Vô Cực giấu vũ kỹ, tài phú. Thế nhưng sau khi gặp Vân Khiếu Thiên khiến cho Lục Thiếu Du thay đổi quyết định của mình. Việc này không nên gấp gáp, miễn cho người khác chú ý tới hắn. Lục Lâm Thiên và Lục Trung cũng không nhắc tới một chữ nào liên quan tới vô tự thiên thư. Hai người nhìn nhau là có thể biết được đối phương muốn nói gì.
Trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm quyết định, các thế lực lớn tranh đoạt Vô Tự Thiên Thư càng mạnh thì hắn càng không thể giao cho người khác. Tất cả đều đang tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư a, không biết 7 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại ở đâu a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Vân Dương Tông đã tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang và những thế lực khác cũng đang nghe ngóng tin tức về nó. Lâm Thiên. Trong phòng, sắc mặt Lục Trung đại biến. Lục Lâm Thiên vừa rồi còn đang ở trong đại sảnh trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng cũng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Lục Lâm Thiên còn đang ở trước mặt nàng, lúc này lại vô thanh vô tức biến mất. Quá quỷ dị. Siêu siêu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng đại biến. Bản thân hắn vô thanh vô tức tới một không gian quỷ dị. Bốn phía trong suốt, không có gợn sóng. Mà cái không gian quỷ dị này trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên toàn lực giãy giụa thế nhưng cũng không thoát khỏi sự trói buộc của không gian này. Không gian phong tỏa. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hãi. Đây là không gian phong tỏa, so với không gian của Không Linh Vương khi trước bố trí đánh lén hắn còn mạnh hơn không biết bao lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Mau nói cho ta biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Một thanh âm như có như không quanh quẩn bên tai Lục Lâm Thiên. Giống như có một người đang đứng sát người hắn lên tiếng vậy. Ngươi là ai? Vô Tự Thiên Thư là thứ gì? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, đây nhất định là cường giả của Vân Dương Tông. Vậy thì đừng trách ta tự mình dò xét. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Siêu siêu. Lúc này trong không gian Lục Lâm Thiên có cảm giác có một đôi mắt vô hình đang nhìn chăm chú vào mình. Giống như có một sự mê hoặc khiến cho hắn không thể phản kháng. Ảo cảnh thật mạnh. Lục Lâm Thiên cả kinh, biết rõ đây là ảo cảnh, thế nhưng hắn cũng vô lực không thể thoát ra. Siêu. Trong đầu Lục Lâm Thiên, đại hồn anh dường như cảm nhận được cái gì đó, liền ngay khi đó có một cỗ sát khí tuôn ra. Tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, từ trong đôi mắt vô hình kia giãy ra. Ngươi là ai? Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng. Sát khí quanh người bạo phát, sát khí ngập trời nhanh chóng bao phủ cơ thể. Nhiệt độ trong không gian lạnh lẽo. Dưới sát khí ngập trời này, tâm trí Lục Lâm Thiên càng ngày càng thanh tỉnh. Ồ! Trong không gian vang lên tiếng kinh nghi, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có cảm giác run rẩy, trong đầu lần nữa khôi phục sự thanh tỉnh. Một cỗ linh hồn lực bên ngoài đang muốn tiến vào trong đầu hắn, thế nhưng lại bị sát khí ngập trời của đại hồn anh ngăn cản bên ngoài. Chỉ là cỗ linh hồn lực bên ngoài này vô cùng mạnh, càng ngày càng mạnh tới trình độ vô cùng kinh khủng. Không gian bốn phía dưới linh hồn lực và sát khí như sôi trào lên. A! À, đột nhiên, cỗ linh hồn lực bàng bạc này đánh văng sát khí quanh người Lục Lâm Thiên, rồi tiến vào trong đầu hắn. Linh hồn lực bàng bạc vượt quá phạm vi mà Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản. Siêu! Đúng lúc này kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng động. Kim quang bắn ra, ngay khi cỗ linh hồn lực bàng bạc kia tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, trên kim đao màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra đao mang phô thiên cái địa. Khi linh hồn lực bàng bạc tiến vào sâu trong đầu Lục Lâm Thiên, đao mang phô thiên cái địa lập tức bạo phát. Cỗ linh hồn lực bàng bạc lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ dưới sự sâu xé của đao mang ngập trời. A! À, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Cỗ linh hồn lực bàng bạc tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên dùng tốc độ nhanh như thiểm điện thối lui. Thế nhưng cỗ linh hồn lực bàng bạc này vẫn bị đao mang phô thiên cái địa bao phủ. Số linh hồn lực chạy thoát khỏi đầu Lục Lâm Thiên vô cùng nhỏ bé. Cạch cạch! Không gian bị nghiền nát. Lục Lâm Thiên xuất hiện lại trong căn phòng. Trong đầu, kim đao màu vàng đang không ngừng thôn phệ cỗ linh hồn lực kia. Lâm Thiên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, Lục Trung cùng Vân Hồng Lăng nhanh chóng hỏi. Một chút việc nhỏ mà thôi, không sao. Lục Lâm Thiên nhướng mày rồi mỉm cười nói. Cường giả thần bí vừa rồi dường như muốn dò xét linh hồn của hắn. Có lẽ tác dụng giống như siêu linh thuật. Thế nhưng trong đầu hắn có tiểu đao màu vàng, căn bản không sợ một loại linh hồn lực bên ngoài nào tiến vào. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, khí tức người vừa rồi hẳn không phải là sư tổ của hắn, mà là một cường giả linh tôn, chí ít cũng phải là linh tôn, có lẽ chỉ là linh tôn bình thường cho nên dưới đao mang kia mới bị thương không nhẹ như vậy. Linh hồn lực bị thương so với việc bị thương bên ngoài còn nặng hơn nhiều. Vân Dương Tông,
vì Vô Tự Thiên Thư không ngờ lại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Các ngươi nghĩ rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, vì Vô Tự Thiên Thư, Vân Dương Tông không ngờ lại điều ra cường giả muốn dùng thủ đoạn dò xét linh hồn của hắn. Nếu như thi triển thành công, coi như là không có ác ý với hắn, thì tuyệt đối cũng sinh ra ảnh hưởng với linh hồn. Đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực lớn, người trong Vân Dương Tông không có khả năng không biết việc này. Lục Lâm Thiên nổi giận, thực lực của mình không bằng người vậy thì cũng chỉ có thể nhịn. Đây vốn là đạo lý trên thế gian, thế nhưng hiện tại hắn đã có sức phản kháng. Mặc kệ là bản thân hắn có quan hệ như thế nào với Vân Dương Tông, công là công, tư là tư, bút sổ sách này coi như Vân Dương Tông cũng phải trả một cái giá lớn. Trên một ngọn núi khổng lồ khác, những hòn đá kỳ lạ la liệt, cây cối mọc thành rừng, hương hoa tràn ngập bốn phía. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng nhìn về sơn động trước mặt rồi cất bước đi vào trong sơn động. Trong sơn động này cực kỳ bình thường, ngoại trừ giường đá ra không có một vật dụng gì khác. Vân Phi Hồng đang khoanh chân ngồi trên giường đá, miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Tiểu Thiên, thế nào rồi? Vân Phi Hồng mở hai mắt nhìn Vân Khiếu Thiên hỏi. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này vô cùng thận trọng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, thế nhưng con có chín thành nắm chắc, cho dù trên người tiểu tử này không có Vô Tự Thiên Thư thì nó cũng nhất định biết nơi hạ lạc của Vô Tự Thiên Thư. Vân Khiếu Thiên cung kính đứng trong sơn động. Vừa rồi Linh Đường trưởng lão đã thi triển linh hồn siêu tác với tiểu tử kia. Nhìn Vân Khiếu Thiên, Vân Phi Hồng nói. Cái gì? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến nói. Phụ thân, thi triển linh hồn siêu tác đối với linh hồn lực tạo thành thương tổn vô cùng lớn, đối với đường tu luyện sau này cũng có ảnh hưởng a. Thiên phú của Lục Lâm Thiên vượt quá người thường, tiền đồ sau này không thể hạn lượng, lại là con rể của Vân Dương Tông ta. Vì bất đắc dĩ cho nên ta không thể không đồng ý thi triển linh hồn siêu tác. Tầm quan trọng của Vô Tự Thiên Thư không phải là con không biết, chuyện này chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Con có hiểu không? Vân Phi Hồng nói. Vậy có tìm hiểu được gì không? Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài rồi hỏi. Không. Vân Phi Hồng lắc đầu, nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Linh hồn của vạn trưởng lão đã bị thương nặng, thương thế không nhẹ. Trên người Lục Lâm Thiên rất có khả năng có hồn thần khí, mà không phải là hồn thần khí bình thường. Cái gì? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến, lập tức nói. Lúc ở thành Cự Giang Lục Lâm Thiên không sợ một công kích linh hồn nào, không nghĩ tới lại khiến cho vạn trưởng lão bị thương. Trên người Lục Lâm Thiên này ẩn giấu nhiều lắm, còn có huyền thiên bí cảnh khi trước, tất cả đám người các ngươi đều không tìm được thứ đó. Nếu như ta đoán không sai. Sợ rằng thứ đó đã rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể, loại thủ đoạn nghịch thiên này chỉ có huyền thiên yêu tôn khi trước mới có thể làm được. Vân Phi Hồng nói. Cha, việc này sợ rằng không ổn. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, ngưng trọng nói. Làm sao vậy? Vân Phi Hồng hỏi. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này là người có thù tất báo. Lần này Vân Dương Tông chúng ta dùng linh hồn siêu tác với nó. Sợ rằng nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vân Khiếu Thiên nói. Không tốt, có cường giả tới, nhanh đề phòng. Vân Khiếu Thiên vừa mới dứt lời, sắc mặt Vân Phi Hồng đại biến rồi mở miệng nói. Giờ phút này trên Vân Dương Tông cũng có không ít khí thức mịt mờ trong nháy mắt ba động. Trong Vân Dương Sơn mạch quần sơn chập trùng, núi non xanh ngát. Trên đỉnh núi như ẩn như hiện có thể thấy được có không ít kiến trúc. Những dãy núi liên miên chập trùng dưới ánh sáng mặt trời có vẻ vô cùng tráng lệ. Trong lúc đó đột nhiên phía chân trời xuất hiện ba động mạnh mẽ. Một cỗ khí tức cường hãn mà xa lạ xuất hiện. Tiếp theo, bên ngoài Vân Dương Tông đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên. Cuối cùng có hơn 10 điểm đen nhỏ xuất hiện ở chân trời. Tốc độ của những điểm đen này cực nhanh, mục tiêu của chúng chính là Vân Dương Tông. Đám điểm đen này xẹt qua không trung. Tiếng xé gió càng lúc càng lớn. Một lát sau hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện trong phạm vi trước không trung Vân Dương Tông. Mau nhìn, đó là thứ gì? Yêu thú thật kỳ lạ, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong Vân Dương Tông có vô số đệ tử nhìn lên trên cao, còn có không ít người nhảy lên trên không trung. Trên khuôn mặt mọi người đều tràn ngập sự khiếp sợ. Mấy điểm đen vừa rồi này cũng không phải là người mà là hơn 50 đầu yêu thú vô cùng lớn. Trên người những đầu yêu thú khổng lồ này đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Trên đầu yêu thú đứng đầu có một cài sừng màu xanh cực lớn, trong suốt, tràn ngập yêu khí thuộc tính thổ. Trên lưng còn có hai cái bướu giống như lạc đà, dưới bướu lại có hai cánh giống như cánh chim, lại giống như lá cây. Hai cánh khẽ động mang theo một trận gió từ trên trời thổi xuống đem lá cây thổi tứ tung. Thiên mộc độc long lục giai. Lục Lâm Thiên trên ngọc núi lúc này cũng cảm nhận được khí tức ba động bên ngoài. Khi đám người Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng đi tới không trung, nhìn hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ màu xanh trước mặt, Lục Thiếu Du lập tức khiến sợ nói. Những yêu thú này Lục Lâm Thiên chưa từng gặp, thế nhưng trên Thiên Linh Lục lại có chút ghi chép qua. Thiên Mộc Độc Long chính là vương giả trong yêu thú thuộc tính mộc. Huyết mạch không dưới Thiên Sí Tuyết Sư, mà lúc này trong hơn chục đầu Thiên Mộc Độc Long xuất hiện, trước mặt còn có một đầu đã tới thất giai sơ kỳ. Từ ghi chép trên Thiên Linh Lục mà Lục Lâm Thiên biết được, Thiên Mộc Độc Long này đã tuyệt chủng vô số năm trước. Bên ngoài căn bản không gặp được, thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy. Trong sự kinh ngạc, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mấy đầu Thiên Mộc Độc Long, cuối cùng nhìn những người đứng lên lưng nó. Trên lưng hơn chục đầu Thiên Mộc Độc Long này có mấy đạo thân ảnh. Phía trước là 5 người, cả 5 đều mặc trường sam, khí thế kinh người tỏa ra khiến cho không gian trực tiếp gấp khúc. Vũ Tôn, toàn bộ đều là Vũ Tôn. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, 5 người này toàn bộ đều là Vũ Tôn, mà lão giả thoạt nhìn qua 50 tuổi đứng đầu kia, ánh mắt như ngôi sao sáng, khí thế tràn ngập thiên địa, trong lúc vô hình khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Khí tức người này thâm bất khả chắc, sợ rằng không dưới sư tổ Vân Phi Hồng. Ngoại trừ 5 người này ra, Lục Lâm Thiên nhíu mày, ở trong tầm mắt của hắn còn có hơn 10 người nữa. Cả đám đều mặc trường bào màu xanh, trên mặt những người này cũng không có bao nhiêu biểu hiện, ánh mắt sắc bén như đao khiến cho lòng người sợ hãi. Nhìn đám người này, Lục Lâm Thiên kinh hãi phát hiện ra, hơn 10 người này mỗi một người đều đạt tới Vũ Vương. Hơn 10 người là Vũ Vương, trong đó đứng đầu là Vũ Vương cao giai. Nhìn kỹ đám Vũ Vương này tuổi tác cũng không lớn, cả đám đều chừng 3-40 tuổi. Thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng tới bước này. Bên người Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song lăng không mà đứng. Y phục trên người tung bay, toàn thân không tự chủ được mà tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị. Vô Song, nàng làm sao vậy? Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức trên người Lục Vô Song ba động, lập tức hỏi. Thiếp cũng không biết, những người này hình như có chút quan hệ với thiếp. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Khí tức trên người nàng càng ngày càng đậm đặc, cỗ khí tức này chính là cỗ khí tức quỷ dị mà Lục Vô Song không thể nắm trong tay. Thật không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Siêu! Trên Vân Dương Tông lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức cường hãn tràn ra, đồng thời trong những ngọn núi chung quanh chủ phong có mấy đạo khí tức mịt mờ phóng lên cao, bao phủ Vân Dương Tông, giống như hô ứng với nhau khiến cho trong lúc vô hình làm mọi người không dám tiến lên một bước. Thật mạnh mẽ, cường giả ẩn nấp cũng không ít a. Lục Lâm Thiên cảm nhận cỗ khí thế này không khỏi nhíu mày. Không hổ là Vân Dương Tông, trong Vân Dương Tông ẩn giấu không ít cường giả. Bắc Cung gia tới Vân Dương Tông, quấy rầy rồi. Trên lưng Thiên Mộc Độc Long, lão giả đứng phía trước nhìn không trung, thanh âm quanh quẩn trong Vân Dương Tông khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Hóa ra là Bắc Cung gia tộc đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì. Một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt tiến tới, trong giây lát đã đứng trên không trung, tiếp theo còn có chừng 20 thân ảnh khác nhanh như thiểm điện bắn tới. Lục Lâm Thiên nhìn lại, người đứng đầu chính là sư tổ Vân Phi Hồng, đám người Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão cũng xuất hiện. Ngay sau đó có hơn 20 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí tức trên người cả đám đều là Vũ Vương cùng Linh Vương, trong đó có không ít khí tức Linh Vương, Vũ Vương cao giai. Đây là thực lực Vân Dương Tông ẩn giấu sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên run lên, ngoại trừ Dương trưởng lão và một vị trưởng lão Vũ Vương khác, những người còn lại hắn không nhận ra một ai. Tất cả đều có tu vi Linh Vương, Vũ Vương. Đối với thực lực ẩn giấu của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Sợ rằng thực lực Vân Dương Tông ẩn giấu còn mạnh hơn thế này. Bắc Cung gia tộc, là một gia tộc lánh đời sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, Bắc Cung gia tộc này hắn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng cỗ thực lực này cũng quá là kinh khủng, cường giả Vũ Tôn có tới 5 người,
lẽ nào lại là một gia tộc lánh đời? Hôm nay chúng ta tới Vân Dương Tông là phụng mệnh nghênh đón tiểu tử hồi tộc. Cho nên quấy rầy Vân Dương Tông rồi. Lão giả chừng 50 tuổi kia nói. Lẽ nào trên Vân Dương Tông có tiểu thư của Bắc Cung gia tộc sao? Ánh mắt Vân Phi Hồng run lên, vẻ mặt có chút biến hóa. Dưỡng nữ của Lục gia Trấn Thanh Vân, tiểu thư Lục Vô Song của Vân Dương Tông có mặt ở đây hay không? Thanh âm già nua vang lên, ánh mắt lão giả này không ngừng đảo qua mọi người rồi nói. Mời tiểu thư bước ra. Vô Song. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Vô Song, nghe lão gia kia nói, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Những cường giả thần bí này không ngờ lại tới đây tìm kiếm Vô Song. Nếu nói như vậy, tin tức của thiên địa các có lẽ đã truyền tới phụ mẫu của Lục Vô Song rồi. Ta. Lúc này Lục Vô Song vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Lục Lâm Thiên nói nàng cũng không nghe thấy. Vừa nhìn thấy những người này Lục Vô Song lập tức cảm nhận được mối liên hệ như có như không. Dường như là huyết mạch cộng hưởng với nhau vậy. Đám người Lục gia cũng nhìn về phía Lục Vô Song, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Người kinh ngạc nhất chính là cường giả trong Vân Dương Tông. Đặc biệt là Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên, chúng cường giả Vũ Vương, Linh Vương. Những cường giả này dường như đều biết tới lai lịch của Bắc Cung gia tộc cho nên đám người này cũng là người khiếp sợ lớn nhất. Tiểu thư Bắc Cung gia tộc, điều này đại biểu cho cái gì mọi người đều biết. Không ai ngờ tới Lục Vô Song lại là tiểu thư của một gia tộc kinh khủng như vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mời tiểu thư rời bước. Không thấy ai có phản ứng, lão giả 50 tuổi kia lại nói lần nữa. Vô Song, đi đi. Lục Lâm Thiên đi tới bên người Lục Vô Song rồi nói. Mặc kệ Bắc Cung gia tộc này có lai lịch như thế nào, mục đích của bọn chúng khi tới đây tìm Lục Vô Song hắn cũng phải hỏi rõ ràng một chúng. Lâm Thiên. Chàng có đi theo thiếp không? Lục Vô Song dường như có chút khẩn trương và lo lắng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Có. Lục Vô Song cùng Lục Lâm Thiên chậm rãi bước lên phía trước. Thân thể chợt lóe, sau mấy cái lắc mình lập tức đi tới bên người đám người Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên. Khi Lục Vô Song xuất hiện, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, dung nhanh tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Nhìn Lục Vô Song. Tất cả đám người Bắc Cung gia tộc không khỏi sợ hãi than, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Hình như là, lão giả dẫn đầu chừng 50 tuổi kia thì thào khẽ nói. Thân thể nhảy ra khỏi thiên mộc độc long. Siêu siêu, hơn 10 đạo thân nát, mấy cường giả vũ vương, hơn chục vũ vương tức thì nhảy xuống khỏi lưng thiên mộc độc long. Hộ pháp đoàn của Bắc Cung gia tộc cung nghênh tiểu thư hồi tộc. Thanh âm chỉnh tề quanh quẩn trong không trung. Mọi người lăng không cung kính hành lễ. Mục tiêu chính là Lục Vô Song ở phía trước. Ngay cả hơn 10 đầu thiên mộc độc long phía sau bọn họ lúc này cũng thu hồi hai cánh, phủ phục trên không trung. Khí tức mấy vũ tôn cùng chục vũ vương tràn ra khiến cho phong vân biến sắc. Cả không gian run rẩy, khí thế vô cùng chấn động nhân tâm. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng chấn động. Mấy vũ tôn, hơn 10 vũ vương hành lễ. Bắc Cung gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì? Thân phận của Lục Vô Song là tiểu thư trong tộc hay sao? Thiên địa các có nhận nhầm người hay không? Các ngươi có tìm nhầm người hay không? Lục Vô Song ngơ ngác nhìn phía trước rồi nói. Nàng hoàn toàn đã bị kinh hãi. Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không sai chút nào. Lão giả 50 tuổi kia đứng dậy, cung kính nói với Lục Vô Song. Ta chính là đại hộ pháp Bắc Cung nhất của gia tộc Bắc Cung phụng mệnh tới đây nghênh đón tiểu thư hồi tộc. Vị hộ pháp này. Người phụng mệnh ai tới đây? Các ngươi nói ta là người của gia tộc Bắc Cung, vậy phụ mẫu ta là ai? Lục Vô Song dù sao cũng không phải là người bình thường. Kinh ngạc qua đi, lập tức mở miệng hỏi. Ta phụng lệnh tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của tiểu thư tới nghênh đón tiểu thư hồi tộc. Bắc Cung nhất cung kính nói. Cha ta sao? Lục Vô Song sửng sốt, cách xưng hô này khiến cho trong lòng nàng run rẩy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Có gì chứng minh Vô Song chính là tiểu thư của Bắc Cung gia tộc hay không? Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung nhất rồi nói. Ánh mắt nhìn vào người này giống như là nhìn vào vách núi vạn trượng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kinh hãi. Chỉ cần nhìn người này cũng khiến cho lòng người run sợ. Thế nhưng loại run sợ này cũng rất ngắn ngủi, chỉ một lát sau Lục Thiếu Du lập tức khôi phục lại tinh thần. Ngươi là Lục Lâm Thiên sao? Lão giả 50 tuổi nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Từ tư liệu trong tộc cung cấp, người này có lẽ là Lục Lâm Thiên.
Người thanh niên này ngoại trừ là hôn phu của tiểu thư gia, lại là linh vũ song tu và vũ giả ngũ hệ khiến cho hắn phải ghi nhớ. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tin tứ của thiên địa các có lẽ không sai à. Lão giả 50 tuổi nhìn Lục Lâm Thiên, do dự một chút rồi tiến lên phía trước. Ta phải thu được một câu trả lời khẳng định mới được. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không để các người dẫn người đi. Lục Lâm Thiên nói. Ta biết quan hệ của ngươi và tiểu thư, thiên phú không tồi, thể chất đặc biệt, thế nhưng có một số chuyện không phải là thiên phú có thể giải quyết được. Chỉ bằng thực lực và thiên phú của ngươi ngày hôm nay còn chưa đủ khả năng để ngăn cản ta. Bắc Cung Nhất nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nếu như ngươi muốn thu được câu trả lời khẳng định thì vô cùng đơn giản. Nói xong, Bắc Cung Nhất nhìn về phía Lục Vô Song rồi nói. Tiểu thư nếu như muốn biết mình có phải là người của Bắc Cung gia tộc hay không thì chỉ cần thử một lần là biết. Dựa theo trình tự, trước tiên ta sẽ tự mình kiểm tra thân phận của tiểu thư. Có chỗ nào đắc tội mong tiểu thư thứ lỗi. Siêu! Bắc Cung Nhất đánh ra thủ ấn. Không gian đột nhiên run lên. Trong lúc vô thanh vô tức có một cỗ năng lượng thuộc tính mộc lan tràn. Trong nháy mắt Bắc Cung Nhất đã ngưng tụ ra một giọt máu đánh vào trong mi tâm Lục Vô Song. Giọt máu này nhập vào cơ thể, toàn thân Lục Vô Song tức thì run lên. Hai mắt nhắm lại, quanh người Lục Vô Song lúc này có một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc cường hãn nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy xung quanh người Lục Vô Song. Cỗ năng lượng thuộc tính mộc ngưng tụ trong không gian khiến cho không gian rung động kịch liệt. Không gian chung quanh Lục Vô Song hoàn toàn gấp khúc mãnh liệt. Khí tức thuộc tính thật mạnh mẽ. Nhìn đám năng lượng thuộc tính mộc kéo tới, cỗ khí tức này khiến cho mọi người run sợ trong lòng. Ngay cả cường giả vũ tôn cũng phải nhíu mày. Cỗ năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc càng ngày càng đậm. Sóng gợn trong không gian giống như từng cơn sóng nước khuếch tán ra bốn phía. Lúc này trong cơ thể Lục Vô Song có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Cỗ khí tức này dường như được khí tức thuộc tính mộc dẫn dắt khiến cho khí tức trên người Lục Vô Song không ngừng kéo lên. Chỉ sau một lát, cỗ khí tức này đã tương đương với Vũ Vương Tam Trọng. Cỗ khí tức quỷ dị này hóa thành một đạo quang trụ màu xanh, đạo quang trụ này bắn thẳng lên trên không trung mang theo một cỗ khí tức khiến tim mọi người đập nhanh cùng với uy áp kinh khủng. Siêu siêu! Dưới năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc này, y phục trên người Lục Vô Song tung bay. Dưới vòng xoáy năng lượng thuộc tính mộc này, mái tóc xõa ra, khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia lúc này đỏ lên. Dường như đang chịu thống khổ kinh người vậy. A! À, một lát sau, một tiếng kêu từ trong miệng Lục Vô Song vang lên. Một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát. Cỗ khí thế này phóng lên cao, khí tức giống như quang trụ khiến cho không gian gợn sóng. Cỗ khí thế cường hãn như vậy khiến cho vô số người trong Vân Dương Tông dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lên không trung, cả đám kinh ngạc. Người của Bắc Cung gia tộc nhìn Lục Vô Song trước mặt. Cảm nhận cỗ khí thức quen thuộc này khiến cho sắc mặt đám người đại biến. Quanh thân Lục Vô Song lúc này có một cỗ khí thức khổng lồ phóng lên cao. Cỗ khí thức này bạo phát, tạo thành một cỗ khí thức áp không mà xuống mang theo uy áp tuyệt đối. Toàn bộ không trung dưới cỗ khí thức cường hãn này run rẩy. Khí thức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gina. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm truyền ra. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy. Bên trong lại có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn và huyết mạch run rẩy. Cỗ khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ trong không trung, thâm nhập vào trong lòng mọi người. Dưới cỗ khí tức này, dưới không trung, mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông có mặt quỳ gối trên mặt đất. Từ Vũ Sư tới Vũ Phách, Vũ Tướng, cuối cùng là Vũ Xuất, những người có tu vi dưới Vũ Xuất tất cả đều không thể khống chế được bản thân mình mà quỳ gối xuống đất. Uy áp thật mạnh mẽ. Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên, đám người Dương trưởng lão kinh hãi. Đây là Lục Lâm Thiên chấn kinh, cỗ khí tức quỷ dị trên người Lục Vô Song lúc này giống như là một đập nước tràn vậy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mà dưới cỗ khí tức này, Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác áp chế tuyệt đối. Cỗ khí tức áp chế này vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta có cảm giác nó tới từ huyết mạch, lại tới từ linh hồn. Mà Lục Lâm Thiên tỉ mỉ cảm nhận thì lại có cảm giác không giống như vậy. Lục Lâm Thiên có cảm giác, cỗ khí tức áp chế lúc này khiến cho hắn cũng có cảm giác muốn phủ phục. Cỗ lực lượng áp chế này càng lúc càng mạnh khiến cho hắn không thể phản kháng. Giống như cỗ khí tức này tới từ trong thiên địa.
Mà trong lúc đó, Lục Lâm Thiên càng kinh ngạc phát hiện ra, trong năm hệ thuộc tính của hắn thì thuộc tính mộc đã bị áp chế. Thuộc tính mộc trong cơ thể hắn lúc này đã không nghe theo sự điều khiển của hắn mà đang hướng về cỗ khí tức quỷ dị trên người Lục Vô Song mà phủ phục xuống. Giống như là thần phục khi gặp vương giả, áp chế khiến cho thuộc tính mộc trong người hắn không thể ngẩng đầu lên được. A! À, khuôn mặt Lục Vô Song càng ngày càng đỏ, miệng lại lần thứ hai kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này hóa thành tiếng gầm gừ lan tràn ra chung quanh. Thanh âm giống như sấm sét xuyên thấu không gian. Thanh âm này vô cùng trầm trọng, thế nhưng lại mang theo sự sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ không gian. Trong thanh âm này có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Bên trong ẩn chứa uy áp không thể kháng cự. Cỗ uy áp này giống như phát ra từ linh hồn, lại giống như từ huyết mạch. Thế nhưng nếu tỉ mỉ cảm nhận thì lại là thuộc tính. Đây chính là một loại uy áp từ thuộc tính. Cỗ uy áp tới từ thuộc tính này khiến cho tất cả những người có tu vi từ vũ xuất trở xuống phủ phục xuống mặt đất, không có cách nào phản kháng. Loại uy áp này tới từ thuộc tính, từ thiên địa. Năng lượng thuộc tính mộc tràn ngập thiên địa khiến cho phong vân biến sắc. Dường như cả thiên địa đều đang quay chung quanh Lục Vô Song. Siêu siêu. Trong đám vũ vương của Vân Dương Tông, những vũ vương thuộc tính mộc lúc này cũng phủ phục xuống. Những vũ vương thuộc tính khác thì chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng sắc mặt cả đám đều đỏ lên, càng phản kháng thì sự áp chế của năng lượng thuộc tính trong thiên địa lại càng lớn. Lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên run lên liên tục, thuộc tính mộc trong cơ thể muốn phủ phục, căn bản không thể chống lại được uy áp tới từ thiên địa này. Ông! Đột nhiên Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể Lục Lâm Thiên xoay tròn, một cỗ khí tức bàng bạc từ đó tràn ra mang theo thanh âm giống như sấm sét vang lên. Trong chớp mắt này tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, dưới Tử Lôi Huyền Đỉnh, áp chế mà hắn phải thừa nhận đã giảm đi. Chỉ là cỗ khí tức quỷ dị kia vẫn khiến cho hắn bị áp chế. Khí tức ngập trời quanh người Lục Vô Song không ngừng tràn ra. Sóng gợn trong không gian trực tiếp ngưng động lại, cỗ khí tức này khiến cho tất cả những người có mặt kinh hãi. Uy áp này quá mức cường hãn, mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông không thể khống chế được thân thể mình mà phủ phục xuống mặt đất. Tất cả vũ giả thuộc tính mộc không thể phản kháng, mà toàn bộ những vũ giả thuộc tính mộc của Vân Dương Tông, lúc này chỉ có một người dường như là vũ vương thất trọng sắc mặt đỏ lên không phủ phục trên mặt đất mà thôi. Không sai, là mộc hoàng khí. Mộc hoàng khí này vô cùng mạnh mẽ. Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn nhau, ngay cả năm vị vũ tôn kia cũng kích động không thể nói nên lời. Giờ phút này người hiểu rõ cô áp chế thuộc tính này rõ ràng nhất cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Mộc hoàng khí mạnh như vậy khiến cho bọn họ khiếp sợ, cũng khiến cho bọn họ kích động không nói nên lời. Mộc hoàng khí chính là thứ mà thiên phú của người Bắc Cung gia tộc bọn họ sinh ra. Là thứ bọn họ kiêu ngạo, đây cũng chính là thứ khiến cho bọn họ khác với người ngoài. Người bên ngoài dù cho nỗ lực nhiều như thế nào đi nữa, thiên phú mạnh mẽ như thế nào cũng không có hoàng khí thuộc tính. Đây chính là bảo tàng quý gia mà lão tổ Bắc Cung gia tộc lưu lại cho bọn họ. Dưới uy áp của mộc hoàng khí này, uy áp mà bọn họ phải chịu còn lớn hơn nữa. Thân là một phần tử của Bắc Cung gia tộc, mọi người đều bị mộc hoàng khí áp chế. Loại áp chế này không giống như người ngoài, chỉ bị thiên địa áp chế. Mà thứ áp chế bọn họ đến từ trong xương cốt. Đại hộ pháp, đây là... Bên người Bắc Cung nhất, một vũ tôn sắc mặt kinh ngạc tới cực hạn, lại mang theo kích động nói. Hình như miễn cưỡng đạt tới mộc hoàng khí thiên cấp. Đây là mộc hoàng khí thiên cấp. Một vũ tôn khác cũng kích động không thôi. Nếu như trải qua truyền thừa trong gia tộc đủ để đặt chân lên tới mộc hoàng khí thiên cấp. Bắc Cung gia tộc từ lâu đã không xuất hiện mộc hoàng khí thiên cấp rồi. Đây là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta a. Lúc này Bắc Cung nhất cũng vô cùng kích động tới mức run rẩy. Sắc mặt dưới sự áp chế này tái nhợt, nhìn vào Lục Vô Song. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch trong cơ thể lúc này giống như đang sôi trào lên. Dưới cảm giác này hắn hầu như không nhịn được mà muốn phủ phục xuống. Mà thứ khiến cho hắn có loại phản ứng như vậy cũng chỉ có mộc hoàng khí thiên cấp mà thôi. Dưới đông đảo ánh mắt của mọi người, Lục Vô Song giống như đang hòa hợp với năng lượng thuộc tính mộc trong thiên địa bộc phát ra khí tức cường hãn. Cỗ khí tức này giống như nắm trong tay thiên địa khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Không gian quanh người mơ hồ gấp khúc, tiếng sấm ỉ ùng chấn động nhâm tâm vang lên, một cỗ uy áp bàng bạc tràn ra khiến cho toàn bộ không trung run rẩy. Bầu trời phong vân biến sắc. Mộc hoàng khí chân khí,
là huyết mạch Bắc Cung gia chúng ta. Tuyệt đối không sai. Bắc Cung Nhất nhìn lên trên không trung, khuôn mặt càng ngày càng kích động. Bởi vì giờ phút này cỗ áp chế kia ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Một cỗ khí thế bàng bạc trên người phóng lên cao, sóng gợn trong không gian cuồn cuộn. Toàn bộ không gian trực tiếp run rẩy. Quanh người hắn lúc này không ngờ đã bắt đầu xuất hiện những cái khe trong không gian. Siêu siêu. Bốn vũ tôn bên cạnh Bắc Cung Nhất cũng phóng ra khí thế ngập trời. Toàn bộ không gian dường như sắp đổ nát. Ra mắt tiểu thư. Thanh âm của Bắc Cung Nhất giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Ra mắt tiểu thư. Giữa không trung, đám người Bắc Cung gia tộc cùng phủ phục xuống, thanh âm vang vọng trong không gian mang theo sự cung kích phát ra từ nội tâm. Lúc này trong không trung không có ai chú ý tới, khuôn mặt tiểu long cũng đỏ lên, một cỗ khí tức vô hình lan tràn, giống như đang hô ứng với uy áp trên không trung kia. Toàn bộ người có tu vi dưới vũ vương của Vân Dương Tông đều phủ phục xuống mắt đất. Mà những cường giả thuộc tính mộc càng thêm không thể chống cự được loại uy áp này. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến, ngay cả hắn lúc này cũng có cảm giác muốn quỳ rạp xuống mặt đất. Mộc hoàng khí, huyết mạch của Bắc Cung gia tộc. Trên khuôn mặt già nua của Vân Phi Hồng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Uy áp thuộc tính, tuyệt đối là uy áp tới từ thuộc tính. Cỗ uy áp này khiến cho mọi người không thể phản kháng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đỏ lên, loại uy áp này quá mạnh mẽ. Trong bầu trời, sắc mặt Lục Vô Song dần dần trở lại bình thường. Ngay khi sắc mặt khôi phục lại bình thường thì khí tức quỷ dị quanh người nàng cũng thu liễm lại. Cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc trong bầu trời cũng tản đi. Áp lực trên người mọi người lúc này cũng biến mất, cả đám vô cùng kinh hãi hồi phục lại tinh thần, mà Lục Vô Song cũng vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn bị cảnh tượng vừa xảy ra làm cho nàng khiếp sợ. Nàng không ngờ mình lại có năng lượng lớn tới như vậy. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra quả thực khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Vô Song, dưới vô số ánh mắt Lục Vô Song giống như là tiên tử, dường như không có một chút quan hệ nào với cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy. Mà trong ánh mắt của mọi người lúc này đã có thêm sự kiêng kỵ cùng với kính nể. Tiểu thư, người chính là người của Bắc Cung gia chúng ta. Không có khả năng sai, mời tiểu thư hồi tộc. Bắc Cung Nhất nhìn Lục Vô Song rồi cung kính nói. Ta đi tới đó còn trở về được không? Kinh ngạc qua đi, Lục Vô Song nhìn Bắc Cung Nhất rồi nói. Chuyện này cần hỏi tộc trưởng. Bắc Cung Nhất nói. Vậy tộc chúng ta ở nơi nào? Lục Vô Song hỏi. Gia tộc chúng ta cũng không ở trên đại lục Linh Vũ, cách vô cùng xa. Bắc Cung Nhất nói. Lục Vô Song nhíu mày sau đó nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này tuy rằng có tin tức của phụ mẫu thân sinh, thế nhưng muốn nàng rời đi khiến cho trong lòng nàng có chút không nỡ. Lục Lâm Thiên cũng vô cùng không muốn. Gia tộc Bắc Cung này Lục Lâm Thiên suy đoán có lẽ cũng là một gia tộc lánh đời. Cho dù không phải thì cũng không kém quá lớn. Cảnh Văn đã trở về Độc Cô gia. Nếu như Vô Song trở về nữa, chỉ sợ rất khó có thể đi ra. Tiểu thư, người theo chúng ta trở về đi. Tộc trưởng đang chờ người. Nếu như tộc trưởng mà không có việc quan trọng thì chỉ sợ lần này tộc trưởng đã tự mình tới đón tiểu thư trở về rồi. Bắc Cung Nhất nói. Lâm Thiên, thiếp nên làm gì bây giờ? Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Tìm được phụ mẫu thân sinh chính là khát vọng từ đáy lòng của nàng. Hiện tại nàng đã tìm được. Thế nhưng lại phải xa Lục gia, xa nam tử áo xanh trước mắt khiến cho trong lòng nàng có chút khó chịu. Lục Lâm Thiên đi tới bên người Lục Vô Song rồi nói. Nếu như nàng quả thực là người của Bắc Cung gia thì nên đi tới đó một lần. Sau này còn có thể trở về được mà. Thiếp không muốn xa chàng, không muốn xa mọi người. Lục Vô Song khẽ nói. Ta cũng không muốn xa nàng. Lục Lâm Thiên vươn tay ôm nữ tử trước mắt vào lòng. Hai tay ôm trọn cái eo mềm mại tinh tế, đầu vùi vào trong mái tóc đen kịt tỏa hương thơm ngát kia rồi nói. Phụ mẫu thân sinh của nàng phái người tới đón, sợ rằng hôm nay cho dù dùng biện pháp mạnh cũng phải đem nàng đi. Thực lực của bọn họ Vân Dương Tông cũng không thể ngăn cản. Vì vậy nàng nên trở lại đó xem một chút, sau này còn có thể trở về bên ta, cũng không phải là chúng ta vĩnh viễn không gặp được nhau. Nàng cứ trở về gặp phụ mẫu đi. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng gặp lại. Nhìn Lục Lâm Thiên đem Lục Vô Song kéo vào trong lòng, sắc mặt đám người Bắc Cung gia đều có chút biến hóa, thế nhưng cũng không ai nói gì. Lâm Thiên, thiếp phải đi rồi. Chàng phải chiếu cố bản thân cho tốt.
chờ sau khi gặp lại phụ mẫu thân sinh, thiếp sẽ trở lại. Lục Vô Song ngẩng đầu, đôi mắt xin hát đẹp nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Được rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Lục Vô Song đi tới Bắc Cung gia tộc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Từ hành động vừa rồi có thể thấy được, khí tức trên người Vô Song và đám người Bắc Cung gia này giống nhau như đúc. Đây là thứ không thể làm giả. Điều này chứng minh Lục Vô Song tuyệt đối là người của Bắc Cung gia tộc. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bắc Cung nhất lần nữa nói. Chờ ta một chút. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Vâng. Bắc Cung nhất đáp. Nhìn Lục Vô Song, Lục Vô Song đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Tạ trưởng lão nói lời từ biệt. Ai là người đứng đầu Lục gia? Lúc này ánh mắt Bắc Cung nhất đảo qua đám người lạnh nhạt nói. Trước mặt Lục Vô Song hắn tôn kính tuyệt đối, thế nhưng lúc này đối mặt với mọi người thì trên mặt không có một chút biểu hiện gì. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ ngạo khí trên người hắn. Bắc Cung hộ pháp, ta chính là Lục Trung, người đứng đầu Lục gia hiện tại. Lục Trung tiến lên, dưới sự áp chế về khí tức khiến cho Lục Trung không dám nhìn thẳng Bắc Cung nhất. Lục gia các ngươi nuôi nấng tiểu thư 28 năm, đây chính là thứ Lục gia các ngươi nên nhận. Đồng thời Bắc Cung gia ta cũng hứa hẹn, trong 200 năm, ai dám động Lục gia các ngươi thì chính là kẻ địch của Bắc Cung gia tộc chúng ta. Bắc Cung gia ta nhất định đem kẻ đó diệt môn. Bắc Cung nhất nói hết, cánh tay tung ra một chiếc nhẫn chữ vật tới trước mặt Lục Trung. Đa tạ hộ pháp. Lục Trung thu hồi nhẫn chữ vật rồi cảm kích nói. Mà sắc mặt đám người Vân Khiếu Thiên, Vân Phi Hồng cùng chúng cường giả Vân Dương Tông lập tức biến hóa. Bắc Cung gia tộc bảo vệ Lục gia 200 năm a. Hứa hẹn như vậy, sau này những thế lực khác trên đại lục còn ai dám động vào Lục gia nữa? Đệ tử tạm biệt sư phụ, tông chủ, chư vị trưởng lão. Lục Vô Song tạm biệt đám người Tạ trưởng lão, Vân Khiếu Thiên. Vô Song tỷ, tỷ đi rồi trở về sớm một chút nha. Vân Hồng Lăng lưu luyến không rời nói. Ta sẽ trở về sớm một chút, ta không có mặt ở đây muội phải chăm sóc mẫu thân cho tốt. Lục Vô Song nói với Vân Hồng Lăng. Yên tâm đi, muội sẽ chiếu cố cho mẫu thân thật tốt. Vân Hồng Lăng cúi đầu đáp. Lâm Thiên, thiếp đi đây. Lục Vô Song đi tới bên người Lục Lâm Thiên, hai mắt nhìn vào nam tử trước mắt tràn ngập lưu luyến. Được rồi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận, sớm trở về một chút. Lục Lâm Thiên khẽ nói rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong lòng hắn tuy rằng cực kỳ không muốn, thế nhưng Bắc Cung gia tộc này sợ rằng không đơn giản, nếu như Lục Vô Song không đồng ý có lẽ bọn họ sẽ mạnh mẽ mang Lục Vô Song đi. Mà Lục Vô Song đi tới Bắc Cung gia tộc một chuyến cũng là chuyện có lợi mà không có hại. Bằng vào thực lực của gia tộc thần bí này mà nói, sợ rằng chỗ tốt sau này đối với Lục Vô Song sẽ vô cùng lớn. Thiếp hiểu, chàng cũng phải cẩn thận. Lục Vô Song nói xong nhào vào trong lòng nam tử trước mặt. Lục Lâm Thiên ôm nữ tử này vào trong lòng, chỉ trong chốc lát, Lục Vô Song mạnh mẽ giãy khỏi lòng Lục Lâm Thiên rồi xoay người, ngón chân điểm nhẹ hư không. Thân thể bắn lên trên không trung rồi đi tới trước mặt đám người Bắc Cung gia tộc. Tiểu thư, mời. Bắc Cung nhất mời Lục Vô Song nhảy lên lưng Thiên Mộc Độc Long, đầu ngón chân Lục Vô Song điểm nhẹ một cái, thân thể trong nháy mắt đáp xuống lưng đầu Thiên Mộc Độc Long thất giai. Tất cả người của Bắc Cung gia tộc lại lần nữa nhảy lên lưng Thiên Mộc Độc Long. Ngao. Một tiếng thú minh vang vọng trong không trung. Chúng thú xoay người bay về Upsilon T về phía chân trời để lại hình ảnh Lục Vô Song vẫy tay cáo biệt mọi người. Đám Thiên Mộc Độc Long nhanh chóng hóa thành một đám điểm đen rồi biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử Vân Dương Tông vẫn vô cùng kinh hãi xen lẫn sự kinh ngạc mãi chưa tiêu tán. Hít! Từng tiếng hít sâu vang lên, đám người Bắc Cung gia tộc rời đi khiến cho áp lực trên người mọi người mới biến mất. Các đệ tử tản đi, không có việc gì nữa rồi. Thanh âm Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung, sắc mặt hắn lúc này có chút ngưng trọng, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hóa ra gia tộc phía sau lưng Vô Song sư tỷ lại khổng lồ như vậy, quả thực vô cùng kinh khủng. Những người vừa rồi vô cùng mạnh mẽ a, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vô Song sư tỷ vừa rồi cũng rất mạnh a. Mọi người chậm rãi tản đi, cũng có không ít tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước mãi không quay đầu lại. Lục Vô Song lần này trở về Bắc Cung gia không biết bao giờ mới có thể trở về. Có thể lại mất một đoạn thời gian dài không gặp mặt được nàng.
Thế nhưng có lẽ đi tới Bắc Cung gia tộc một chuyến đối với Lục Vô Song mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt vô cùng lớn. Dù sao đi nữa hắn cũng phải chuẩn bị đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Lão đại, Vô Song tỷ đã đi rồi, không biết bao giờ tỷ ấy mới có thể trở lại. Tiểu Long có chút không nỡ, ánh mắt nhìn về phía trước. Yên tâm đi, rất nhanh thôi Vô Song tỷ của đệ sẽ trở lại. Lục Lâm Thiên thầm nói. Trên ngọn núi Lục gia đặt chân, La Lan thị sau khi biết được tin Lục Vô Song rời đi vô cùng vui vẻ, vui bởi vì Lục Vô Song rốt cuộc cũng tìm được phụ mẫu thân sinh của mình, đồng thời cũng lo lắng không ngớt. Cuối cùng dưới sự đảm bảo của Lục Lâm Thiên, La Lan thị mới yên lòng trở lại. Lâm Thiên, lần này phát tài rồi. Lúc này tiếng kinh ngạc của Lục Trung vang lên khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn lại. Lục Trung hiện tại đang dùng tâm thần xem xét nhẫn chữ vật mà Bắc Cung Nhất vừa mới giao cho hắn khi trước. Lâm Thiên, con mau nhìn xem, lần này phát tài rồi. Lục Trung tức thì ném nhẫn chữ vật cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tiếp lấy nhẫn chữ vật, bên trên chiếc nhẫn chữ vật này không có bất kỳ một ấn ký nào. Ai cũng có thể mở được. Sau khi đem tâm thần rót vào, Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày lại. Chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng bất phàm. Sợ rằng không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện chế được. Không gian bên trong cực lớn, so với nhẫn chữ vật bình thường lớn hơn gấp 10 lần. Mà đồ vật bên trong cũng vô cùng phong phú. Bên trong nhẫn chữ vật này có không ít ngọc tinh tạp, kim tệ có trên 400 ức. Mà còn có không ít vũ khí tinh cấp trên vạn bộ. Vũ khí linh ký hoàng cấp trên nghìn bộ. Vũ khí huyền cấp sơ giai và cao giai có 10 bộ. Về phần đan dược cũng có một đống lớn. Đan dược lục phẩm có hơn 1000 khỏa, đan dược thất phẩm có trên 100 khỏa. Mặt khác, thứ khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn đó là bên trong tổng cộng có 3 kiện vũ linh khí hoàng cấp, 2 kiện hồn khí hoàng cấp, 2 kiện vũ linh khí huyền cấp, 1 kiện hồn khí huyền cấp, 1 kiện vũ linh khí địa cấp, 1 kiện hồn khí địa cấp. Tổng hợp lại tất cả mọi thứ cũng có 10 kiện linh khí. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật tuyệt đối khổng lồ. Nếu như chiếc nhẫn chữ vật này mà Lục Lâm Thiên nhận được trước khi thu được bảo tàng huyền thiên bí cảnh mà nói, Lục Lâm Thiên chỉ sợ sẽ phải khiếp sợ mà nhảy dựng lên. Có lẽ sau khi chiếm được bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh khiến cho tầm mắt Lục Thiếu Du cao hơn, trong lòng hiện tại bình tĩnh không ít. Thế nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc, nhẫn chữ vật như vậy, cho dù là tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, các thế lực khác tuyệt đối sẽ luyến tiếc khi xuất ra. Coi như là thế lực nhất lưu hợp lại trong cổ vực cũng không xuất ra được. Ra tay bất phàm a. Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán. Bắc Cung gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ lại xuất ra những thứ này. 10 kiện linh khí, còn có linh kỹ địa cấp, trên 100 bộ linh kỹ, vũ kỹ huyền cấp. Ngay cả vũ kỹ huyền cấp cao giai cũng có. Còn có trên 100 khỏa đan dược thất phẩm. 2 kiện linh khí địa cấp, đủ để giúp Lục gia trở thành siêu thế lực nhất lưu. Lâm Thiên, thứ này con cầm đi. Lục Trung nói với Lục Lâm Thiên. Cha, người cầm lấy đi. Sau này Lục gia khôi phục sẽ phải dựa vào những thứ này. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Sau này Lục gia khôi phục, Lục Lâm Thiên vốn còn đang nghĩ Phi Linh Môn sẽ phải giúp đỡ một tay. Thế nhưng hiện tại có số tài phú gia tộc Bắc Cung đưa cho hoàn toàn đủ để chống đỡ. Bắc Cung gia tộc này dường như cũng biết tình trạng của Lục gia cho nên những thứ cấp hiện tại hoàn toàn giống như đang chuẩn bị cho Lục gia vậy. Lâm Thiên, con có biết gia tộc Bắc Cung này không? Lục Trung không từ chối mà run rẩy thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu, gia tộc Bắc Cung này có địa vị ra sao hắn cũng không biết. Có thể là một trong những gia tộc lánh đời, bằng không cũng khó mà giải thích được vì sao lại có thực lực cường hãn tới như vậy. Lục Lâm Thiên lập tức nhắc tới việc mình đi tới thành Ma Vân cho Lục Trung nghe. Lục Trung không nói thêm gì, chỉ là dặn dò Lục Lâm Thiên vài câu là điều khó tránh khỏi. Bất chi bất giác đã tới trạng vạng, Lục Lâm Thiên ngồi trên ngọn núi. Hoàng hôn bao phủ chung quanh, ánh sáng mặt trời dần dần yếu bớt, những ngọn núi phía xa bắt đầu được bao phủ trong màn đêm. Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, Độc Cô Cảnh Văn hiện tại còn đang ở Độc Cô gia. Lúc này Lục Vô Song cũng đi tới gia tộc Bắc Cung. Vân Dương Tông hiện tại đang điều tra Vô Tự Thiên Thư trên người hắn. Nếu như biết trên người hắn có Vô Tự Thiên Thư, Lục Lâm Thiên tuyệt đối tin Vân Dương Tông nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Linh hồn siêu tác khi trước chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như hắn không có được sự bảo hộ của Kim Đao màu vàng mà nói,
chỉ sợ Vô Tự Thiên Thư cùng với vô số bí mật của bản thân đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Thù này Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ báo, cho dù có quan hệ với Vân Dương Tông thế nào Lục Lâm Thiên cũng mặc kệ. Linh hồn siêu tác này ai cũng biết đối với linh hồn lực sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Đối với con đường tu luyện sau này có trở ngại vô cùng lớn. Thế nhưng Vân Dương Tông lại dùng linh hồn siêu tác với hắn, thù này làm sao có thể không báo cho được. Kế tiếp còn phải đi thành Ma Vân, nhớ tới những chuyện gần đây, sắc mặt Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng. Gần đây cũng xảy ra không ít chuyện. Lâm Thiên, chàng đang nhớ tới Vô Song tỷ sao? Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ngày hôm nay nàng không mặc trang phục như bình thường mà mặc một bộ váy màu xanh, bên hông còn dùng dây lưng buộc thành con bướm, mái tóc xõa xuống, nhìn qua vô cùng khả ái. Sao nàng lại tới đây? Lục Lâm Thiên quay đầu lại, nữ tử trước mặt hắn vẫn xinh đẹp như cũ, làn da nhẵn mịn như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kiều diễm, so với trước đây lại thêm vài phần mê người cùng phong tình. Tuy rằng hiện tại hắn có ấn tượng không tốt đối với Vân Dương Tông. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, chuyện này có thể không liên quan với nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, lại càng không liên quan tới Vân Hồng Lăng. Thiếp thấy tâm tình chàng không tốt cho nên mới tới đây. Vân Hồng Lăng khẽ nói. Không nghĩ tới nàng còn hiểu ý như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi kéo nữ tử tinh xảo vào trong lòng. Nhẹ nhàng tựa vào vai, hít hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc khiến cho trong lòng hắn thoải mái hơn không ít. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều có cách giải quyết, điều quan trọng nhất hiện tại của hắn chính là tăng cường thực lực. Vân Hồng Lăng không nói gì, bản thân cũng tựa vào bờ vai rắn chắc của nam tử kia. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, y phục trên người hai người bay phất phới. Ánh trăng không biết từ khi nào đã xuất hiện, dưới ánh trăng nhu hòa, trên tảng đá xuất hiện hai cái bóng dài đang in vào nhau. Vầng trăng nhô lên cao, trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao sáng. Trong trời đêm u ám lúc này có một thân ảnh xẹt qua không trung. Một lát sau đã đáp xuống một ngọn núi bình thường không có ai tới. Trên ngọn núi khổng lồ này có không ít cái hang nhỏ. Tại một hang động, một thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Tìm được rồi, vũ kỹ địa cấp A. Một lát sau, trong một cái khe nhỏ, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay nam tử áo xanh này. Thanh niên áo xanh này không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Vầng trăng xuyên qua những đám mây tạo thành những bóng đen dưới mặt đất. Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt chất chứa nhiều tâm sự. Tông chủ, người có tâm sự gì sao? Đại hộ pháp lên tiếng, bằng vào sự lý giải của hắn về tông chủ, chuyện bình thường tông chủ không bao giờ để vào trong lòng. Chuyện mà tông chủ đang suy nghĩ sợ rằng không phải là chuyện bình thường. Lần này không phải là chuyện bình thường, sợ rằng phiền phức không nhỏ. Không biết tông chủ lo lắng chuyện gì, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Đại hộ pháp nói, hôm nay tiểu tử Lục Lâm Thiên kia lại không tìm ta. Xem ra, lần này trong lòng tiểu tử kia đã có chút khúc mắc rồi. Vân Khiếu Thiên thở dài một hơi rồi nói, vạn trưởng lão dùng linh hồn siêu tác thất bại, không nghĩ tới trên người tiểu tử Lục Lâm Thiên kia lại có thủ đoạn như vậy. Thế nhưng thi triển linh hồn siêu tác chỉ sợ đã động tới vảy ngược của tiểu tử kia. Nếu như ta đoán không xia, hiện tại tiểu tử kia đang nghĩ tới phương thức trả thù. Đại hộ pháp khẽ nói. Lục Vô Song không ngờ lại là người của Bắc Cung gia. Một hoàng khí trên người sợ rằng đã đạt tới thiên cấp. Bắc Cung gia đã mở miệng, trong vòng 200 năm bảo vệ Lục gia, hơn nữa bằng vào quan hệ của Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hiện tại cũng đã có chỗ dựa vào. Còn có Độc Cô gia, quan hệ của Cảnh Văn và tiểu tử này cũng không kém. Mặt khác còn có Linh Thiên Môn cùng với cường giả phía sau Phi Linh Môn. Thế lực bên người Lục Thiếu Du hiện tại đã cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần thực lực của hắn đặt chân vào cường giả siêu cấp, khi đó một cỗ thế lực siêu cấp đã thành hình. Lấy thiên phú và tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du mà nói, dù Vũ Đế và Linh Đế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng đột phá tới Vũ Tôn Cửu Trọng và Linh Tôn Cửu Trọng cũng không phải là vấn đề lớn. Đến lúc đó Phi Linh Môn sẽ càng thêm kinh khủng. Hơn nữa lại vì chuyện kia cho nên ta không muốn có ngăn cách với tiểu tử Lục Thiếu Du này. Nếu như ta biết vạn trưởng lão muốn thi triển linh hồn siêu tác với nó thì bằng mọi giá ta sẽ ngăn cản. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại mà nói, có lẽ trong lòng nó đã có chút khoảng cách với ta.
Vân Khiếu Thiên nói. Thi triển linh hồn siêu tác trực tiếp làm ảnh hưởng tới tu vi sau này. Việc này cũng không trách được trong lòng Lục Lâm Thiên có chút oán hận. Đại hộ pháp khẽ thở dài rồi nói. Tông chủ, vậy chúng ta phải là gì bây giờ? Lão tông chủ và các thái thượng trưởng lão hiện tại có thái độ như thế nào? Ta vừa mới trở về, Lục Vô Song hiện tại trở thành tiểu thư Bắc Cung gia. Thực lực phi linh môn trong lúc vô hình cũng không yếu. Nếu như thực sự có khoảng cách đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, sợ rằng Vân Dương Tông ta cũng không sống yên ổn trong cổ vực. Đến lúc đó cũng tương đương với việc tứ cố vô thân trong đó. Ý tứ của thái thượng trưởng lão chính là toàn lực cứu vãn quan hệ với tiểu tử kia. Vân Khiếu Thiên nói, trong lòng Vân Khiếu Thiên rất rõ, bởi vì Lục Vô Song, vô hình chung khiến cho thái độ của những lão nhân trong Vân Dương Tông cải biến không ít. Nếu như thân phận này của Lục Vô Song được mấy lão nhân kia biết từ trước sợ rằng cũng không lỗ mãng làm ra việc thi triển linh hồn siêu tác với Lục Thiếu Du vào ban sáng. Thi triển thì thi triển, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thành công, ngược lại còn khiến cho linh hồn của vạn trưởng lão bị thương không nhẹ. Vạn trưởng lão cũng sắp đột phá, hiện tại lại bị thương. Dù là với nội tình của Vân Dương Tông, tới loại cấp bậc này, trong vòng 20 năm nữa vạn trưởng lão đừng mơ đột phá. Vân Dương Tông trong lúc vô hình cũng tổn thất không nhẹ. Chỉ mong tiểu tử Lục Lâm Thiên kia có thể thông cảm. Nể mặt mấy năm nay Vân Dương Tông chiếu cố hắn, có thể bỏ qua. Quả thực Vô Tự Thiên thư này vô cùng quan trọng a. Đại hộ pháp lên tiếng. Ngày mai ta sẽ đi tìm tiểu tử kia một chuyến. Hy vọng mặt mũi của người nhạc phụ như ta còn có thể cứu vãn lại được. Thế nhưng chỉ sợ tiểu tử kia đã ghi hận trong lòng rồi. Vân Khiếu Thiên khẽ than một tiếng. Trong phòng của Lục Lâm Thiên, trong tay hắn lúc này đang có một chiếc nhẫn chữ vật. Trên chiếc nhẫn này có linh hồn ấn ký không yếu chút nào. Mà đạo linh hồn ấn ký này sau khi bị Lục Lâm Thiên luyện hóa nửa canh giờ thì lập tức sụp đổ. Tâm thần được rót vào, Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười. Trong chiếc nhẫn chữ vật này có đại bộ phận tài phú những năm gần đây của Triệu gia. Con số trong đó cũng không ít. Mà trong tay Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện ba khối ngọc giản. Trên ba khối ngọc giản này tràn ngập năng lượng nhàn nhạt. Chính là một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai, một bộ bí pháp tăng cường linh lực. Còn có một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai hệ mộc. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Lục Lâm Thiên cười nhợt nhạt, không nghĩ tới Triệu gia lại còn có bảo vật như vậy, quả thực lần này hắn đã kiếm một khoản lớn. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là vũ kỹ địa cấp. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ đồng thời cũng nén sự kích động của mình lại. Tốt nhất là sau khi rời khỏi Vân Dương Tông rồi tu luyện cũng không muộn. Đường đi tới thành Ma Vân vô cùng xa, vừa vặn có thể dùng thời gian nhàn rỗi tu luyện vũ kỹ. Sáng sớm, gió mai thổi qua mang theo một chút ấm áp khiến cho trong lòng mọi người có cảm giác thoải mái. Buổi sáng, khi Vân Khiếu Thiên đến tìm Lục Lâm Thiên thì cũng được Lục Trung thông báo Lục Thiếu Du đã tới Vũ Linh ảo cảnh từ sáng khiến cho Vân Khiếu Thiên nhíu mày. Lẽ nào Lục Thiếu Du cố ý tránh mặt hắn? Trong một sơn cốc khổng lồ, diện tích sơn cốc này cực lớn. Bên trong sơn cốc có một ngọn núi đơn độc khổng lồ. Ngọn núi này đột ngột mọc lên từ dưới đất, bốn phía xanh biếc, ngọn núi cao tới tầng mây. Từ trên cao nhìn xuống mây mù lượn lờ, có cảm giác vô cùng mờ ảo. Mà bốn phía ngọn núi là một mảnh bằng phẳng, giống như là một cái sân rộng do thiên nhiên tạo thành. Bầu trời tràn ngập mây mù, cả ngọn núi giống như một cái tháp lớn. Sáng sớm, bốn phía sân rộng có rất ít người, bóng người thưa thớt, tất cả những người có mặt đều là đệ tử mới của Vân Dương Tông. Đệ tử mới nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư của Lục Lâm Thiên xuất hiện trong bầu trời, cả đám lập tức chăm chú nhìn lên không trung. Cũng có mấy người khẽ nghị luận. Tất cả những đệ tử trong Vân Dương Tông đều biết thiên sĩ tuyết sư là tòa kỵ của Lục Thiếu Du, đây cũng chính là một đầu thiên sĩ tuyết sư duy nhất trên Vân Dương Tông hiện tại. Là sư huynh Lục Lâm Thiên, huynh ấy tới Vũ Linh ảo cảnh làm cái gì vậy? Hắn là tới vượt Vũ Linh ảo cảnh a. Dùng thực lực của sư huynh có lẽ vượt qua tầng thứ 7 cũng vô cùng dễ dàng nha. Lục Lâm Thiên nhảy xuống sân rộng, chung quanh có không ít đệ tử khẽ nghị luận. Lục Lâm Thiên cũng không chú ý tới mọi người. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Nơi này so với khi trước cũng không có biến hóa quá nhiều. Dưới ngọn núi trước mặt vẫn là cánh cửa đá đứng sừng sững. Trên đó vết bốn chữ Vũ Linh ảo cảnh lớn. Huyễn ý. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đã sớm đoán được bên trên bốn chữ này có huyễn ý, khi trước hắn cũng ăn một chút thiệt thòi ở nơi này.
hôm nay tới Vũ Linh ảo cảnh là dự định của Lục Lâm Thiên trước khi tới Vân Dương Tông. Hắn muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã tới đâu rồi. Nếu muốn kiểm tra thì Vũ Linh ảo cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Phương diện này hắn có thể thỏa thích kiểm tra thực lực hiện tại của mình. Trong Vũ Linh ảo cảnh này mỗi lần vượt một tầng hắn còn thu được một ít lĩnh ngộ. Mà bên trong này có thể đạt được tôi luyện tuyệt đối, vô luận là tu vi, linh hồn, ý chí, vũ kỹ đều có thể đề thăng. Bên trong Vũ Linh ảo cảnh này đều là ảo cảnh, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông có thể tiến vào. Tu luyện ở bên trong nhận được không ít chỗ tốt, vô luận là vũ giả hay linh giả thì nơi này đều là nơi có điều kiện tu luyện tốt nhất. Tu luyện ở nơi này có yêu thú, có hung địa, còn có trận pháp công kích, khôi lỗi. Tất cả đều có thể huyễn ảo ra, cũng không có một chút nguy hiểm nào tới tính mạng. Địa phương tốt như vậy Lục Lâm Thiên đã biết từ trước. Khi trước hắn cũng thường hay tới Vũ Linh ảo cảnh này. Nhị hộ pháp, đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên đi vào trong ngọn núi. Xuất hiện trong mắt hắn chính là vị nhị hộ pháp kia. Trên người vị hộ pháp này mặc y phục màu xanh, dáng vẻ so với mấy năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ha ha, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn xông vào Vũ Linh ảo cảnh sao? Nhị hộ pháp nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười, vội vã đi tới đón. Dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại hắn cũng không dám làm cao. Không sai, hôm nay ta muốn đến vượt Vũ Linh ảo cảnh một lần nữa. Lục Lâm Thiên nói, ảo cảnh tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng có 9 trọng, bằng vào thực lực của ngươi ít nhất cũng phải bắt đầu từ tầng thứ 7. Nhị hộ pháp nói với Lục Lâm Thiên, vậy thì trước tiên đi vào trọng thứ nhất của tầng 7 đi. Lục Lâm Thiên nói, lúc này hắn cũng có chút chờ mong, không biết mình có thể vượt tới đâu à. Đi đi, để xem hiện tại ngươi có thể vượt tới trọng thứ mấy. Nhị hộ pháp giao cho Lục Lâm Thiên một chiếc ngọc giản. Tạ ơn nhị hộ pháp. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản rồi trích một giọt máu lên trên, sau đó tiến vào trong một cánh cửa đá. Khi cánh cửa đá đóng lại, tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Trên ngọc giản có một cỗ quang mang chói mắt bao phủ thạch thất, khiến cho đôi mắt Lục Lâm Thiên không thể mở ra được. Oanh! Khi Lục Lâm Thiên mở mắt ra thì bản thân hắn đã ở trong một ngọn núi xa lạ. Nơi này có những ngọn núi trùng điệp, mênh mông vô bờ, có vẻ vô cùng to lớn. Ngao! Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện thì một đầu yêu thú khổng lồ lập tức xuất hiện trước người hắn. Đầu yêu thú này dáng dấp vô cùng dữ tợn, cả người màu vàng, hình báo, bốn chi đều có lợi chảo sắc bén, toát ra hàn mang ngập tràn. Thân thể đầu yêu thú này chừng 700 thước, giống như một ngọn núi trước mặt Lục Lâm Thiên vậy. So sánh với đầu yêu thú này, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như một con kiến đối mặt với một con voi tà ác vậy. Hoàng Kim yêu báo thất giai sơ kỳ, trọng đầu tiên của tầng 7 không ngờ đã khó khăn như vậy à. Lục Lâm Thiên nhìn đầu yêu thú trước mắt thầm đánh giá. Thất giai sơ kỳ, khá khó đối phó, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không có một chút áp lực nào. Đến Vũ Linh ảo cảnh Lục Thiếu Du cũng không có dự định gì khác. Chỉ muốn tu luyện tề thiên liệt địa trảo mộ phen mà thôi. Tiến bộ coi như không nhanh, thế nhưng tu luyện vũ kỹ địa cấp việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính lại vô cùng quan trọng cho nên không cần gấp gáp lắm. Chỗ tốt đạt được khi tu luyện vũ kỹ trong Vũ Linh ảo cảnh vô cùng lớn, chuyện này Lục Lâm Thiên đã sớm biết được. Trong Vũ Linh ảo cảnh cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh. Thế nhưng thời gian bên ngoài lại vô cùng chậm. Mà ở bên trong tu luyện vũ kỹ tương đương với việc tu luyện bằng ý thức bên ngoài. So với bản thân thực sự tu luyện cũng có sự khác biệt, thế nhưng sự khác biệt cũng không lớn. Chỉ cần bản thân dung hợp tu luyện một phen là có thể đạt được sự tiến bộ trong Vũ Linh ảo cảnh. Tu luyện tề thiên liệt địa trảo trong Vũ Linh ảo cảnh khiến cho ý thức trong đầu hắn ghi nhớ quá trình tu luyện tề thiên liệt địa trảo, mà sau khi tu luyện dung hợp mà nói tương đương với việc làm ít ăn nhiều. Giống như là một người đang nằm mơ. Trong mộng trải qua mấy canh giờ, thế nhưng trên thực tế lại chỉ có 1-2 canh giờ mà thôi. Mà tu luyện và tôi luyện trong đó tác dụng cũng không nhỏ. Trước đây Lục Lâm Thiên tu luyện vũ kỹ nhanh chóng cũng là do Vũ Linh ảo cảnh này. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, trong nháy mắt đầu yêu thú Hoàng Kim yêu báo thất giai này cũng không dừng lại chút nào, chân trước nhanh chóng đánh về phía trước. Không gian vặn vẹo, tiếng xé gió sắc bén vang lên vô cùng chói tai. Đến đây đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Hoàng Kim yêu báo này để cho hắn tu luyện tề thiên liệt địa trảo cũng không phải là một lựa chọn tồi.
thân hình thi triển phù quang lược ảnh thối lui, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, năm ngón tay biến ảo, từng đạo chảo ấn được đánh ra. Ngao! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thối lui, đầu hoàng kim yêu báo thất giai này rít gào liên tục. Thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ đánh xuống. Khí thế bàng bạc kia khiến cho không gian lắc lư. Tề Thiên liệt địa chảo. Khi thủ ấn Lục Lâm Thiên được kết, thân hình bỗng nhiên ngừng rút lui, rồi đứng lại, miệng quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, chảo ấn trong tay phải hắn đột nhiên tạo thành một đường cong quỷ dị, ầm ầm đánh về phía hoàng kim yêu báo. Siêu! Giờ phút này không gian giống như phong vân biến sắc, chảo ấn xẹt qua, một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên xuất hiện. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa đột nhiên hội tụ tới. Trong nháy mắt trong không gian to lớn tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa này có một đạo chảo ấn nổ tung. Đạo chảo ấn này giống như hỏa diễm mang theo khí thế sắc bén ầm ầm xẹt qua không gian. Nơi nó đi qua không gian vặn vẹo, sóng gợn trong không gian lập tức bị áp xúc thành một đường cong rõ ràng. Sau đó đạo chảo ấn kia trực tiếp đánh vào trên người hoàng kim yêu báo. Trong không trung đột nhiên có một tiếng trầm muộn vang lên. Toàn bộ không gian run rẩy, từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán. Từng đạo kình khí nóng bỏng này đều mang theo lực lượng xé rách không gian, tạo thành một cái khe chừng hơn nghìn thước lan tràn ra chung quanh. Bên trong cái khe này là hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập. Mà trong đó thân thể hoàng kim yêu báo lập tức bị phá hủy, thân thể hóa thành một cỗ sương mù tiêu tán trong không trung. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên mở miệng cười, Tề Thiên liệt địa chảo này tuy rằng hắn còn chưa tu luyện tới đại thành, cũng không phối hợp liệt thiên, thế nhưng uy lực cũng đã không tồi. Vũ khí địa cấp sơ giai quả nhiên không phải là thứ mà vũ khí huyền cấp có thể so sánh. Cho dù là vũ khí huyền cấp cao giai cũng không thể. Hai thứ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tu vi như nhau, uy lực khi thôi động vũ khí địa cấp hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng có thể nói, một người toàn lực thi triển vũ khí huyền cấp cao giai chỉ có thể liều mạng với đối thủ sàn sàn như mình mà thôi. Nếu như thôi động vũ khí địa cấp sơ giai mà nói, có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Không chết thì cũng phải khiến cho đối phương bị thương nặng, không có sức phản kháng. Trong ngọn núi Vũ Linh ảo cảnh tọa lạc, tin tức Lục Lâm Thiên xông vào tầng thứ 7 khiến cho không ít đệ tử tới xem. Nhân số tụ tập trong Vũ Linh ảo cảnh cũng không ít. Ngày đầu tiên tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả nhị hộ pháp cũng cực kỳ hoài nghi. Thực lực của Lục Lâm Thiên hắn đã chứng kiến trên địa Long Đỉnh. Cũng đã nhìn thấy cảnh Lục Lâm Thiên đấu với đám người Dương Quá, Khuất Đao Tuyệt. Trọng thứ nhất tầng 7 đối với Lục Thiếu Du mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Có lẽ chỉ mất 2-3 canh giờ là đủ vượt qua. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du tròn một ngày một đêm còn chưa vượt qua, mà lại cũng không có thất bại. Chỉ là sang ngày thứ 2, trong vòng một ngày Lục Lâm Thiên vượt qua 5 trọng. Mãi cho tới trọng thứ 6 mới dừng lại. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Vượt tới trọng thứ 6 tầng 7, tương đương với việc có thực lực của Vũ Vương Lục Trọng. Thế nhưng Vũ Vương Lục Trọng bình thường cũng khó mà xông qua trọng thứ 5 của tầng 7. Sau khi tin tức này truyền ra, tức thì khiến cho không ít người hiếu kỳ. Không biết Lục Lâm Thiên cuối cùng có thể vượt qua trọng thứ mấy, điều này khiến cho có không ít đệ tử chờ đợi bên ngoài Vũ Linh ảo cảnh. Mọi người cũng không ngừng suy đoán, lúc này sợ rằng Lục Lâm Thiên đang chiến đấu kịch liệt. Trọng thứ 6 tầng 7 tuyệt đối không dễ vượt qua như vậy. Lần này mọi người suy đoán quả thực không sai. Lúc này Lục Lâm Thiên quả thực đang chiến đấu kịch liệt trong trọng thứ 6. Trình độ kịch liệt bên trong trọng thứ 6 khiến cho Lục Lâm Thiên thi triển toàn bộ thực lực. Đương nhiên Tử Lôi Huyền Đỉnh và Đại Hồn Anh không bị bại lộ. Mà trong lúc giao thủ kịch liệt như vậy, Tề Thiên liệt địa chảo của Lục Lâm Thiên không ngừng tiến bộ, càng lúc càng thành thạo. Thời gian lại trôi qua một ngày một đêm, đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không biết lúc này đã trôi qua vài ngày. Trong ý thức của Lục Lâm Thiên đã trôi qua được nửa tháng. Tiêu hao như vậy đối với Lục Lâm Thiên cũng đã tới trình độ nhất định. Sắc mặt hắn đã sớm tái nhợt, thế nhưng lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên lại có một đầu khôi lỗi cấp 7 đỉnh phong. Lục Thiếu Du giao thủ với nó một canh giờ không thể thắng nổi đầu khôi lỗi này. Thực lực của đầu khôi lỗi này tương đương với Vũ Vương Lục Trọng đỉnh phong, thân thể cực kỳ cường hãn, vô cùng khó đối phó. Lục Lâm Thiên đã thi triển qua Tề Thiên liệt địa chảo. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại thi triển Tề Thiên liệt địa chảo cũng chỉ đánh hòa với khôi lỗi cấp 7 này mà thôi. Thậm chí còn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nên thử liệt thiên một chút.
ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, âm thầm cân nhắc. Liệt Thiên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, toàn tràn ra quang mang cùng với vẻ sắc bén. Phần đuôi nối liền với ngũ chảo uốn lượn như ưng chảo. Thế nhưng dưới chảo ấn, hàn mang bắn ra bốn phía, một cỗ quang mang quỷ dị cùng với khí tức vô hình khiến cho không gian lắc lư. Siêu siêu. Khi đầu khôi lỗi kia mang theo khí thế kinh người lần thứ hai lao tới, không gian chung quanh vặn vẹo. Tiếng xé gió sắc bén vang lên không ngừng. Tề Thiên liệt địa chảo. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng. Quanh thân có một cỗ quang mang đỏ rực quanh quẩn. Trên Liệt Thiên liên tục tràn ra một cỗ quang mang chói mắt. Năng lượng thuộc tính hỏa trong bầu trời lặng lẽ hội tụ tới. Một đạo chảo ấn được đánh ra mang theo khí thế sắc bén khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ khí thế này toàn bộ không gian tràn ngập khí tức năng lượng thuộc tính. Ầm ầm. Một chảo này mang theo khí thế sấm sét va chạm với khôi lỗi cấp 7 trung giai. Trên chảo ấn, năm đạo chỉ ấn sắc bén giống như năm lưỡi dao sắc bén đột nhiên đánh vào trên người khôi lỗi. Dưới năng lượng thuộc tính hỏa bằng bạc, không gian giống như bị nghiền nát. Những nơi chảo ấn đi qua, tiếng nổ vang vọng trong không gian, khiến cho không gian chấn động không ngừng. Đồng thời, thân thể đầu khôi lỗi cấp 7 không thể phá hủy kia run lên. Năm đạo chỉ ấn trực tiếp bao phủ cái đầu của khôi lỗi. Chảo ấn chụp tới, lực lượng ngập trời bắn ra. Sau đó cái đầu của khôi lỗi cấp 7 trung giai trực tiếp bị vỡ nát. Phanh phanh. Đầu khôi lỗi này trực tiếp nát bấy. Không gian lúc này giống như sơn băng địa liệt, trong không gian hỗn loạn đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa đá. Không kém bao nhiêu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười. Trọng thứ 6 tầng 7 rốt cuộc hắn cũng qua được. Liệt Thiên phối hợp với Tề Thiên liệt địa chảo đem uy lực tăng lên không ít. Tề Thiên liệt địa chảo lại càng được thi triển nhuần nhuyễn, thuận tay hơn. Tin tức Lục Lâm Thiên xông qua trọng thứ 6 tầng 7 nhanh chóng truyền đi. Mà mọi người vốn đang chờ xem Lục Lâm Thiên có thể vượt qua mấy trọng cũng lập tức thu được tin tức. Bọn họ cũng nhanh chóng biết được Lục Thiếu Du đã trực tiếp tiến vào trong tiên cảnh, bắt đầu vượt từ trọng thứ nhất tầng 7. Trong trọng thứ nhất tầng 7 của tiên cảnh, bản thân Lục Lâm Thiên lúc này đang đứng trong ảo trận, khóe miệng mỉm cười. Ảo trận này ngoài tác dụng tôi luyện tâm trí ra còn có linh hồn lực. Điều này đối với linh giả mà nói cực kỳ quan trọng. So với việc tăng trưởng thực lực còn quan trọng hơn nhiều. Một cỗ khí tức bàng bạc quanh quẩn trên không trung, cỗ khí tức này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì. Khi trước ngây ngốc trong tiên cảnh này Lục Lâm Thiên cũng đã đạt được không ít chỗ tốt. Bắt đầu vượt, Lục Lâm Thiên mở miệng cười, trong tiên cát này vừa vặn có thể thử xem tâm trí và linh hồn lực của hắn rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Siêu siêu, gợn sóng trong không gian lắc lư, một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra mang theo khí tức cường hãn cùng với tiếng xé gió sắc bén. Đạo lưu quang này chính là một đầu linh thú khổng lồ. Siêu. Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý tới nó. Ngay khi đầu linh thú khổng lồ này tới vị trí cách Lục Lâm Thiên một thước lập tức hóa thành một đám sương mù màu trắng biến mất trong thiên địa. Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Tâm trí của hắn đã được tôi luyện tới một trình độ nhất định. Chung quanh hắn lúc thì xuất hiện yêu thú, linh thú, còn có khôi lỗi. Thế nhưng Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý tới. Cả đám đều hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Đây cũng không phải là công kích thực sự, cũng không hoàn toàn là ảo ảnh. Những thứ này cần linh hồn lực rất mạnh mới có thể phát hiện ra. Chỉ cần sai lầm một cái thì lập tức phải rời khỏi tiên cảnh. Cho nên tiên cảnh này đối với tâm trí và linh hồn lực mà nói, quả thực chính là một loại khảo nghiệm vô cùng mạnh. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, Lục Lâm Thiên đã thông qua trọng thứ 6 tầng 7. Hiện tại đã chuyển sang tiên cảnh. Trước người Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp mở miệng nói. Trọng thứ 6 tầng 7 sao, thực lực cũng không thấp, có lẽ đã thi triển toàn lực a. Vân Khiếu Thiên thầm nói. Thực lực của Lục Lâm Thiên này quả thực kinh khủng, tu vi chỉ có Vũ Vương nhị trọng, thực lực hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ có tu vi cao hơn. Đặc biệt là lực phòng ngự cùng với tốc độ quả thực vô cùng đáng sợ. Đại Hộ Pháp sợ hãi than. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này không sợ linh hồn công kích. Ngay cả vạn trưởng lão cũng vô pháp thi triển linh hồn siêu tác với hắn. Trong tiên cảnh này sợ rằng nó có thể vượt qua vô cùng nhẹ nhõm a. Vân Khiếu Thiên nói, ngoài ngọn núi Vũ Linh ảo cảnh lúc này có không ít người tụ tập, thỉnh thoảng cũng có tin tức truyền ra. Lục Lâm Thiên vừa mới xông qua trọng thứ tư tầng 7. Lục Lâm Thiên vừa mới xông qua trọng thứ 5. Trong thời gian 2 ngày,
Lục Lâm Thiên liên tiếp đi tới trọng thứ 6. Mà đêm ngày thứ 2, Lục Lâm Thiên trực tiếp vượt qua trọng thứ 6 tiến lên trọng thứ 7 khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Lâm Thiên sư huynh không ngờ đã xông qua trọng thứ 6 a. Linh Vũ song tu quả thực vô cùng kinh khủng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã đi tới trọng thứ 7 tầng 7. Nếu như chỉ dùng thực lực linh giả, Lục Lâm Thiên biết rõ hắn có thể chống lại Linh Vương tứ trọng đã là cực hạn. Hiện tại hắn chỉ có tu vi Linh Vương nhất trọng, trên phương diện linh giả tuy rằng có một ít thủ đoạn, thế nhưng không thể so sánh với phương diện vũ giả. Chỉ là trong tiên cảnh này lại là khảo nghiệm về tâm trí và linh hồn lực. Đây chính là thứ mà Lục Lâm Thiên mạnh nhất, cho nên hắn mới có thể đi tới trọng thứ 7 này. Thời gian tiếp tục trôi qua, mấy canh giờ sau thân ảnh Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện. Thất bại ở trọng thứ 7 tầng 7 tiên cảnh. Thế nhưng đồng thời xông tới trọng thứ 7 tầng 7 tiên cảnh và vũ cảnh đã đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sau khi tạm biệt nhị hộ pháp, Lục Lâm Thiên đang định cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư gần đó rời đi thì kinh ngạc phát hiện ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư ở trên một ngọn núi cách đó không xa đang đột phá. Lần này trước lúc rời đi Thiên Sĩ Tuyết Sư đã ăn vào không ít yêu linh đan. Yêu linh đan thất phẩm không có, thế nhưng yêu linh đan lục phẩm hiện tại đối với phi linh môn mà nói cũng không thiếu. Yêu thú trước tứ giai tốc độ đột phá vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng sau khi đột phá tứ giai, tốc độ đột phá sẽ chậm lại. Mà có yêu linh đan, tốc độ đột phá của yêu thú sẽ nhanh hơn. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá sẽ là lục giai hậu kỳ. Sau khi tới lục giai hậu kỳ, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư lần nữa tăng mạnh. Cũng tiết kiệm không ít thời gian đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Trên ngọn núi cao Vepsilon T trong mây, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Thiên Sĩ Tuyết Sư phía dưới. Lúc này khí tức trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư không ngừng kéo lên, đã bắt đầu đột phá. Khí tức cuồng bạo trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư bộc phát. Một cỗ uy áp của vạn thú chi vương tỏa ra. Cỗ khí thế này sợ rằng vũ giả dưới vũ vương và linh vương cũng phải khiếp sợ. Giống. Một tiếng gầm gừ từ trong miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư vang lên. Đôi mắt như chuông đồng mở ra. Khí tức tăng lên, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Trên thân hình trắng tinh lúc này hai cánh mở rộng, vô cùng hùng vĩ. Tiếng gầm gừ vang lên, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Cỗ uy áp này tuy rằng không mạnh như tiểu long, thế nhưng cũng khiến cho những yêu thú tỏa kỵ trên những ngọn núi gần đó chấn kinh, thậm chí còn có yêu thú phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Siêu siêu, một cỗ khí tức cường hãn từ trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư tràn ra. Năng lượng thiên địa hội tụ chung quanh, thân thể to lớn bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng. Giống giống, một lúc lâu sau khí tức quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư mới bình ổn lại. Hai cánh khổng lồ thu lại rồi đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Thanh âm trầm thấp từ miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư vang lên. Chủ nhân, chúng ta trở về. Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên, dưới sự ước ao của vô số đệ tử trong Vân Dương Tông, thân ảnh một người một thú trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tỏa kỵ cường hãn như vậy không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người ước ao. Tốc độ quả thực nhanh không ít. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, hiện tại Thiên Sĩ Tuyết Sư là yêu thú lục giai hậu kỳ, tốc độ so với yêu thú phi hành thất giai cũng không kém chút nào. Trên ngọn núi. Sau khi Lục Lâm Thiên về tới đỉnh viện Tiểu Long lập tức thông báo Vân Khiếu Thiên đã tới đây một lần. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên mặt không biểu hiện gì, sau đó lập tức đi thăm mẫu thân. Mà trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có một ít chú ý. Đối với hành động của Vân Dương Tông Lục Lâm Thiên quả thực đã phát hỏa. Hắn thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông hay không. Nếu như đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông sắp xếp vào trong phi linh môn. Hiện tại có lẽ không có vấn đề quá lớn. Phi linh môn hiện tại có tinh nguyệt thiên sát đại trận, lực phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng vẫn không an toàn bằng ở trên Vân Dương Tông này. Lục Lâm Thiên cũng suy nghĩ qua đem mẫu thân tới linh thiên môn, bằng vào quan hệ của hắn và linh thiên môn vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng dù sao mẫu thân và phụ thân ở trên Vân Dương Tông cũng đã quen. Nếu như đem phụ mẫu sắp xếp vào trong linh thiên môn, thứ nhất hai người không quen. Thứ hai đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, Vân Dương Tông dùng linh hồn siêu tác với hắn, Lục Lâm Thiên cũng chưa nói qua với phụ thân, hắn không muốn chuyện này nhiều người biết.
Vào đêm, trong phòng Lục Lâm Thiên xuân sắc vô biên. Hai tay Lục Lâm Thiên không ngừng di chuyển, chậm rãi cởi bỏ y phục trên người nữ tử trước mặt. Tức thì một thân thể trắng nõn như ngọc, mềm mại linh lung xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Trên thân thể mềm mại như ngọc này, xuân quang bắn ra bốn phía. Dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực cao V upsilon T, đôi chân thon gọn, tinh tế. Làn gian trắng nõn, mỗi một tấc trên thân thể đều tỏa ra khí tức mê người mang theo sự mê hoặc vô tận. Chẳng mấy chốc, hoa mai nở trong phòng, cảnh xuân kiều diễu. Lục Lâm Thiên càng ngày càng thấy thân thể nóng bỏng, lập tức đem thân thể mềm mại kia đặt xuống dưới thân. Hai người không ngừng ma sát, toàn thân cảm thấy nóng bỏng. Miệng phát ra thanh âm nguyên thủy, cứ dây dưa như vậy một lát, cự long ngẩng đầu tiến vào trong động hoa mềm mại. Lục Lâm Thiên thẳng lưng, độc long thuận thế tiến vào. Tiếng rên rỉ phá vỡ sự yên lặng, cũng mang theo xuân sắc vô hạn. Hai người dây dưa với nhau, triền miên không ngừng. Mãi một lúc lâu sau gió tan mưa tạnh, trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Màn đêm bao phủ, vầng trăng trốn vào trong những đám mây. Dường như không muốn phá tan sự xuân sắc vô hạn này. Hai người lặng lẽ ôm nhau, nhìn nữ tử trong lòng, Lục Lâm Thiên vạn lần không muốn rời khỏi Vân Hồng Lăng mà đi tới thành Ma Vân. Lâm Thiên, có chuyện thiếp cần nói với chàng. Vân Hồng Lăng nằm trong lòng Lục Lâm Thiên, cánh tay không ngừng vẽ vẽ lên ngực hắn. Nói đi. Lục Lâm Thiên nói, cảm thấy ngứa ngay, cánh tay Lục Lâm Thiên lập tức nắm lấy tay Vân Hồng Lăng. Chuyện vạn trưởng lão của Vân Dương Tông ta thi triển linh hồn siêu tức với chàng thiếp đã biết. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt dán sát vào ngực hắn khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được hai hàng lông mi dài của Vân Hồng Lăng đang nhấp nháy trên ngực mình. Cha nàng nói cho nàng nghe sao? Lục Lâm Thiên trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng hỏi. Không phải. Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Thiếp đã cảm giác được gần đây chàng và phụ thân có chút không thích hợp. Vì vậy thiếp mới truy hỏi Đại Hộ Pháp, cũng đã biết chuyện Vô Tự Thiên Thư, chuyện Vân Dương Tông, Phi Linh Môn, thiếp là nữ nhân cho nên cũng không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng quan hệ của cha và chàng, thiếp ở giữa cũng không thể mặc kệ. Chuyện này không có liên quan tới Vân Dương Tông và Phi Linh Môn. Thiếp chỉ làm hôn thê của chàng, là nữ nhi của cha thiếp cho nên thiếp mới nói vài câu như vậy. Vân Hồng Lăng mở miệng, sự điêu ngoa, tùy hứng trong mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã biết tiểu nữ Vân Hồng Lăng nàng thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, thế nhưng tâm trí bất phàm. Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên Há có thể là người bình thường cơ chứ? Có gì thì nàng cứ nói. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Lâm Thiên, thiếp biết trong lòng chàng trách cứ cha thiếp. Đối với Vân Dương Tông đã có sự ngăn cách, thi triển linh hồn siêu tác, quả thực Vân Dương Tông có hơi quá đáng. Thế nhưng chuyện liên quan tới Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông phải làm như vậy. Hay nói cách khác, nếu như không phải là chàng mà là những người khác, Vân Dương Tông sợ rằng sẽ trực tiếp có hành động liều lĩnh, bằng mọi giá cũng phải lấy được Vô Tự Thiên Thư. Mông Kỳ San kia cũng vì nó mà chết, cho nên chuyện này thiếp mong chàng hiểu. Vân Hồng Lăng khẽ nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Hắn quả thực không nghĩ tới nhà đầu này lại hiểu thấu đáo như vậy. Quả thực cũng đúng như thế, nếu như là người khác, Vân Dương Tông nếu như biết được có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư mà nói, sợ rằng sẽ không từ một thủ đoạn nào cũng phải thu lấy tin tức Vô Tự Thiên Thư. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác với hắn đã rất nể tình rồi. Hồng Lăng, ta thấy Vân Dương Tông cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng Vân Dương Tông nhiều ít cũng phải bận tâm một chút. Nếu như ta không có Phi Linh Môn như ngày hôm nay, lại không có quan hệ với cường giả trong lời đồn bên ngoài, sợ rằng Vân Dương Tông cũng không khách khí với ta như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ nháy mắt rồi nói. Thiếp chỉ nói cho chàng nghe vậy thôi. Lập trường không giống nhau, mấy năm nay cha thiếp vẫn luôn chiếu cố tới chàng. Thiếp nghĩ chắc chàng cũng cảm nhận được. Lúc này tuy rằng đứng ở lập trường của Vân Dương Tông, cha thiếp tuy rằng là tông chủ Vân Dương Tông, thế nhưng có một số việc cũng không thể làm chủ. Thiếp nghĩ chàng cũng biết, chỉ ít việc này không có quan hệ tới cha thiếp. Vì việc này tâm tình mấy ngày nay của cha không tốt. Thiếp cũng không muốn giữa cha và chàng có khúc mắc gì. Có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được cơ chứ.
Vân Hồng Lăng nói. Có một số việc ta cũng hiểu. Lục Lâm Thiên nắm tay Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói. Ta đối với Vân Dương Tông cũng có chút khúc mắc. Nếu như không nể mặt sư phụ cùng với phụ thân nàng chiếu cố bao năm qua thì mặc kệ là ai ta cũng sẽ không bỏ qua. Mà hiện tại, nếu như Vân Dương Tông không cho ta một câu trả lời thì ta cũng cần suy nghĩ tới quan hệ sau này với Vân Dương Tông. Đương nhiên ta luôn công tư phân minh, sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta và cha nàng. Nếu như cha nàng đứng trên lập trường của Vân Dương Tông mà nói, sau này ta cũng không dám khẳng định. Nếu như lập trường không giống nhau, ta nghĩ nàng cũng có thể hiểu được.